Nhất Thế Chi Tôn Quyển 4, chương 91, Ngọc Hư Chi Dị Trong trí nhớ của Đào Tinh, yêu hoàng điện đã phong bế từ sau phong thần chi chiến, không còn yêu nào vào được, song có lời đồn rằng trong đó có các vật yêu hoàng điển, chiêu yêu phiên, vân vân, đợi đến khi lại có đại kiếp tới mới mở ra, cho kẻ có duyên. Nhất mạch yêu tộc này được yêu hoàng lưu lại, Sơn Hà xã tắc đồ, phụ trách trông coi yêu hoàng điện, vẫn luôn ẩn ở thâm Sơn, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện phàm tục thế gian, nhưng ngày đó, yêu quái này nhớ có hai đồng loại tới tìm, một vị có năm màu đỏ xanh vàng đen trắng, tuấn mỹ cao ngạo, khí tức khủng bố, ép cho đám yêu vật đều sợ chết khiếp, cứ như nhìn thấy đại yêu thật sự, lúc đó nhờ có, trưởng điện cầm sơn hà xã tắt đồ chống lại. Nó mới kềm chế được xúc động muốn quỳ xuống lễ bái. Vị thứ hai vô cùng ngây thơ thuần mỹ, nhất cử nhất động đều khơi dậy dục vọng nằm sâu tuốt trong lòng, dùng mũi ngửi cũng biết là hồ ly của thanh khâu nhất mạch họ nói chuyện riêng với trưởng điện, không biết nói gì đó, khiến trưởng điện dẫn họ đi yêu hoàng điện. Thành kính lễ bái bảy ngày, không ngờ cửa yêu hoàng điện lại mở ra, sau mấy trăm năm phong bế. Đáng tiếc là, yêu hoàng điện chỉ mở ra cho hai vị kia, đám yêu tộc trong coi điện không vào được, trơ mắt nhìn họ bước vào, ở trong đó bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó rời đi, cửa vào đóng lại. Sau đó, Chưởng điện, dời, tiểu càng động, từ trong thâm sơn ra tới gần Ngọc Hư Sơn của phàm tục định cư, đổi tên gọi thành trưởng giáo, phân phó yêu tộc thay phiên nhau trở về chỗ cũ trong coi yêu hoàng điện, không biết ý muốn như thế nào. Nam tử ngũ sắc và thanh khâu yêu hồ ở trong yêu hoàng điện nhìn thấy cái gì, có được cái gì hay không, thì đào tin này không biết. Năm màu, năm màu, chẳng lẽ là khổng tước yêu vương Thái Ly? Y và tiểu hồ ly là luân hồi giả, hay nhờ yêu tộc bí tân mới tiến vào được thế giới phong thần. Mạnh kỳ nhíu mày. song thứ khiến hắn thật sự giật mình là Thùy Dực Tử bị trấn áp sau núi Thiếu Lâm năm đó, cái kẻ mà cứ lãm nhảm mình là hậu đại côn bằng đó, lại thật sự không có chém gió, thật sự là có yêu hoàng điện. Thế giới thực có truyền thuyết yêu hoàng, nhưng là vào thời thái cổ xa xưa đó, cùng với nguyên thủy, tam tôn đạo môn gần như là thần thoại, rất ít có sự tích thật sự truyền lưu. Nghe nói yêu hoàng thành đạo sớm hơn yêu thánh, nhưng không hề để ý tới chuyện của yêu tộc, cũng không hề thiên vị yêu tộc, chỉ truyền lại yêu hoàng điển cho đời sau, địa vị trong yêu tộc còn không bằng yêu thánh. Nhưng trong thế giới thực lại chưa bao giờ có cái gọi là yêu hoàng điện. Ngay cả tinh đồn cũng không, Thùy Dực Tử, nếu chỉ dựa vào khả năng chém gió đoán mò thì xác suất xảy ra cũng là vô cùng thấp, chẳng lẽ tên đó thật sự có gia học sâu xa, biết các bí tân của yêu tộc. Nghĩ mãi không ra manh mối, Mạnh Kỳ đành để chuyện này sang bên. Ngọc Hư Sơn, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này là lạ, chỉ khác Ngọc Hư cung có một chữ thôi, chúng có liên hệ gì với nhau không? Vì thế, lấy Ngọc Hư làm từ mấu chốt, Mạnh Kỳ kêu gọi những mảnh vỡ trí nhớ có liên quan tới nó của Đào Tinh. Những bức họa lại thi nhau hiện ra. Nhưng kết quả thu được không nhiều, lại cũng chẳng có liên quan gì tới Ngọc Hư cung, mà chỉ toàn những thứ linh tinh ví dụ như năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, ở Ngọc Hư Sơn ăn thịt một tiều phu. Mạnh Kỳ đang định buông tay, thì một mảnh vỡ hiện ra, chính là cảnh đào tinh và sư đệ của y nói chuyện phím. Sư đệ, trưởng giáo sư bá với bác nhạc quân bàn cái gì thế? Đào tinh hỏi. Sư đệ đầu to xoa xoa tai, trưởng giáo sư bá còn không hiểu chúng ta hay sao? Đã sớm có phòng bị rồi, chung quanh không ngừng có tạp âm quấy nhiễu. Ta chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ Ngọc Hư Dư Nghiệt. Ấy cũng là do bác nhạc quân xúc động to tiếng mới bị ta nghe được. Ngọc Hư Dư Nghiệt, mạnh kỳ nhíu mày, cách xưng hô này thật đúng là làm người ta sửng sốt. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, dựa theo tư liệu tiên tích cung cấp, sau thời phong thần không bao lâu, 12 kim tiên mất tích, nghe đồng tọa hóa, quy về Phật môn, xiển giáo đạo thống suy tàn, ngay cả đệ tử của những vị tiến vào phong thần bản và nhục thân thành thánh cũng bởi vì thiên đình rơi xuống, nên không có sự tích hàng phàm hiển thánh, cùng với các tiên nhân khác chỉ còn để lại truyền thuyết mà thôi. Thế nên đạo môn vốn đã trở nên bí ẩn hiện nay có lẽ có quan hệ qua lại với cung luân nhất mạch, song đều chỉ là chi nhánh, không có truyền thừa chính thống, ngay cả đạo thống của 12 kim tiên cũng rất ít, thậm chí còn không bằng mấy nhà chư hầu và ngọc hư cung. Kẻ có thể bị gọi là ngọc hư dư nghiệp, không phải là chi nhánh đó, mà là cung luân sơn bích du cung. Cái thế giới này quả nhiên quỷ dị, hèn gì thiên tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh kỳ không tìm được manh mối gì khác, xoay tay giết chết đào tinh, hiện nguyên hình là một cây đào. Cái này là tài liệu tốt nha. Mạnh kỳ ngắm nghía cây đào. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt mấy người triệu bách, bạch tùng nhìn mình là lạ, lạ, lập tức bất động thanh sắc bổ sung, trời cao tuy có đức hiếu sinh, nhưng những kẻ lạm sát người vô tội này không thể nào lưu lại được, lưu một mạng của chúng tương đương giết 10 người trăm người, giết một yêu mà cứu vô số sinh linh, ta há lại không làm. Tuy ngàn vạn nhân ngô hướng hỉ, tuy ngàn vạn nhân ngô hướng hỷ, bạch tùng sửng sốt, nghĩ nghĩ, ánh mắt trở nên kích động, không ngừng lặp lại những lời này, nguyên thần và tâm linh đều như được thăng hoa, hận không thể lập tức lấy cái chết tuẩn nghĩa. Đây mới là khí độ thánh nhân đây mới là cái gọi là nghĩa không xong lại ăn cắp lời nói của trung cổ nhân thánh và á thánh đời trước rồi mạnh kỳ xấu hổ nếu chỉ có một mình hắn ở đây đương nhiên có thể mặc dày nhận nó là của mình nhưng mà đám đồng bọn còn đang nhìn kìa mặc học là nhiệm vụ không tính trích dẫn đạo đức kinh cũng để làm luận chứng nên không sao nhưng nếu lại trộm dùng lời nhân thánh lão nhân gia sau này có bị thần binh thánh vật của lão nhân gia để lại đuổi giết hay không Đám người gian chỉ vi mím môi nhìn Mạnh Kỳ ra vẻ đạo mạo, cố nín cười, truyền âm nói, những trữ vật của đào tinh có ba món thiên tài địa bảo, mê thần chung còn có thể sử dụng một lần. Nói tới đây, cô mỉm cười bồi thêm, ta biết ngươi quan tâm nhất chuyện này. Trên mặt ta viết hai chữ tham tiền hả? Mạnh Kỳ sờ cầm. Xem ra, quy lực của mê thần chung là chừng ngoại cảnh 4 đến 5 trọng thiên, chuyên thiện nguyên thần, là bí bảo quỷ dị, có thể có chỗ dùng. Sơn Hà xã tắc đồ, phỏng chế phẩm e là tông sư cũng có thể giấu giếm được, vây khốn hoặc gây ảnh hưởng một chút. Nói thực ra, nếu không phải bí bảo có công dụng đặc thù mạnh mẽ, chống được công kích của ngũ trọng thiên trở xuống, thì mạnh kỳ cũng chướng mắt. Dù cảnh giới của hắn vẫn còn chưa thể hoàn toàn phát huy tác dụng của lưu hỏa, nhưng nó là thượng phẩm bảo binh, một kích cũng có uy lực bí bảo tứ trọng thiên, vừa rồi có thể kích sát con yêu quái đầu to cũng chính là vì vậy. Đáng tiếc, những đồ khác của chúng e là đều bị lôi ra bố trí sát trận, mạnh kỳ lưu luyến không rời nhìn sát trận còn sót lại, sợ đối phương còn có người tới hỗ trợ, nên không dám trì hoãn thời gian, vội đằng vân giá vũ, nhanh chóng chạy đi xa, không ngừng đổi hướng. Trên đường đi, Mạnh Kỳ truyền âm tin tức từ ký ức của Đào Tinh cho mấy người gian chỉ vi, cuối cùng nói, tiểu càng động trưởng giáo là yêu quái cấp nửa bước pháp thân, còn có mấy yêu tôn cấp tông sư, lại đang cầm chính phẩm sơn hà xã tắc đồ, với thực lực của chúng ta bây giờ, không nên treo chọc vào. Cho dù Linh Bảo Thiên tôn tự mình ra tay, cũng vô cùng nguy hiểm. Chính phẩm sơn hà xã tắc đồ là cái gì cơ chứ? Là tuyệt thế thần binh đó. Không giết được Linh Bảo Thiên tôn thì cũng nhốt được ông ở bên trong, giam một hai trăm năm tới khi ông hết tuổi thọ mà chết. Đám người gian chỉ vi tuy chưa từng nghe qua Sơn Hà xã tắc đồ, không biết chính phẩm là như thế nào, nhưng mơ hồ nhớ được trên phổ trao đổi của lục đạo có, hơn nữa vừa rồi cũng đã được kiến thức qua hiệu dụng thần kỳ của phỏng chế phẩm, cũng đã đoán ra được một hai uy lực của chính phẩm, nên lời mạnh kỳ đề nghị không có ai phản đối, mà lại càng cảm thấy hứng thú với yêu hoàng. Nữ qua nương nương là một trong những thần linh trời sinh, nghe đồng thành đạo từ thời thái cổ, sớm hơn phục hoàng, chỉ còn lưu lại truyền thuyết tạo người. Là mẫu thần của nhân tộc chúng ta, thực không ngờ lại có khả năng là yêu hoàng, Nguyễn Ngọc Thư nói, vẻ khá là hào hứng, nói cũng nhiều hơn bình thường. Nghe nói nữ hoa nương nương đầu người thân rắn. Quả thật rất giống như yêu quái. Triệu Hằng phỏng đoán. Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu, thần linh trời sinh không phải người cũng chẳng phải yêu, đều có hình dạng như vậy. Giang chỉ vi đồng tình, đầu người thân rắn, là nguồn gốc chữ đạo, không phải tượng trưng cho yêu tộc chữ đạo rất giống như hình đầu người thân rắn. Nhưng cô dừng một chút lại nói, có nhiều yêu tộc cũng là hậu duệ của thần linh trời sinh, có lẽ. Mạnh kỳ gật đầu, thời thái cổ, thượng cổ, các đại năng thường đều có nhiều thân phận khác nhau, hoặc là một thể hai mặt, hoặc là chém ra chi thân, có lẽ nữ hoa nương nương vừa là nhân tộc mẫu thần, cũng vừa là yêu hoàng. Ví dụ như thanh đế, ông vừa có khả năng là thanh đế, vừa là thái ức cứu khổ thiên tôn vừa là dược sư như lai, ba loại thân phận khác nhau, chưa biết có thể còn nhiều hơn nữa. Nói tới đây, hắn mỉm cười nhìn tề chính ngôn, nữ hoa nương nương không có đạo thống truyền lại đời sau, nhưng thân phận yêu hoàng lại có yêu hoàng điển. Tề sư huynh, hồng thiên bảo giám của huynh hình như cũng có liên quan tới bà ta đó, có lẽ là đạo thống của thân phận mẫu thần nhân tộc, yêu hoàng điện với huynh có duyên đó nha trong sách đổi đồ của lục đạo không viết người sáng lập hồn thiên bảo giám là ai chỉ mơ hồ đề cập tới nữ hoa nhưng mạnh kỳ biết là do trong bộ truyện tranh về nữ hoa đại thần dựa theo truyền thuyết bà ta là bậc đại năng có đặc tính chư giới duy nhất có lẽ thật sự là do nữ hoa nương nương sáng chế tề chính ngôn quay mặt đi mặc kệ mạnh kỳ nói linh tinh cho dù hồn thiên bảo giám thật sự là đạo thống của nữ hoa nương nương thì yêu hoàng truyền thừa liên quan quế gì đến y biến thành người không ra người yêu không ra yêu hả? Lúc này, Triệu Bách mở miệng hỏi, Tô Tiên Sinh, chúng ta đi đâu? Chúng ta đắc tội bác nhạc quân, đắc tội Ngọc Hư Sơn Tiểu Càng Động, phải nhanh chóng rời khỏi đây, tới vùng lãnh địa của Đạo Môn và Chư Hầu khác, như thế mới tránh được đuổi giết. Mạnh Kỳ đáp, sau đó tìm một Tiểu Quốc. Bạch Tùng nói ngay, Đường Quốc và Sở Quốc đều là Đại Chư Hầu Quốc, hơi mạnh hơn Hán Quốc phụ cận lại có vô đương sơn kim quan động rất mạnh mẽ ngọc hư sơn tiểu càng động chắc chắn không dám xông vào vô đương sơn kim quan động mạnh kỳ hít mắt nhớ lại tin tức từ tiên tích từ lúc thiên hạ bắt đầu hỗn loạn trong mấy trăm năm từng xuất hiện tổng cộng sáu vị bá chủ áp đảo các nước chư hầu khác trở thành minh chủ các nước họ đều sớm chứng được pháp thân có người là sau khi trở thành bá chủ mới ngưng kết mỗi người đều có khác nhau nhưng đều là ở lúc thịnh niên thì đột nhiên lui về ở ẩn tị cư vào trong đạo môn hoặc phật mạch khiến người đời rất không hiểu nổi đưa ra đồn đoán ngờ vực lung tung trăm năm trước sở vương chính là lui về vô đương sơn kim quan động từ đó thiên hạ mất đi lãnh đạo lại trở nên náo động thấy mạnh kỳ trầm ngâm bạch tùng bổ sung đường quốc và sở quốc thường xuyên giao chiến mười tiểu quốc ở giữa luôn trong hỗn loạn mỗi nước trụ một phương rất thích hợp cho tô tiên sinh thi triển tài hoa Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, gật đầu. Tốt. Vừa lúc cũng đã hiệu chỉnh, thay đổi hoàn toàn mặt học, nay có thể sách đi làm thực tiễn, cái nào nói được, cái nào không nói được, đám người mình đã thuộc nằm lòng, có thể mang ra vừa lúc thử xem hiệu quả. Trần Quốc, thượng doanh thành. Trời vừa tờ mờ sáng, một nam tử trung niên bình thường vội vàng đi ra cửa tây, vốn người này thường ngày hay à a vô nịnh bợ, nhưng hôm nay ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn một đường thẳng cứ như mình tài trí hơn người. Y là gia phó điền giảng của tư khấu điền hoành, hôm nay được lệnh của chủ thượng ra rừng trúc thành Tây làm một việc. Thượng doanh tuy không phải danh thành, nhưng số hộ dân cũng được mấy vạn, phân thành các khu cung thất, quý tộc, thị trường và bình dân, mỗi khu lại chia làm nhiều mảnh, quay lại thành những khu vực riêng, chuyện xảy ra ở khu này, cách một con phố thôi cũng không sao nghe thấy. Điền hoành tuy là trưởng hình danh bộ của tư khấu, nhưng nếu không phải là chuyện cực lớn hoặc không có người cử báo thì không cần tới phiên y ra tay rất là nhàn nhã hơn một tháng trước sở quốc đến đây mấy người dạy học ở trong rừng trúc thành tây điền hoành không hề biết tới mãi tới gần đây nghe gia phó nhắc đến mới biết thanh thế của mấy người này có vẻ đã hơi bị lớn vốn đối việc dạy học y không ủng hộ cũng không chèn ép vì mười mấy năm gần đây các nước lưu hành một tục lệ nếu không quá đáng thì không xen vào nhưng mà thanh thế của mấy người này hiện ra khá lớn tin tức không ngừng truyền vào tai y khiến y cũng phải khiếp sợ phải sai một gia phó tới để điều tra điền giảng bước chân rất nhẹ nhàng người đi đường nhận ra đều dừng lại chào y khiến y rất là hài lòng thỏa mãn nhưng khi tới gần rừng trúc thành tây chuyện này dần dần biến mất nhiều người trẻ măng ở khu vực này ai nấy đều bước rất vội vàng như đang sợ bỏ lỡ một chuyện gì quan trọng lắm đều là đi rừng trúc nghe dạy học Điền giảng kinh hải, vội bước nhanh đuổi theo. Rừng trúc thành Tây nói là rừng trúc, thực ra chỉ được một vùng trồng trúc lưa thưa mà thôi, chẳng có tí nào ăn nhập với chữ rừng. Lúc này, ở giữa rừng trúc có một cái đài đất cao nửa người, trên đài có một nữ tử đang ngồi ngay ngắn. Nữ tử này mặc áo trắng xuất trần, vẻ mặt thanh lãnh, khí chất cao quý, dung mạo diễm lệ, tự như tiên tử cung hằng hàng lâm phàm trần. Nữ tử trông khá ngây ngô, tuổi chỉ chừng trên dưới 20, nhưng điện giảng nhìn mà tâm thần bấn loạn, thiếu chút nữa là mất kiểm soát, không nhịn được cảm khái, bao tự năm xưa e là cũng không gì hơn. Y là gia phó của tư khấu, đương nhiên đọc khá nhiều sách. Y nhìn quanh một vòng, phát hiện nhiều người ngồi vây quanh đều có vẻ quý mến sùng kính, nhưng không có ai có thái độ lỗ mãn. Trước mặt nữ tử có đặt một cây thất huyền cầm, tay cô khẽ vuốt, tiếng nhạc lọt vào tai, hết sức bút giá, khiến tinh thần người ta chấn động, sau đó điền giảng phát hiện người chung quanh đều ngồi thẳng hẳn lên, thái độ trở nên đoan chính hẳn, không còn một tiếng lào xào khe khẽ nào. Hôm nay giảng chương 2, mặt thư, giọng nữ tử thánh thoát như tiếng đàn. Điền giảng nhíu mày, mới tới chương 2. Hay là đã giảng chương 2 đến lần thứ mấy? Lúc đầu, dáng vẻ của y rất cao ngạo nghiêm nghị, nhưng càng nghe, vẻ mặt y dần dần vô tình thay đổi, như bóc đi lớp mặt nạ khô khan, lộ ra gương mặt thật đầy sinh động và phấn khích mặc thư lại là bí tịch công pháp cô gái này truyền thụ bí tịch cho bao nhiêu người công chúng bình dân hơn nữa lại còn vừa truyền thụ công pháp vừa dạy người ta biết chữ điền giảng cảm thấy chuyện này thật là vớ vẩn cứ như đang mơ một giấc mơ buồn cười là một người hầu được gia chủ tin cậy đương nhiên y đã sớm được truyền công pháp thực lực không kém y không hề để ý tới võ công của mặc thư nhưng mà y ngạc nhiên vì sao cô gái này lại làm như vậy sự khó khăn của chữ viết của công pháp là dấu hiệu để phân biệt quý tộc và những kẻ đê tiện thế mà sao lại có thể không thu một đồng phí lại truyền thụ mà không cần kiểm tra thi thố gì đây dứt khoát là trò đùa mình vất vả làm trâu làm ngựa vất vả biết bao nhiêu mới được học chữ luyện công mấy kẻ đê tiện này cũng xứng y mờ mịt nhìn quanh nhìn thấy trong này có cả một ít sĩ nhân một ít quý tộc đã lụi bại. Chuyện tiếp theo càng khiến Điền Giảng thêm phẫn nộ. Ấy là ngoài truyền thụ, cô gái kia còn chỉ dẫn, thậm chí còn tự mình biểu diễn, người ngồi xung quanh nghe đến mê say, ước gì mình mọc ra được tới bốn cái tai, hai trái tim, ai tìm được cái gì lập tức khắc dấu hiệu riêng mà chỉ có mình hiểu vào đó, để giữ lại ghi nhớ sau này đọc lại. Thời gian trôi qua, sau một hỏi đáp về tu luyện, Điền Giảng đã từ kinh hãi và giận dữ chuyển thành tê liệt mà cô gái kia chấm dứt việc truyền thụ chương 2 mặt thư, chuyển sang nói về mặt nghĩa. Mặt nghĩa. Điền giảng thu liễm tâm thần, bắt buộc mình nghe giảng. Nhưng hắn vừa bình phục xong cơn sóng gió phía trước, lại bị một cơn sóng khác đánh ngã nhào, giận dữ tới mức suýt tí nữa thì nhảy nhổn lên mà quát mắng. Kim yêu. Thiên địa không có tình, nhưng con người thì có. Tuy rằng thân sơ có khác, nhưng phải thường xuyên biết nghĩ tới tình thương dành cho người khác quý không kinh tiện, phú không nhục bần. Mặt điền giảng trở nên dữ tợn, cố nén xúc động muốn mắng to, hoang đường. Các chư hầu quý tộc trời sinh cao quý, há có thể và đặt song song với những kẻ nghèo hèn, yêu thương bọn họ. Không tạo nên những cuộc chiến bất nghĩa. Thiên hạ hiện nay không hề có chiến tranh chính nghĩa. Phi mệnh. Làm việc phù hợp với ý trời, sẽ được quỷ thần thưởng, mệnh không phải do trời chú định. a à, cái này, cái này nghe có chút đạo lý điền giảng nghe lúc thì trợn mắt lúc lại nhướng mày dữ dằn muốn nhào lên xé banh cái nữ tử trên đài cao lúc lại cảm thấy cô ta thực đã nói đúng tâm sự trong lòng thì ra đây mới là đạo lý thật sự mình chỉ cần cố gắng mình sẽ có cơ hội tiếp tục vươn lên chư hầu phân tranh đất đai hoang vu chẳng thấy hơi người xương trắng phơi nơi hoang dã không người thu gom chôn cất những điều này tin rằng chư vị ngồi ở đây nhiều người đều đã trải qua chỉ có yêu thương nhau, làm những việc mà chúng ta đều cùng có lợi, không gây nên những cuộc chiến tranh vô nghĩa, mới có thể tránh được. Trên đài, Nguyễn Ngọc Thư khẽ thở phào. Hôm nay đến phiên cô dạy học, nhưng cô lại chẳng giỏi về cái vụ này. Đến lúc nói xong, cả người nhẹ nhõm sảng khoái không thua gì ăn một hơi 10 con cá khô. Cô không nói về những nỗi khổ, không bảo thần Phật tiên thánh, vương hầu tương tướng chẳng lẽ cao quý hơn chúng ta, chỉ là nói ra chút ý tứ, để khỏi khiến cho trước khi nhiệm vụ hoàn thành, các quý tộc lại trở nên mâu thuẫn gây gắt với nhau, dẫn quân đi tiêu diệt nhau, nhất thống thiên hạ, chuyện thương sinh Thái Bình càng là không thể nói, Trần Quốc chỉ là một nước nhỏ, cơ bản không có giả tâm này, nói ra chỉ tổ mang tới hiệu ứng ngược lại, dùng phi công. Đơn giản là đủ rồi. Hơn một tháng nay, họ không hề tới cầu kiến Trần Vương, vì người này không phải bác nhạc quân đi, chiêu hiền đại sĩ, nên cả bọn chỉ chuyên tâm dạy học, Mở rộng thanh thế, đắp dựng danh vọng, vừa có thể tăng cường thực lực bản thân, vừa để dụ Trần Vương chủ động triệu kiến, mà hiệu quả cũng không phụ lòng người. Nhờ mấy người Triệu Bách giúp tuyên truyền và cố gắng, từ lúc đầu dạy học chẳng có ai hỏi thăm, bây giờ không chỉ bình dân dân chúng đến học, mà còn có cả đại phu sĩ tử có học thức cũng tới ngồi nghe, nhiều người còn khen ngợi, khâm phục không thôi. Vì thế, thanh danh đám người mạnh kỳ càng được truyền ra rộng rãi dần dần có quý tộc tiến đến, thậm chí có cả người của những thành gần đó, thanh danh năm vị hiền giả và tô tiên sinh lưu hành khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thấy Nguyễn Ngọc Thư kết thúc dạy học, những người ngồi nghe đều cuốn quyết đứng lên, chắp tay đưa tiễn, thái độ cực cung kính. Trong lòng điền giảng sóng gió từng trận, cả người vừa thấy giận vừa mờ mịt, không nhớ nổi mình rời khỏi rừng trúc như thế nào. Dạy chữ, truyền công pháp, không thu thù lao, ai nghe cũng được. Điền Hoành chỉ mới nghe Điền Giảng kể lại khúc đầu đã trợn mắt lên. Điền Giảng cúi thấp đầu xuống, dạ. Lớn mật, cùng vọng, nghịch nhân. Điền Hoành tức giận đi qua đi lại, vô cùng đau đớn nói, bọn người xấu, bọn người xấu, quả thật là bọn người xấu. Dựa theo chu lễ, sao có thể tùy ý truyền thụ công pháp, chỉ bảo chữ viết, đây là đặc quyền đệ tử chư hầu quý tộc mới được hưởng. Thấy thiên hạ hỗn loạn, nhiều quốc gia bắt đầu không còn tuân theo lễ pháp, kỹ mình cường đại mà không chỗ nào cố kỵ. Điền Hoành sớm đã có cảm thán về điều này, nhưng khi chuyện quá quắc này xảy ra, vẫn làm y giận tới mức không kềm chế được, bọn người này thật là quá xấu xa. Y đi mấy bước, cố gắng kềm chế cảm xúc, kể tiếp. Điền giảng nhìn nhìn mặt chủ, chọn kể chuyện phi công và bất nghĩa chi chiến, sau đó mới đến Kim Yêu, Thượng Hiền, Thiên Chí, Minh Quỷ, Tiết Dùng, Tiết Kiệm Tiêu Dùng, vân vân. Mặt Điền Hoành càng ngày càng xanh mét, nhưng không lại bùng nổ lửa giận, mà là cố nén nghe xong. Không quan tâm thân phận, sử dụng người có tài hoa. Hừ, đây là muốn đào lăng tẩm tổ tiên chúng ta a, à, Điền Hoành rít qua kẻ răng. Điền Giảng vội nói, chủ thượng, có muốn trục xuất họ hay không? Vì dạy học mà trục xuất họ. Cho đường quốc lấy cớ à. Chờ một chút, họ đến từ sở quốc. Là một nước phụ thuộc sở quốc. Trần Quốc thường bị đường quốc tấn công, tư khấu điền hoành cũng không dám làm điều mù quáng. Vâng, quả thật đến từ sở quốc. Điền giảng không chút giấu giếm. Điền hoành đi thông thả mấy bước, trầm giọng nói, dù sao cũng chỉ là dạy học, không phải du thuyết, trước phái người đi sở quốc hỏi thăm, có tin tức chính xác rồi hẳn trục xuất. Dạ. Điền giảng xoay người rời đi. Lúc này, con trai Điền Hoành là Điền Quát vừa vặn đi ngang qua, lẩm bẩm, thiên địa bất nhân, không có tình, thượng hiền thượng đồng, kim yêu phi công, thật sự là đại tài a, à. nghiệt tử, con nói cái gì? Điền Hoành nhất thời nổi giận, một bàn tay vụt qua. Điền Quát cũng đã tiếp cận ngoại cảnh, nhưng ngại vì lễ pháp, không dám tránh né, mặt bị tác mạnh một cái, khóe miệng rỉ máu. Thượng hiền, nếu có thượng hiền thật, còn có cơ hội cho tên ngốc con sao? điền hoành nổi giận mắng điền quát bạnh cổ quật cường nhìn điền hoành phụ thân thế sự thiên hạ sớm đã thay đổi người không có thực lực và tài hoa dù chiếm được địa vị cao cũng không thể trụ được lâu dài nếu không dựa vào lễ pháp thì không thể cấm người khác không mơ ước đương kim chi đạo duy hiền cư chi đạo trên đời hiện giờ chỉ có một chữ hiền mà thôi tô tiên sinh nói thiên hạ đại thế như dòng nước chảy xiết thuận theo thế nước thì xuôi, nghịch theo thế nước thì chết. Chúng ta không thể lấy châu chấu đá xe. Không cần phải phân chính thứ, chỉ cần có tài là cử, đây mới là cái đạo sống sót lớn mạnh. Điền hoành nhìn thằng con, lắp bắp, nghiệt tử, nghiệt tử. Sau đó mấy ngày, tin từ sở quốc còn chưa báo về, Điền hoành đã nghe được một tin tức kinh người, Trần Vương Triệu kiến người dạy học trong rừng trúc. Vương Thượng, vương thượng lại triệu kiến họ điền hoành hai chân mềm nhũng ngã ngồi xuống chiếu trần quốc trong cung đám người mạnh kỳ bái kiến trần vương phân nhau ngồi xuống liền nghe trần vương nói chư vị đại tài ngô có điều nghe thấy nhưng trần quốc an nhạc quý thứ hòa thuận tài học của chư vị e là không phải sử dụng đến người này để năm chồng râu dài thần hoàng khí chân chính là một vị tông sư đây đúng là tiểu quốc mà đám người mạnh kỳ đã chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng, một tiểu quốc nhưng có quốc quân mạnh hơn cả quý tộc. Đợi Trần Vương nói xong, mạnh kỳ mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Trần Quốc nguy nan, chồng trứng đã sắp đổ, đại họa chỉ trong sớm tối, sao lại bảo là an nhạc. Thức văn đoạn cú, thức văn, biết chữ, đoạn cú, có thể đọc ra dấu ngắt câu, ý nói biết đọc có ngữ điệu. Trần Vương sắc mặt nghiêm nghị, Ngô thường nghe thuyết khách luôn lấy đại ngôn hù người, chẳng lẽ Tô Tiên Sinh cũng muốn làm theo họ. Ông ta không tự xưng vương như các quốc quân khác, mà xưng ngô, có vẻ không coi trọng lễ pháp cho lắm, ngụ ý là, Tô Tiên Sinh các ngươi là người có tài, không cần tự hạ thân phận, coi mình như bọn thuyết khách. Mạnh kỳ chăm chú nhìn Trần Vương, không nói một lời. Mấy người gian chỉ vi cũng vẻ mặt nghiêm túc, trong điển nhất thời lặng ngắt như tờ, không khí ngưng động trần vương khẽ hít một hơi nghiêm mặt nói sở đường tuy như hổ lan nhưng ngô quốc đã phụ thuộc vào sở vừa có ưu thế đoạn hậu lại có chi viện mạnh mẽ làm sao có nguy gì mạnh kỳ lưng thẳng tắp lắc đầu nếu sở đường bị khắc chế quân lực bị kềm thì thế này có thể lâu nhưng nay khi hai quốc thường xuyên xung đột sinh linh biên cảnh đồ tháng bên nào cũng bị hao tổn không có ích chuyện song phương đều không có lợi mà để lâu tất sẽ có biến hóa trần vương hơi đổi dáng ngồi tự nghiêng tựa biến thành ngồi ngay ngắn vẽ đã chuyên tâm hơn mạnh kỳ giống như không thấy hỏi nếu đường bỏ sở công trần đại vương giải quyết như thế nào trần vương không chút sợ hãi lạnh nhạt trấn định ở trong thành tự thủ đợi viện quân của sở hai bên là minh hữu của nhau sở tất sẽ không ngồi yên không để ý đến nếu sở quốc vứt bỏ minh hữu những tiểu quốc còn lại sẽ chuyển hướng sang đường quốc sở quốc sẽ càng gian nan nên Trần Vương không hề nghi ngờ chuyện sở quốc sẽ phái cường giả cứu viện. Mạnh Kỳ không hề phản bác, chỉ cười, nếu sở đường giao chiến với Trần, thì sở đường không phải gánh sinh linh đồ tháng, còn có thể đoạt mỏ, trụng tốt, thiên tài địa bảo, dân số sung túc, chẳng phải có lợi hơn sao. Theo ý Đại Vương, là nên bỏ cái có lợi lấy cái không có lợi, hay là vì cái có lợi mà ra tay. Nếu nhiều lần như thế, với thực lực của Trần Quốc, có thể thủ mấy lần. Diệt vong chỉ trong sớm tối. Đại vương còn làm như không thấy. Giọng của hắn cao dần lên, len ken hữu lực. Trần Vương hít một hơi thật sâu, như đang cố nén phẫn nộ, sợ có thể công đường mà cứu Trần, không cần phải giao chiến ở đây. Trò vây ngụy cứu triệu hả? Mạnh kỳ bất động thanh sắc, hai quốc giao chiến lâu ngày, các thành trì biên cảnh đều đã được đặt trong phòng vệ nghiêm ngặt, đất đai bị tàn phá, chẳng còn gì mà thu hoạch. Trong khi đó, đường quốc có thể tiến quân thần tốc, đoạt lấy trần, sau đó rút lui về, khi cường giả sở quốc kịp tới, hai mặt giáp công. Như thế nhiều lần. Với tài lực trần quốc, có thể chống cự đường mấy lần. Trần Vương cao giọng nói, ngữ khí trở nên kịch liệt, giữa sở đường có hơn 10 tiểu quốc, thua kém ngô quốc rất xa, lấy trí của đường, há sẽ bỏ dễ mà lấy khó. Những tiểu quốc như vậy, muốn diệt lúc nào chẳng được, sang năm cũng vào lúc này, đại vương còn có thể ôm lòng may mắn hay không mạnh kỳ ngồi nghiêm chỉnh đặt hai tay trên gối ngôn từ cũng trở nên kịch liệt không kém trần vương trợn mắt nhìn tay ấn vào chui kiếm nhưng một lúc lâu sau ông thở dài đứng dậy chắp tay tiên sinh đối với thiên hạ chi thế quả thực rất là thấu suốt đại quốc như đá to chưa từng nghe hai tảng đá thường xuyên va chạm mà trứng ở giữa lại có thể không vỡ tiên sinh có gì dạy ta thái độ rất thành khẩn hiển nhiên đã sớm hiểu rõ thế cục của Trần Quốc. Mạnh kỳ cầm chung rượu lên nhấp một ngụm, tận dụng thời gian sắp xếp ý. Buông chung rượu, mạnh kỳ mở miệng, cả nước quy thuận sở đường là kế sách vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng quý tộc Trần Quốc có thể làm mà đại vương không thể làm, nếu các quý tộc quy thuận, đại vương có thể giữ được Trần Quốc không? Trần Vương gật đầu, chờ nói vào ý chính. Nguồn gốc nguy hiểm của Trần Quốc có ba cái. Một là bản thân yếu ớt, trong thời hổ lan này không có chính nghĩa hèn kém chính là tội hai là không biết lượng sức cứ khơi mào chiến tranh vô nghĩa tấn công những nước nhỏ phụ thuộc đường chọc cho đường ngứa mắt ba là phân quyền lợi chưa phù hợp chỉ có ích cho sở quốc không có lợi cho đường trần vương nghe vậy kinh ngạc không có lợi cho đường chính là làm ngọn cỏ đầu tường xoay đầu theo gió cũng không phải mạnh kỳ cười giải thích từ ý đầu bản thân yếu ớt thì cần phải làm theo ý trời, kính quỷ thần, trên dưới đồng lòng, dưới tôn thượng lệnh, trên tôn vương lệnh, trên dưới thành một thể. Mà muốn trên dưới đồng lòng thì phải biết yêu thương lẫn nhau, mở mang học vấn cho mọi người, đề bạc tài tuấn, không vì thân phận địa vị có khác mà có điều coi rẻ. Này là kế sách lâu dài, không phải trong 2 3 ngày là thấy được hiệu quả, nhưng sau khi chuyện này lan truyền thiên hạ, những cường giả không được coi trọng của các nước chẳng phải sẽ chen chút kéo tới hay sao? Đây là hành vi rất hao tốn tiền của, nên lúc mới bắt đầu, Đại Vương nên tiết dùng, tiết kiệm tiêu dùng, tiết tán, tiết kiệm trong mai tán. Trần Vương nghe khúc đầu có chút tán đồng, nhưng đến khúc cuối, thì nhớ mày, lúc mới bắt đầu. Ông hiểu, nếu chỉ dựa vào tiết dùng tiết tán, thì vẫn không thể đủ để chi phí cho việc mở rộng dạy học và chiêu nạp cường giả, nhưng nghe ý tứ tô tiên sinh đấy lại chỉ là kế để tạm thích ứng cho giai đoạn đầu mà thôi mạnh kỳ mỉm cười vẫn không giải thích tiếp tục nói không biết lượng sức chính là không có lòng kim yêu ham tự lợi thỉnh đại vương tuyên cáo khắp các nước không nên gây ra những cuộc chiến vô ích nữa nếu vi phạm thiên nhân sẽ từ bỏ tổ tiên hổ thẹn như thế sẽ có thể tiêu trừ lòng kiên kỵ của chư quốc thiên nhân từ bỏ tổ tiên hổ thẹn là một lời thề khá là nghiêm trọng tuy không có lực ước thúc về mặt thực chất nhưng lại có thể khiến người ta tin tưởng, người theo, phi công, mặt gia, lại càng phải nên như thế. Trần Vương hơi trầm mặt, nếu không thể được lợi từ các nước khác, mình làm lớn mạnh Trần Quốc thì có tác dụng gì? Nếu không phải việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của đất nước, chắc chắn ông sẽ không nghe cái đề nghị phi công này. Mạnh Kỳ tiếp tục, có lợi cho đường, cũng không phải là phải làm cỏ mọc đầu tường, mà là làm cho mình trở nên hữu dụng với đường. Lời ấy giải thích thế nào? Trần Vương không hiểu được. Mạnh Kỳ lại cười, Sở Đường giao chiến lâu ngày, cừu hận đã thâm sâu, có phải con đường thương mậu đã bị đứt hay không? Phải. Trần Vương có thể trở thành tông sư, cũng không phải kẻ ngu dốt, mơ hồ bắt đầu hiểu ra. Tuy Sở Đường có thể giao dịch với những nước khác, nhưng có những thứ chỉ sở mới có, ví dụ như linh dược, kỳ hoa, thuốc vân trạch của sở, quan ải bí tàng của đường đây là những vật không thể thiếu của họ, cho dù có thể thông qua nước khác chuyển tới, hoặc tiến hành giao dịch ngầm, thì số lượng cũng sẽ không đủ, không sao đáp ứng được việc tu luyện. Mạnh Kỳ nói một lèo. Vẫn chưa đi vào điểm chính, Trần Vương có phần nôn nóng, chẳng lẽ phải giúp đường quốc mua thuốc vân trạch. Nhưng nếu bị phát hiện, sở quốc tất sẽ hân binh đến phạt. Loại chuyện này không thể làm quá lộ liễu. Có lẽ sở đường bình thường sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chỉ cần bị phát hiện, sở quốc tất sẽ không bỏ qua cho Trần Quốc. Mạnh Kỳ lắc đầu, cần gì phải lôi danh xấu ấy. Nói xong, hắn đứng dậy, chắp tay nói, Thỉnh Đại Vương hủy bỏ toàn bộ thuế ở cửa khẩu của Trần. Hủy bỏ toàn bộ thuế ở cửa khẩu. Tô tiên sinh, không phải mở công học, đề bạc lương tại sao? Trần Vương tuy không hiểu vì sao lại chuyển qua đề tài này, nhưng vừa nghe trong lòng đã hoảng hốt chỉ dựa vào tiết dùng tiết tán vốn đã khó chống đỡ nổi chi phí mời hiền tài nay lại hủy bỏ thuế ở cửa khẩu còn dựa vào cái gì mà sống nổi mạnh kỳ đứng thẳng tắp như cây tùng áo bào bay lất phất theo gió đất ở cửa khẩu phần lớn đều là đất phong cho tư nhân thuế ở đó chủ yếu cũng rơi vào tay quý tộc chẳng đến được tay đại vương nếu bỏ thuế cửa khẩu thương nhân sở đường chẳng phải sẽ ào ào kéo tới hay sao lúc đó thượng doanh tất trở thành nơi thương nhân tập hợp thu được ở đây đâu chỉ là gấp bội. Rồi các thương nhân phải ăn, mặc, ở, đi lại, xem ca nhạc, giải trí vân vân, lo gì khách sạn tửu lâu sinh ý không hưng. Đến lúc ấy e là chỉ buồn khách phòng không đủ, đòi xây thêm thôi. Chỉ sầu rượu và đồ nhắm không đủ, cần mua sắm chuẩn bị sẵn nhiều hơn. Như thế cửa hàng sẽ mở khắp nơi, dân chúng có thêm thu nhập, thượng doanh sẽ có đủ loại bảo vật, đại vương lo gì thu thuế không đủ để dùng quốc khố không giàu, không có tiền dưỡng sĩ. Trần Vương vụt đứng lên, hai tay run nhẹ nhẹ, vẻ mặt kích động, ông đã nhìn thấy một cánh cửa mới đang mở ra. Như vậy cũng được. Nhưng nghe vào tai có vẻ rất có thể làm được. Mạnh kỳ tức cao giọng, nơi thương nhân tập hợp như vậy, sẽ thiếu người sở đường mang thuốc vân trạch và quan ải chi tàn tới sao? Đây là họ ngầm làm, có liên quan gì tới đại vương đâu? quá lắm thì bảo là sai sót do kiểm tra không nghiêm mà thôi làm như vậy đại vương trở thành người có lợi cho cả sở lẫn đường chính là giao tương lợi trần vương không ngừng gật đầu đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó giọng mạnh kỳ ngập tràn khí phách kết quả là trần quốc sẽ không còn yếu nếu muốn cường công chỉ tổ làm tổn hại bản thân kết quả là trần quốc có chữ nghĩa không công kích nước khác không làm hại cho mình Kết quả là, Trần Quốc hữu dụng, có lợi với mình, có lợi cho nhiều nước khác. Một nước vừa có lợi, vừa thủ nghĩa, vừa không yếu, ai diệt làm chi? Nên nếu sở đường không phân thắng bại, thì Trần Quốc không lo, nếu thế thắng bại đã phân, thì lúc ấy chẳng phải đã rõ, đại vương còn không biết làm như thế nào ư. Trần Vương càng nghe, mắt càng ngày càng sáng, hít thở trở nên nặng nhọc, cuối cùng đi ra án kỹ, tự mình đỡ lấy mạnh kỳ tiên sinh thật là đại tài hiếm thấy trần quốc may mắn có thể được tiên sinh dạy bảo không biết tiên sinh nguyện làm trần quốc đại tư đồ hay không đám người mạnh kỳ liếc nhau thời hạn chỉ còn chưa đầy một tháng cuối cùng nhiệm vụ cũng có đột phá chính là mong muốn của ta không dám chối từ mạnh kỳ chấp tay hành lễ đương chung rượu đồng bị ném xuống đất làm đất lõm xuống một miếng phát ra tiếng vang tư khấu điện hoành mặt xanh mét nhìn con trai lớn điền quảng vô cùng đau đớn nói vớ vẩn hoang đường vương thượng không ngờ lại nhận mặt gia tô mặt làm đại tư đồ đi làm cải cách bỏ thuế cửa khẩu chiêu hiền đại sĩ đây là muốn đoạn căn cơ của chúng ta điền quảng trịnh trọng gật đầu hài nhi cũng cảm thấy nghiêm trọng nghe nói tân vương của đông nam ngô quốc hiện trọng dụng một sơn giả nhàn nhân tên là ngũ hạo nói là muốn phế đất phong dùng thực ấp xây quận lập huyện vì thế khiến ngô quốc rơi vào nội chiến, Hài Nhi e tô mặt cuối cùng cũng muốn làm theo hắn. Phế đất phong, dùng thực ấp, xây quận lập huyện. Mắt Điền Hoành tối sầm, không còn nhận ra thế đạo hiện thời. Trời sắp sụp sao? Điền Quảng đạm mạc, Hài Nhi cho rằng phải nhanh chóng diệt mối họa này. Có đại vương bảo vệ, Điền Hoành nhíu mày, đại vương chính là Tông Sư, là người mạnh nhất Trần Quốc, ai dám ra tay ngay dưới mắt ông ta hay là liên lạc quý tộc sở quốc. Điền Quảng nói, nếu không muốn mất mạng, thì phải ra tay. Quảng nhi con. Điền Hoành sửng sốt. Điền Quảng cắn chặt răng, vẻ mặt vẫn đạm mạc không đổi, thế gian hiện thời, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, chỉ cần có thể giết chết kẻ gây họa này, thiên hạ sẽ lại trở về an ổn, chúng ta cũng có thể an ổn. Hừ, Tô Mạnh từng nói, ta có nghĩa trong tay, có ngàn vạn người cũng không sợ hồ sen thoảng đưa mùi hương theo gió đêm, tư khấu điện hoành chấp tay sau lưng, nhìn dòng nước lấp lánh, tinh thần không biết phiêu ở nơi nào. Gia phó điện giảng đột ngột chạy tới, gấp giọng bẩm báo, chủ thượng, Dương Thành tể nghe tô mặt làm đại tư đồ, đã sửa đề cử thành chọn lựa, chọn cách đi theo. Dương Thành tể là chỉ điền quát, từ khi trưởng thành, vì huynh trưởng điền quản trở thành thượng đại phu, mới đảm nhiệm đất phong Dương Thành nhà mình, nhận lấy chức quan. Điền Hoành ngẩng phát đầu lên, mắt trợn to, giận kinh người, nhưng y hít mạnh một hơi, kềm chế lại, sắc mặt lại trở về bình thường, ra vẻ không bận tâm. Mặc kệ nó, y lạnh lùng. Điền giảng lắp bắp kinh hải, chủ thượng, việc này sao có thể được? Ý chủ thượng là mặc kệ cho Dương Thành tể muốn làm gì thì làm. Điền Hoành không chút cảm xúc nhìn y, nhắc lại, mặc kệ nó. Điền giảng không dám hỏi nữa, không người xưng vân, rời khỏi đình. Lại nhìn hồ sen một lúc nữa, Điền Hoành thở dài, lẩm bẩm. Như vậy cũng tốt. Trần Vương ở trong cung, chờ mấy người mạnh kỳ và giang chỉ vi thảo luận chuyện cần làm kế tiếp. Bản thân Trần Vương là tông sư, dưới tay có đất phong, có đại phu, kẻ sĩ ủng hộ, thủ hạ có nhiều cường giả ngoại cảnh, chỉ cần giữ vững quyết tâm hủy bỏ thuế cửa khẩu và dùng quốc sách thượng hiền, ít nhất sẽ không có quý tộc nào của thượng doanh phản ứng mạnh. Song e là họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, chấp hành sai lệch quốc sách, không những không mang lại hiệu quả mà còn đắc tội hai nước sở đường, làm tổn thất tài vật. Thân là hoàng thái đệ, triệu hằng rành những chuyện này nhất, thời hoàng thất nhà y nắm uy quyền, các thế gia đứng đầu thích nhất là làm như vậy. Ngay cả tề chính ngôn trải qua thay phiên dạy học, cũng đã trở nên bất kiệm lời, tích cực phát biểu ý kiến, phạm vi áp dụng, thượng hiền, tạm thời nên khống chế trong phạm vi cung đình những nha môn quan trọng, quan lại thượng doanh và đội quân trực tiếp dưới trướng của Trần Vương, không mở rộng quá mức làm ảnh hưởng tới lợi ích của đám quý tộc, như thế sẽ giảm đi nhiều trở ngại. Chỉ áp dụng trong những nơi Trần Vương có lực khống chế mạnh nhất, các quý tộc cho dù muốn dở trò cũng không thành công. Về phần quân ngũ, thế giới phong thần và thế giới của mấy người mạnh kỳ khác nhau, có rất nhiều trận đồ để lại, chỉ cần chọn được người giỏi, phối hợp với trận đồ diễn luyện nhiều một chút, cộng với bảo binh phù hợp là đủ để chống lại ngoại cảnh trong thời gian ngắn nhưng trừ rất ít trận đồ đặc thù đa phần đều không thể phi hành nếu đánh đột kích cơ hội dùng được không nhiều nhưng nếu dùng để phòng ngự để thủ và chiến đấu trực diện thì không tệ từng giai đoạn đầu phải tận lực tránh làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt để sở quốc và đạo môn không có cửa lợi dụng vào mạnh kỳ đồng tình với ý kiến của tề chính ngôn trước khi triều hội bắt đầu họ sẽ bẩm lại kết quả đã bàn bạc cho Trần Vương. Giang chỉ vi khẽ nhíu mi, Thượng Hiền và Tiết Dùng Tiết Tán tạm thời đều chỉ liên quan tới Trần Vương và phạm vi nhỏ xung quanh ông ấy, không sợ gây ra rối loạn. Nhưng việc hủy bỏ thuế cửa khẩu thì đòi hỏi quý tộc các đất phong phải đồng lòng phối hợp. Nếu không hôm nay không thu, ngày mai lại thu, hoặc dùng đủ trò quấy rối, thì không thể nào thi hành được. Nếu không thể hủy bỏ thuế cửa khẩu, thì không thể hấp dẫn thương nhân, nếu không hấp dẫn thương nhân, thì không thể nhìn ra cái lợi của nó. Thuyết phục Trần Vương chỉ là bắt đầu, gian nan thật sự còn ở phía sau. Tăng mạnh tuần tra, giết gà dọa khỉ. Nguyễn Ngọc Thư đề xuất. Giang chỉ vi gật đầu, cũng có thể coi là một cách, chỉ cần dọa bọn khỉ kia, làm chúng không dám quấy rối, chúng ta là có thể thuận lợi thi hành, chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần quốc sách mới chứng minh được mang lại lợi ích rõ rệt, thì đám khỉ đương nhiên sẽ không muốn quấy rối làm chi. Tuy chỉ cần một tháng nữa là cả đám có thể vỗ mông rời đi, mặc kệ tình hình sau đó. Nhưng mọi người đều thấy không đành lòng, Trần Vương lễ kính và trọng dụng mấy người mình như thế, sao có thể để lại một cuộc diện rối rắm cho ông? Giết gà dọa khỉ. Giết gà gì? Triệu Hằng ha ha cười, đa số quan trong coi cửa khẩu mạnh nhất cũng chỉ là cửu khiếu, giết họ thì làm được gì? Các quý tộc chẳng những đã sớm xóa sạch sự dính líu của mình không còn một chút, thậm chí còn có thể hỗ trợ bọn người đó lẫn trốn, làm chúng ta không tìm được chứng cứ, làm giảm mạnh uy nghiêm của Trần Vương. Hơn nữa quan quân ở đó quá nhiều, chúng ta lấy đâu ra đủ người mà giám sát. Chỉ cần đám quan đó tồn tại mấy ngày thôi, cũng đủ khiến các thương nhân bị tổn thất, sinh ra lòng nghi ngờ với quyết định bỏ thuế cửa khẩu của Trần Vương, mà nếu đã không còn lòng tin, cho dù sau này có việc hết đám quan kia thì trong một thời gian ngắn cũng không thể làm cho các thương nhân còn muốn qua Trần Quốc. Mà nếu họ không qua, Trần Vương không nhìn thấy ít lợi, còn lấy cái gì để tin tưởng chúng ta? Thật là đau đầu, đám người mạnh kỳ nghĩ mãi mà không ra cách giải quyết, quả thực là Diêm Vương dễ dết, tiểu quỷ khó chơi. Bỗng nhiên, Mạnh Kỳ nhớ lại một quyển sách trước đây mình đã xem, trong đầu chợt lóe, vỗ tay, ta có cách. Cách gì? Mạnh Kỳ ra vẻ cao thâm mỉm cười, việc này không khó. Đừng thừa nước đục thả câu, ra vẻ khoe khoang trước mặt chúng ta. Giang chỉ vi cười mắng. Mạnh kỳ ho khang, những vùng trọng yếu của biên giới đều nằm trong phạm vi khống chế của Trần Vương, chúng ta sẽ cho bỏ thuế ở những nơi này. Đám người triệu hàng gật đầu, chỉ cần cho người mình chọn tới để trấn giữ, hoặc đưa thêm cao thủ tới, chuyện này làm không khó. Nên, chỉ cần những nơi đó làm theo một lệnh này của Trần Vương, thương nhân sẽ đổ nhau qua đấy, những chỗ khác có muốn gây chuyện cũng không đủ sức. Mạnh kỳ cười. Lệnh gì? Nguyễn Ngọc Thư đã bị gây tò mò. Mạnh kỳ cười âm hiểm, sau đó ra vẻ nghiêm chỉnh, kẻ nào thu thuế cửa khẩu, giết không có tội. Giết không có tội. Triệu Hằng thất thanh. Một mệnh lệnh như vậy đã vượt qua tưởng tượng của y. Giang chỉ vi phì cười, vậy rất tốt thương nhân có thể qua lại giữa các nước đương nhiên luôn có cao thủ, chỉ là ngại xung đột với triều đình nên mới ngoan ngoãn nộp thuế cửa khẩu mà thôi, tới lúc đó, nếu người trấn ải không phải là ngoại cảnh thì chẳng ai cản được họ. Các nước hỗn loạn, những thương nhân có gan hành tẩu qua các nước làm sao lại không chuẩn bị cao thủ, không có chút hậu trường. Chỉ cần cái mệnh lệnh mạnh kỳ đề nghị kia được thực thi là có thể mượn sức lực của họ giúp Trần Quốc giám sát quan quân nơi biên giới quả thật là diệu kế. Cũng thể hiện được quyết tâm xóa thuế cửa khẩu tới các thương nhân. Triệu Hằng gõ nhịp khen. Mạnh kỳ đắc ý, nếu quý tộc dùng tới ngoại cảnh hoặc quân đội, thì dù hòa thượng có chạy miếu cũng không chạy được, chúng ta dư sức giết gà dọa khỉ. Nhưng mà chúng ta không nên ép đám quý tộc đằng sau đó quá, có thể phạt mạnh, nhưng không nên làm mâu thuẫn trở nên gây gắt, khiến đám quý tộc liên kết với nhau, tạo thành nội chiến. Đề chính ngôn mặt không chút thay đổi cũng góp lời, nên, phải chọn con, gà, cho đúng. Mạnh kỳ gật đầu, Trần Quốc chỉ là nước nhỏ, ngoài Trần Vương, quý tộc có thực lực không nhiều, lấy tiền đại tư đồ Vương Đan, đại tư khấu Điền Hoành, đại tư không công dương tăng ba nhà làm đầu lĩnh, không chỉ đều có cao thủ tuyệt đỉnh, còn nắm quyền thế trong triều, đất phong rộng rãi, thuộc hạ quan quân trong tay đông đúc, nếu muốn giết gà dọa kỹ, thì nên chọn trong ba nhà đó lời nói bình thản nhưng lại đằng đằng sát khí tư khấu điện hoành gia truyền nhiều đời quan hệ với các quý tộc sở quốc rất sâu xa không phải đối tượng thích hợp triệu hàng gạch tên một nhà nguyễn ngọc thư góp ý kiến tư không công dương tăng nghe nói có con trai đang học võ ở vô đương sơn kim quan động như vậy xem ra chỉ còn có tiền tư đồ vương đan mạnh kỳ trầm ngâm nhà y là quý tộc trần quốc đã có lịch sử lâu đời là gia thần thời sơ trần trong tộc rất nhiều cao thủ, người thân bằng hữu trải rộng khắp nơi, nhưng không có cường viện bên ngoài, chính là đối tượng thích hợp ra tay, chúng ta lẫn vào trong các thương đội, lộ tuyến tốt nhất là đi qua đất phong của y. Được. Mọi người gật đầu. Bàn bạc xong, mấy người mạnh kỳ vào gặp Trần Vương, bày kế cho ông. Lần này, vì bắt đầu thừa hành mặt gia, buổi lên triều của Trần Vương trở nên vô cùng nhanh gọn, không còn lễ nghi phiền phức, Mọi người nhanh chóng trở về vị trí, chờ Trần Vương lên tiếng. Điều duy nhất làm Mạnh Kỳ không hài lòng là những trữ vật và vũ khí của hắn phải để ở bên ngoài cho thị vệ trông giữ. Cái thế giới này có nhiều bí bảo quỷ dị, Trần Vương tuy là tông sư, cũng không thể không đề phòng nguy hiểm, không chỉ Mạnh Kỳ, các quan lại trong triều cũng bị tước y hệt. Trong những trữ vật của ta có xương tay hoàng tuyền, Định Hải Châu chưa thành hình, bảo binh không ít, đừng có làm mất của ta nha. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồ trong ấy nhiều thiện công lắm. Trần Vương nhìn quanh một vòng, tuyên bố chuyện thứ nhất, chính là Phong Mạnh Kỳ là đại tư đồ lý chính, đám người gian chỉ vi là tiểu tư đồ phụ tá. Các quan đều nhìn Mạnh Kỳ dò xét, trong đó, chỉ có một người là lạnh nhạt, khiến Mạnh Kỳ kinh ngạc. Trong cảm ứng của hắn, đó là một nam tử còn trẻ, Mặt bào cổ cao, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất chúng. Điền Quảng, trưởng tử của tư khấu Điền Hoành, 30 tuổi đã tấn chức ngoại cảnh, trở thành Thượng đại phu. Mạnh Kỳ nhanh chóng nhận ra thân phận nam tử kia. Phong Mạnh Kỳ làm đại tư đồ chứng tỏ ý muốn thượng hiền tuyển năng, vì hắn không phải quý tộc, cũng không phải do quan viên đề cử, nên sau khi Trần Vương tuyên bố, mấy người đại tư không công dương tăng, đại tư khấu điền hoành đều lên tiếng phản đối, nhưng Trần Vương rất kiên quyết, cứ thế thông qua. Tiếp đó, ông để Mạnh Kỳ bước ra khỏi hàng với vai trò là đại tư đồ tuyên bố và giảng giải quốc sách mới mạnh kỳ khẽ hít sâu bước ra nhưng hắn còn chưa kịp nói một viên quan đã bước ra khỏi hàng chính là điền quảng y chào trần vương rồi nhìn mạnh kỳ ta có một chuyện muốn thỉnh giáo đại tư đồ ngôn ngữ không chút cung kính đa phần quý tộc ở đây đều như vậy mạnh kỳ cố tình quay qua nhìn trần vương thấy ông gật đầu thì mỉm cười đại phu có giảng cũng không sao Lúc này, Điền Quảng và Mạnh Kỳ đứng cách nhau chưa tới năm bước. Điền Quảng nhìn thẳng Mạnh Kỳ, lên tiếng, không biết Đại Tư Đồ có từng nghe chuyện Nam Phương Ngô Quốc. Mạnh Kỳ ngẩn người, nguyện nghe cho rõ. Trần Vương cũng khó hiểu, xem ra Điền Gia có quan hệ không tồi với bên sở quốc, có được những tin tức độc nhất vô nhị. Điền Quảng đang nghe chuyện trên TV Audio CV cười nhạt, Ngô Vương không phân biệt thân phận chọn lựa tài tuấn, trọng dụng một danh sơn giả nhà nhân là ngũ hạo, hủy bỏ đất phong, chọn dùng thực ấp, xây quận lập huyện, ca ngợi quân công, dẫn tới phản đối khắp nơi, ngô quốc rơi vào nội chiến và ngoại xâm, chỉ sau hơn 10 ngày, cái tin này khắp nơi đều biết, không biết đại tư đồ có cái nhìn như thế nào về việc này. Như thế nào à? Là vị luân hồi nào nhận nhiệm vụ gặp số đỏ rút trúng pháp ra vậy? Ai, sao chưa gì đã sụp thẳng vào như vậy, không chừa lại chút giảm sốc nào, hèn gì bị phản đối dữ dội như vậy. Mấy người mạnh kỳ nhìn nhau, ngũ hạo này rất có thể là là luân hồi giả, sau lưng hẳn là còn có một tiểu đội chống đỡ. Ngô quốc và sở đường cách nhau mấy quốc gia cũng không nhỏ lắm, mạnh kỳ hẳn sẽ không làm cho ngũ hạo hứng thú, mà ngũ hạo cũng sẽ nghĩ như vậy. Rút trúng pháp gia tốt như vậy mà còn làm tệ như thế, thực là làm cho người ta điên tiết. Mạnh kỳ không nhịn được quán thầm, nếu không phải ngô vương là cường giả ai cũng biết, thân là nửa bước pháp thân trong tay có thần binh mạnh mẽ cường giả trung thành đông đảo thì ngũ hạo hẳn đã thất bại từ sớm cũng có thể chính vì họ nhìn trúng thực lực ngô vương mạnh mẽ mới dám làm như vậy ngô vương này là muốn từ nhất thống thiên hạ từ trong nhân đạo tìm ra con đường ngưng kết pháp thân nghe tin tức này trần vương cũng thoáng biến sắc điền quảng đây là mượn chuyện của ngô quốc để cảnh cáo mạnh kỳ chưa kịp trả lời điền quảng tiến lên trước một bước trầm giọng nói đại tư đồ nghĩ như thế nào về việc này y dân trào khí thế quyết ý bức người mạnh kỳ đang định trả lời thì ngoài thân điền quang lộ ra một tầng ánh sáng đỏ không tốt ánh sáng đỏ nhanh chóng ngưng tụ vào tay phải điền quảng một đao chém thẳng vào mạnh kỳ sự việc xảy ra cực nhanh không ai ngờ điền quảng lại dám làm chuyện ám sát ở nơi đầy cường giả như thế này ngay cả trần vương cũng không phản ứng kịp y dám dở trò ám sát ngay ở trên triều dù y có thành công, thì y cũng phải chết dưới sự giận dữ của Trần Vương. Đây chính là liều mạng. Cơ thể Điền quản gầy hẳn đi một vòng, trong mắt chỉ có quyết ý hy sinh, vô cùng kiên định, chưởng đao cực nhanh, huyết quang vừa lóe lên, là đã chém thẳng vào ngực trái Mạnh Kỳ. Đương. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạnh Kỳ vẫn đứng thẳng, cũng như Thái Sơn. Chỗ ngực bị chém trúng tỏa ra ánh sáng vàng, không hề bị thương chút nào. Không bị thương điền quản trận to mắt đầy kinh hãi mình được dị nhân truyền cho bí truyền hóa huyết thần đao thế mà lại vô dụng với tô mặt đao pháp này chẳng phải bảo là một khi trúng đao thần tiên khó thoát khỏi cả người hóa huyết hay sao với thực lực của y đương nhiên không thể đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh nhưng tô mặt này đâu phải là cao thủ tuyệt đỉnh y quyết định cực nhanh nội cảnh chấn động khiếu huyệt quanh thân thu hết vào trong muốn tự bạo để đồng quy vô tận nhưng Mạnh Kỳ đã cử động, eo khẽ gập, ngực đẩy tới, đụng vào tay Điền Quảng. Phanh! Điền Quảng bị hất bay, tiếng động rắc không ngừng, khi ngã xuống đất, tay phải cũng mềm nhũng rũ xuống, ngực hoàn toàn lõm vào, miệng phun máu tươi ào ào, như vừa bị một thanh bảo binh đập trúng vào ngực. Bác cử huyền công, mọi nơi của thân thể đều là bảo binh. Đến tam trọng thiên, những điểm yếu bên ngoài cơ thể không còn nhiều, chỉ còn hậu âm và mi tâm, khẩu khiếu, nếu bị đánh trúng vào những điểm này, sức mạnh công kích sẽ dễ dàng thấu vào nội phủ, bên trong những huyệt này mềm, không bằng được những nơi khác. Đương nhiên, đến khi mạnh kỳ chứng được bất diệt nguyên thủy pháp thân, thì sẽ chẳng nào điểm yếu nào nữa, trong ngoài như nhau. Nghiệt tử Trần Vương chưa kịp ra tay, Điền Hoành đã chụp vào Điền Quảng, vẻ cực kinh ngạc. Điền Quảng thản nhiên chấp nhận, mắt chầm chầm nhìn mạnh kỳ. Các ngươi dòng giỏi đọa tiên thần, làm loạn lễ pháp quý thứ, sẽ không chết tử tế được. Các ngươi dòng giỏi đọa tiên thần, làm loạn lễ pháp quý thứ, sẽ không chết tử tế được. Điền quản đã chết vào tay phụ thân, nhưng thanh âm vang vọng, cực kỳ khẳng khái, làm mí mắt mạnh kỳ giật giật, biến thành y mới là người chính nghĩa, vì quốc vong thân. Hừ, đồ cặn bã thủ cựu ngu muội bị lịch sử bánh xe cùng cuộn nghiền qua. Mạnh kỳ thầm nghĩ. Trong đại điện hoàn toàn im lặng, sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người vẫn còn chưa suy nghĩ kịp. Song câu nói của Điền Quảng trước khi chết đã chui vào tai họ. Điền Hoành tiến lên, không người xin lỗi vì đã dạy con không tốt. Trần Vương nổi giận, nhưng cũng không tiện phát hỏa với Điền Gia, chỉ bãi miễn chức vụ đại tư khấu của Điền Hoành, nói muốn tra rõ việc này. Sau đó, ông để mặc xác Điền Quảng ở đó, để Mạnh Kỳ tiếp tục làm việc của mình. Các quý tộc bị áp khí thế, ai nấy im thinh thích kinh ngạc nghe mạnh kỳ tuyên bố quốc sách mới ai cũng đầy kỳ quái đánh giá hắn người này chỉ dùng ngực phản kích được trưởng đao của điền quảng còn hất văn điền quảng khiến y bị thương nặng chẳng khác gì dùng bảo binh đây nhất định là một con hoang thú hình người mạnh kỳ cũng thừa cơ hội này dâng cao khí thế chấn nhiếp đám quý tộc cuối cùng mạnh kỳ trầm giọng nói đại vương có lệnh những ai dám thu thuế cửa khẩu giết không có tội. Giết không có tội. Các quý tộc khó nén kinh ngạc. Đây là mệnh lệnh quái quỷ gì thế? Một người lập tức giận dữ bước ra khỏi hàng, đại tư đồ, lệnh này ban ra, trần quốc tất loạn. Nếu có kẻ gây rối, giết quan binh ở cửa khẩu, rồi thu thuế ở đó, thì phải làm sao? Mạnh kỳ đã sớm có chuẩn bị, tất cao giọng nói, bỏ hết phần lớn các đội quan binh, chỉ chừa những nơi hiểm yếu và cửa thành tránh cho họ lén tiếp xúc với thương nhân. Nếu đã không có tiếp xúc ngầm thì tất sẽ có bằng chứng, nếu đã có bằng chứng, mọi chuyện còn không trở nên rõ ràng hay sao? Hắn dừng một chút, nói tiếp, trước đây có một quy tắc là thấy cướp có thể giết, việc này cũng như vậy, chuyện kia giải quyết như thế nào thì bây giờ cũng giải quyết như vậy. Thế đạo hiện giờ không thiếu cao thủ của quan binh tiện tay đi làm cướp, trước nay làm sao để phân biệt, xử lý như thế nào? thì bây giờ cũng có thể làm y như vậy. Người phản đối không ngừng xông ra vặn hỏi, Mạnh Kỳ đều bình thản ung dung phản bác, thêm chuyện vừa rồi dẫn đến khí thế quý tộc bị áp, quốc sách mới thuận lợi được thi hành, các quý tộc chuyển sang bày mưu ngầm, tìm cơ hội quấy rối. Một tháng sau, một thương đội sở quốc tiến vào thượng doanh thành, số lượng người không nhiều, nhưng khí tức đều không kém, xe ngựa để lại dấu vết cũng nặng, rõ ràng là hàng hóa giá trị xa xỉ. Đương nhiên, những vật phẩm quý giá đều ở trong những trữ vật của người đầu lĩnh. Nếu có cường giả ngoại cảnh, thì hàng hóa này đều là do họ giao dịch vì họ có thể phi hành linh hoạt tự do, không dễ gặp phải biến cố. Nhưng với tình hình ở thượng doanh hiện nay, ngư long hỗn tạp, các loại hàng hóa đều có, cường giả ngoại cảnh cũng vui vẻ chọn nơi này để giao dịch, không bị đánh thuế. Mấy tháng nay thượng doanh thật sự là náo nhiệt hẳn lên rất nhiều. Người cầm đầu nhìn quanh trên đường người nối góc sát vai thương đội chỗ nào cũng có đã không thua gì đô thành an giang của sở quốc con của y cười tám chín phần đều là do miễn thuế cửa khẩu mà thành thực không biết trần vương nghĩ như thế nào tự cắt đứt con đường kiếm tiền của mình nhưng thôi dù sao có ích cho chúng ta là được đi chuyến này ước chừng tiết kiệm được cả một nửa tiêu phí đấy phụ thân của y vuốt râu kẻ thu thuế cửa khẩu Dết không tội trần vương e là có thâm ý khác một đường đi tới Y phát hiện hàng hóa ở thượng doanh nhiều hơn trước đây không phải chỉ hai lần, trong lòng càng chắc chắn chuyện hủy bỏ thuế cửa khẩu là có thâm ý khác. Chuyện này giống như giảm lãi nhưng bán được số lượng nhiều, hơn nữa chỗ tốt Trần Vương đoạt được e là không chỉ có thế. Mặt da tô mặt quả thật đại tài. Phụ thân, các khách sạn đều đầy phòng hết rồi. Con của Y chạy về báo cáo. Hết phòng. Y nhíu mày. Con của Y gật đầu, than thở, Nói là dạo này thương nhân tăng lên gấp mấy lần, không còn phòng trống. Mấy lần, chuyện bỏ thuế này quả nhiên không tầm thường. Y đang định nói chuyện, một lão giả từ đâu sáng tới, cười giả lả, các vị khách nhân, tiểu lão nhân gia có một chỗ ở, có thể cho các ngươi thuê ở tạm. Vậy cũng được. Các thương nhân đều kinh ngạc, dân chúng bình thường bây giờ cũng kim nghề cho thuê phòng. Đa tạ ý tốt của lão trượng, vậy dẫn chúng ta tới xem xem, nếu sạch sẽ thoải mái giá cả cũng dễ thương lượng người cầm đầu trầm giọng nói được lão giả vui vẻ dẫn họ rẽ sang con đường gần đó và một căn nhà bình thường tuy không lớn phòng cũng không nhiều nhưng thật sự là gọn gàng sạch sẽ khá là dễ chịu hộ vệ thì ở trong viện số phòng còn lại cũng đủ con mắt của y nhìn một vòng khẽ nói người cầm đầu gật đầu lấy ra một nén vàng nhỏ đưa cho lão giả đi ra ngoài mang theo tiền đồng không tiện mong lão trượng không chê chút này để làm tiền cọc lúc rời đi sẽ cùng nhau kết toán lão giả tiếp nhận vàng cười tủm tỉm để tiểu lão nhân mời người kiểm tra xem mời người kiểm tra các thương nhân kinh ngạc lão giả chạy ra ngoài đường kéo qua một cao thủ mở khiếu đang đi tuần nhờ y giám định xem phải vàng thật hay không mà người này cũng đồng ý làm theo thật người cầm đầu đi theo đằng sau nhìn mà nghẹn họng trân trối bình thường đa phần quan lại đều do quý tộc đảm nhiệm đều là từ nhỏ đã có chức vụ địa vị ai thèm để tâm làm việc thật bao giờ chỉ toàn chơi bời từ ngày này qua ngày khác nhưng hôm nay ở thượng doanh y lại được chứng kiến một sự thật hoàn toàn khác biệt quan binh ở đây không chỉ tích cực truy bắt trộm cướp ngay cả chuyện không liên quan cũng không từ chối này chính là thượng hiền tuyển năng dàn xếp xong lão giả trở lại phòng củi cả nhà ông tạm thời ở nơi này nhìn nén vàng nhỏ con của lão giả há hốc mồm này thật thật là làm được y luôn phản đối chuyện biến nhà mình thành chỗ cho thuê lão giả ha ha cười đại tư đồ đã tự mình chỉ điểm làm sao sai được vì tích cấp phúc đức mạnh kỳ khi nhàn hạ đều đi làm người tốt ví dụ như chỉ điểm dân chúng làm thế nào để bắt được cơ hội kiếm tiền lão giả thở dài từ hồi có đại tư đồ chúng ta càng ngày sống càng dễ chịu ngay cả cao thị huynh đệ thường ngày ăn xin mà sống cũng còn biết đi sơn giả kiếm cỏ, cung cấp làm thức ăn cho ngựa ở khách sạn, hôm nay cũng đã chẳng còn phải lo ăn no một bữa đói ba bữa. Trên đường người nào cũng nói đại tư đồ là thánh nhân hạ phàm, đều gọi người là mặt tử, tô tử. Con dâu của lão sen mồm vào. Trong một gian phòng nào đó, quanh cơ thể mấy người mạnh kỳ lấm tấm những đống sáng trắng đen và vàng. Từ khi quốc sách mới thuận lợi thi hành tới nay, công đức và đạo đức chi khí bắt đầu gia thân thiên đạo bắt đầu có báo còn mấy ngày nữa là có thể trở về triệu hằng cảm khái các quý tộc đã im lặng rất nhiều e là đang ngầm liên kết với nhau hợp sức chuẩn bị phản công mạnh mẽ mạnh kỳ không chút lơi lỏng kẻ sĩ chết vì tri kỷ những lời này nghe mặc dù có điểm hơi quá nhưng trần vương coi trọng khiến đám người mạnh kỳ cũng muốn tạo dựng được trụ cột vững chắc cho ông để sau này cả bọn cũng nhẹ lòng khi kiếm cớ rời đi chỉ để lại bạch tùng đảm nhiệm chức đại tư đồ duy trì tân chính con ta rốt cuộc đã về nhà đại tư không công dương tăng nhìn người trước mặt mỉm cười chư vị tiên trưởng kim quan động đã quyết định chưa đối diện công dương tăng là một thanh niên cao gầy dung mạo rất giống lão tuy cùng là mặt ngựa nhưng ngũ quan đoan chính phong tư khác hẳn giữa mày ẩn hiện sự cao ngạo là thứ tử của lão công dương bạc đang tu hành ở vô đương sơn kim quan động. Công dương bạc gật đầu, hài nhi may mắn không làm nhục mệnh, chư vị tiên trưởng đã quyết định, sẽ nhúng tay vào việc này. Nói tới đây, gã hơi nhíu mày, quá trình nói ra có chút kỳ quái, lúc hài nhi hồi sơn bẩm báo cho chư vị tiên trưởng về mặt gia, họ đều không đồng ý can thiệp vào thế tục, chuyện thượng hiền tuyển năng và hủy bỏ thuế cửa khẩu cũng không hề cắt đứt căn cơ của công tộc, không làm ảnh hưởng gì đến dòng dõi tiên thần, nếu chăm học khổ luyện, lo gì không có đất dụng võ. Công tộc chính là quý tộc, nhưng một phần quý tộc lại thích tự xưng như vậy. Công dương tăng vuốt chồng râu dài, nói, vi phụ chính là lo lắng chư vị tiên trưởng phản ứng như vậy, nên thời gian vừa qua mới không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không hề giao hết hy vọng vào họ. Ừ, sao sau này họ lại đổi ý? Hài Nhi cũng không biết vì sao, lúc đầu họ từ chối, Hài Nhi có cầu xin cỡ nào cũng không có tác dụng, vô cùng tuyệt vọng chỉ có thể lại ở trên núi, thuyết phục các đồng môn. Kỳ hạn một tháng gần tới, đang chuẩn bị trở về, bỗng nhiên lại được chư vị tiên trưởng triệu kiến, nói đất trần biến pháp quả thật có làm tổn hại đến tiên thần, tính để phái người can thiệp. Công dương bạc cho đến hiện giờ vẫn vô cùng mờ mịt, không hiểu vì sao các vị tiên trưởng lại đổi ý. Công dương tăng chấp tay sau lưng thông thả bước, mặt trầm tư, có ai khác bái phỏng kim quan động hay không? Con trai mình mới vừa vào ngoại cảnh, lại đúng lúc sư phụ ra ngoài du lịch bản thân nó không hề có chút xíu lực ảnh hưởng nào tới kim quan động nếu không phải nhờ ngoại lực không có lý nào mấy vị kim quan động trưởng lão hội lại thay đổi ý kiến không có công dương bạc chắc chắn lắc đầu ít nhất theo hài nhi biết là không có gã dừng một chút nói thêm tóm lại các tiên trưởng đã đồng ý việc này chuẩn bị phái một vị tông sư cầm bảo vật tới đây nhưng họ đã nói trước chuyện đất trần vẫn còn thuộc phạm vi quốc chính bình thường Thượng Hiền tuyển năng tập trung trong phạm vi do Vương Thượng trực tiếp thống ngự, không hề hủy bỏ thế khanh thế lộc, cố nhúng tay việc này chính là danh bất chính ngôn bất thuận, nên sẽ không dùng cờ hiệu của Kim Quang Động, về phần làm như thế nào, thì nhờ phụ thân hướng dẫn. Không sao, vi phụ đã sớm có kế hoạch. Công Dương Tăng xoa tay, mặt mày vui vẻ. Công Dương Bạc đang định hỏi mưu kế thế nào, thì nhớ ra một chuyện, nói nhỏ hẳn đi, phụ thân, hài nhi từ chỗ đồng môn nghe được chuyện trần hủy bỏ thuế cửa khẩu rất được sở vương tán thưởng có mấy thương đội gia đại quý tộc từ chuyện đó thu được ích lợi rất lớn hơn nữa đường quốc cũng không phản đối chuyện này ngầm đồng tình với nó xem ra đã có thương nhân tới đây thử qua nếu chúng ta dẹp đi e sẽ bị họ can thiệp chỉ trong một tháng ngắn ngủi ảnh hưởng của chuyện trần hủy bỏ thuế cửa khẩu còn chưa hoàn toàn triển lộ nhưng bởi vì sở đường quá gần nhau còn khá gần với đô thành của sở nên đã có rất nhiều thương nhân qua lại hai nước cảm nhận được rất nhiều ưu việt tương tự mạnh kỳ đến trần dạy học cũng đã hơn hai tháng quý tộc đa phần sĩ nhân và dân chúng đều đã được học hai chữ lợi và tích và những thành ngữ cổ quái về bình đẳng nghe vậy công dương tăng cảm thán không thể không nói mặc gia ngũ tử nhất là tô mặc quả là đại tài hiếm thấy giao tương lợi chính là cái đạo ở chung giữa người với người giữa nước với nước Việc này đối sở đường có lợi mà không hại, đương nhiên họ vui vẻ làm theo, ở giữa chiếm một chén canh, lại còn có thể nhờ nhu cầu an toàn của chúng ta mà làm giao dịch ngầm trao đổi. Nghe phụ thân khen ngợi tô mặt, công dương bạc ngạc nhiên, phụ thân, vậy chúng ta có làm hay không? Công dương tăng hiền hòa nhìn thằng con cưng, cười ha hả, con à, quả thực là tuổi trẻ thành thật, khi con cố gắng phản đối một việc gì đó, thì đừng có nghĩ cách đối kháng nó, trừ bỏ nó mà phải tìm cách khống chế nó, như thế mới xóa được điều bất lợi, thu được điều ưu việt. Tìm cách khống chế nó. Công dương bạc kinh ngạc nhìn phụ thân. Công dương tăng nghiêm nghị, quốc sách mới sẽ không bãi bỏ, nhưng người thi hành nó không nên là mấy người tô mặt, mà là chúng ta. Nếu tô mặt đã nói thiên hạ đại thế chính là dòng nước cuồn cuộn hướng về phía trước, người thuận theo thì sống, người nghịch theo thì chết, vậy thì chúng ta sẽ không đối kháng nó, mà làm người khống chế nó, mượn thế của nó để làm chúng ta lớn mạnh hơn. Công Dương Bạc nghĩ ra ý của phụ thân, lần đầu hiểu được cái gì gọi là lão hồ ly, cái gì gọi là nhìn xa trông rộng, hèn gì lại làm người chủ mưu cho tam đại quý tộc. Nên, chúng ta vẫn sẽ ám sát mấy người tô mặt. Công Dương Bạc nghĩ thế, nhưng sợ lại đoán sai ý phụ thân, nên e dè hỏi. Công Dương Tăng như nghe phải chuyện cười, cười ha ha mãi một lúc mới nói, sao lại giết chúng giết chúng thì đến phiên chúng ta quản lý quốc sách mới sao chưa kể chuyện điền quản lần trước mấy người tô mặc sau này đề phòng rất kỹ vương thượng cũng thường xuyên để ý chiếu cố tới chúng trừ phi tiên trưởng kim quan động cầm thần binh tới hay mấy vị thái thượng trưởng lão thân tới mới giết được mặt lão trở nên nghiêm túc nhưng bọn chúng có điểm yếu không đây là điểm chúng cho rằng chúng mạnh nhất mới đúng chúng thường dùng tới thứ ấy được thứ ấy phù hộ nhưng thứ ấy tự phòng bị khá là yếu công dương bạc trợn to mắt phụ thân ngài ngài là nói vương thượng trần vương là tông sư là người mạnh nhất nước trần chỉ có ông bảo vệ cho mấy người mạnh kỳ còn an nguy của bản thân ông thì lại bị xem nhẹ công dương tăng gật đầu chỉ có đưa lên một vị vua mới thì quyền khống chế triều chính mới trở về tay chúng ta tới lúc đó truy sát đám người tô mạnh tân chính tự nhiên là nhét vào trong túi lão ta nói ra chẳng chút do dự chỉ có sự điên cuồng khiến công dương bạc phải há hốc mồm. Nhưng, nhưng cung đình có đại trận, vương thượng có cực phẩm bảo binh, bản thân người cũng tông sư, trừ phi kim quan động tiên trưởng cầm thần binh pháp bảo, hoặc là mấy vị thái thượng trưởng lão đích thân tới, nếu không, cả lầm bầm, lặp lại lời phụ thân mới vừa nói vừa rồi. Công dương tăng cười cười, đó là chiến đấu trực diện mới phải lo chuyện ấy. Điền gia, vương gia kinh doanh khắp nơi, làm sao không có thầm bố trí. Ngươi hỏi Kim Quang Động tiên trưởng một chút, nếu lặng lẽ lẻ lẻn vào cung đình, lại có tan thần tiên hương, hỗ trợ, thì ông ấy có mấy phần giết được vương thượng. Điền gia, vương gia, an thần tiên hương. Công dương bạc ngạc nhiên. Công dương tăng gật đầu, chúng ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Công dương bạc giật mình, nghiến răng. Nếu đến như vậy mà còn không thắng được, thì không xứng là tông sư. Đại tư đồ phủ ở gần cung đình, được Trần Vương chiếu cố, phòng thủ khá là kiên cố. Trong đất phong của tam đại quý tộc không có dị động về quân lực, xem ra sắp tới sẽ không có nội chiến. Mạnh kỳ cho mấy mặt giả lẻn vào mấy vùng đất phong để tìm hiểu tin tức. Giang chỉ vi nhíu mày, nhưng bọn chúng quá an tĩnh, quá nghe lời. Sau khi Điền quản chết, Tam Gia có mật đàm một lần, sau đó hoàn toàn im ắng, chuyện khác thường tất có vấn đề. Nhưng căn bản không tra ra được họ muốn làm cái gì, triệu hằng buồn rầu đáng tiếc cái thần thông thiên lý nhãn tiểu mạnh ra được từ trong trí nhớ chỉ có bản khuyết phải phối hợp với thiên phú mới tu luyện được nếu không chúng ta đã giám sát được mấy người công dương tăng nguyễn ngọc thư đột nhiên hỏi vô đương sơn kim quan động thì sao các quý tộc sở quốc và điền gia giao hảo nữa tề chính ngôn cũng xen vào mạnh kỳ nhìn tin tức trong tay những nhà này của sở quốc được chúng ta trọng điểm chiếu cố thu lợi rất nhiều có chút vừa lòng đã phái người ám chỉ sẽ không can thiệp vào việc này về phần vô đương sơn kim quan động chỗ đó bí ẩn khó tìm không tìm hiểu được chỉ biết thứ tử của công dương tăng là công dương bạc đoạn thời gian trước trở về vô đương sơn hôm qua mới về nhưng chưa hề đi gặp ai cả không nhìn ra được thái độ của kim quan động cái này cũng tìm hiểu được triệu hằng kinh ngạc nhìn mạnh kỳ ngay cả hành tung của cường giả ngoại cảnh mà cũng nắm rõ như lòng bàn tay mạnh kỳ cười Chúng ta dù sửa học thuyết mặt gia như thế nào, thì kim ái phi mệnh gì đó cũng vẫn sát sàng với người bình dân, thời gian qua họ cũng thu được nhiều lợi, nên công dương gia, điền gia và vương gia đều không thiếu nghĩa sĩ truyền tin tức ra ngoài, hắc hắc. Công dương bạc về nhà dù sao cũng phải nghỉ ngơi, dù sao cũng phải tu luyện, dù sao cũng phải có người hầu hạ, làm sao mà không biết được. Đây chính là chiến tranh biển người của nhân dân đó. Đáng tiếc một tháng trước chưa đạt được trình độ này, nếu không nội dung tam gia mật đàm nói không chừng cũng đã biết được một hai. Tóm lại, phải cẩn thận kim quan động bên kia, tốt nhất nhắc nhở Trần Vương thỉnh sở vương hỗ trợ, đáng tiếc, hiện giờ chưa thấy lợi, không thể khiến sở vương tán thưởng, nếu không đã sớm trừ được hậu hoạn. Triệu Hằng khá là ngạc nhiên với tốc độ phát triển của mặt giả. Trần Vương và Kim Quang Động không có quan hệ gì, khó mà tìm được người có đủ phân lượng để thuyết phục họ. Mạnh Kỳ lại cười, ta đang có ý này. Vừa dứt lời, bên ngoài có sứ giả tới, nói Trần Vương cho mời, thương nghị quốc chính. Thật là trùng hợp. Mạnh Kỳ cười ha ha, dẫn đám người gian chỉ vi đi tới cung đình, để lại Bạch Tùng, Triệu Bách và Vương khởi chủ trì tư đồ phủ. Trời sầm xì, gió thổi ù ù, không khí nặng nề, như sắp có mưa to. Thời tiết như vậy khiến tâm tình của Mạnh Kỳ cũng trở nên tối tâm, nhưng hắn không cảm nhận được nguy hiểm, nên cũng không để ý. Càng đi càng tới gần cung đình, càng xuất hiện nhiều thủ vệ kiểm tra thân phận người đi tới. Người kiểm tra này là một gương mặt còn non nớt, Mạnh Kỳ không hề xa lạ, là con trai nhỏ của cựu tư khấu Điền Hoành, Điền Quát, đã vượt qua kiểm tra, được trở thành một mặt giả, không phải quý tộc bình thường. Y đã là tiểu tư khấu, vì sao lại tới đây làm thủ vệ? Điền Quát nhìn Mạnh Kỳ, vẻ mặt củ dột, tay trái buông thỏng, bắt một cái ký hiệu, ý tứ là vô cùng nguy hiểm đi mau nguy hiểm mạnh kỳ cả kinh sao bác cửu huyền công của mình không hề cảm ứng được gì chẳng lẽ có người còn cao hơn mình rất nhiều che giấu thiên cơ khí trời như thế này cũng chính là vì vậy càng nguy cấp mạnh kỳ càng bình tĩnh cung đình có biến trần vương sẽ ra sao hắn thi triển ngọc hư thần toán thôi diễn an nguy của trần vương mơ hồ không có kết luận mơ hồ không rõ chính là bất thường lớn nhất mạnh kỳ lập tức truyền âm cho mấy người giang chỉ vi đi nhanh chậm e không kịp trong nháy mắt mạnh kỳ mang tề chính ngôn giang chỉ vi mang nguyễn ngọc thư triệu hằng một mình với tốc độ cực nhanh xoay người bỏ chạy ba đạo động quan vừa lóe lên một người đang ngồi trong cung nhận ra ngay đứng bật dậy tay cầm một cây trường cung có kim quan ngưng tụ thành mũi tên nhọn trong phủ tư đồ Bạch Tùng đang xem tin tức vừa đưa tới, người hầu của tam đại quý tộc đều phát hiện phủ nhà mình có dị động vào ban đêm. Mau, mau ngăn cản mấy người tô tiên sinh. Y ngẩn phát đầu lên, hét to với vương khởi và triệu bách. Động quang vừa lóe, Mạnh Kỳ liền cảm thấy đất trời ảm đạm, sự hòa hợp trong ngoài bị phá vỡ. Trong cảm ứng, hắn nhìn thấy một luồng sáng vàng ngưng tụ thành tên, xuyên qua biển nguyên khí, xuyên qua hư không, trực trở choáng hết trời đất, với khí tức áp bách khủng bố, mang theo pháp lý nào đó của trời đất, khiến người ta khó mà tránh né hay kháng cự. Một mũi tên thật đáng sợ, khiến Mạnh Kỳ không dựng lên nổi chiến ý, không sinh ra được ý muốn chống lại. Đây là uy thế của Tông Sư Cộng với cực phẩm bảo binh. Lão tử ngay cả pháp thân cũng còn đã gặp không ít đó. Mạnh Kỳ biết không tốt, nghiến răng, nguyên thủy ngồi ngay ngắn ở trung ương, không ưu không ngại, lấy ý chí võ đạo của bản thân dập tan sự sợ hãi dao động, chống lại sự áp chế tâm linh kia. Chiến ý bốc lên, tâm hồ như gương, Mạnh Kỳ nhanh chóng đi vào trạng thái chiến đấu tốt nhất, song mũi tên ánh sáng vàng kia quá nhanh, hắn còn chưa kịp xuất chiêu phản ứng, nó đã tới bên cạnh. Ngay lúc nguy cấp, một mùi hương kỳ lạ bay tới, giữa không trung hiện ra vạn đóa kim liên, mỗi đóa kim liên đều nở rộ hào quang vô lượng. Nhờ có điền quát mật báo, Tề chính ngôn đã sớm cầm ngọc hư hạnh hoàng kỳ trong tay, cây cờ đón gió tung bay, vừa vặn ngăn trở mũi tên ánh sáng vàng. Phốt! Mũi tên bắn rơi từng đóa kim liên, tiếp tục hùng dũng bay tới, hạnh hoàng kỳ phỏng chế vì phẩm cấp thấp, thấp, chỉ có thể làm nó yếu đi, không cản được nó, nhưng tốc độ của mũi tên cũng chẳng chậm đi bao nhiêu, giống như bản thân nó đã là một loại pháp lý, nếu không phá hủy hoặc có pháp lý tương ứng chống lại, thì không thể làm nó suy suyển một mũi tên cực đáng sợ. Không kịp tránh né, không kịp ra chiêu, thân thể mạnh kỳ đột nhiên to ra, cao chừng hai trượng, xen lẫn pháp lý, uy nghiêm trang trọng, khiến mũi tên vốn đang nhắm thẳng vào mi tâm không thể không đổi hướng, tà tà chết lên trên. Sự đổi hướng làm khoảng cách giãn ra, mạnh kỳ đã có thể làm ra chút phản ứng, đầu khẽ hất lên, cánh tay trái vung ngang, che trước mặt. Phốc, mũi tên đâm vào cánh tay trái mạnh kỳ, ánh sáng vàng lóe sáng, bùng ra lực bạo tạc khủng khiếp. Oanh. Ầm. Oanh long long. Kim quang bay tán loạn, máu thịt tung tóe, toàn thân mạnh kỳ rực màu ám kim, cùng tề chính ngôn bị hất bay ngược ra. Toàn bộ cánh tay trái đến bả vai của hắn đã hoàn toàn bị nổ nát không còn gì, nửa khuôn mặt lõm vào, đầy máu tươi đỏ rực. Đáng chết. Mạnh kỳ tức giận. Nhưng hắn biết đối phương là tông sư, lại còn có bảo binh đáng sợ, nên không dám lỗ mãn quyết định xoay người bỏ chạy trong cung người kia lại kéo cung xem ai nhanh hơn ai cường giả ngoại cảnh mai phục quanh cung đều bay ra phục kích đã bị lộ chỉ còn cách phóng ra vây sát có cựu tư khấu điền hoành có cựu tư đồ vương đan có đương nhiệm tư không công dương tăng có trưởng lão đệ tử của gia tộc họ quả thực là ra trận phụ tử binh đánh hổ thân huynh đệ ám sát trần vương nếu thất bại sẽ không còn đường lui Đương nhiên tất cả cường giả đều phải xuất hiện, nếu Tông Sư Kim Quang Động thất thủ, chỉ cần có thể làm Trần Vương bị thương nặng, thì mình vẫn còn có cơ hội, nhưng sự tình tiến triển thuận lợi hơn dự tính, Tông Sư của Kim Quang Động có thực lực và bảo vật đều mạnh hơn họ nghĩ, dù Trần Vương có ghê gớm thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Nên, họ dứt khoát ở lại, mai phục đám người mạnh kỳ, vu quan hãm hại, vất vả một lần khỏe cả đời. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Điền Quát không biết vì sao lấy được tin tức, giấu được phụ thân lẫn vào đội ngũ của Điền Gia, ngoài Điền Hoành và Điền Giảng, tam đại gia tộc không có ai biết y tôn sùng tô mặt, Điền Hoành càng không biết y đã ngầm gia nhập mặt gia. Tông sư Kim Quang động vận lực, sau lưng xích hà lượng lờ, thả ra vạn đạo Kim Quang, cố hết sức kéo dây cung. Đương Đột nhiên, một tiếng vang thánh thót, nguyên thần lay động, hồn phách chia lìa, các ngoại cảnh lao ra đều bị đầu ván mắt hoa, tông sư kim quan động cũng gù đầu, cơ thể vô lực, dây cung rung lên, mất phương hướng. Lạc hồn chi chung. Trước đó, vì để giám sát thuế cửa khẩu, giết gà dọa khỉ, bí bảo này được giao do Giang chỉ vi giữ, vì mạnh kỳ làm đại tư đồ, phải tọa trấn thượng doanh, lúc này vừa lúc phát huy tác dụng. Kim quan hóa thành mũi tên, xuyên thủng nóc cung điện, bay thẳng lên trời cao. Rắc, cái chung nhỏ màu đen trong tay Giang chỉ vi vỡ tan từng mảnh cơ hội. Mạnh kỳ không chút do dự xoay người, khiếu huyệt hư tướng quanh thân co lại, sau lưng ẩn hiện bất diệt nguyên thủy tướng vô hình vô trạng, u u ám ám, hỗn hỗn độn độn, khó miêu tả được. Cánh tay phải còn lại vung lên, một đao đánh xuống, ánh đao bay ra, khai thiên tích địa. U ám vỡ tan, tường điện vỡ tan, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh mạnh kỳ, tất cả mọi vật đều bị một phân thành hai, mặt đất xuất hiện một cái khe sâu một ngoại cảnh ở trong phạm vi kia đột nhiên khôi phục thanh tĩnh, sau đó thấy một đường máu đỏ kéo dài từ yết hầu xuống tới giữa hai chân, mắt trái dần dần có thể nhìn thấy mắt phải. Mắt trái nhìn thấy mắt phải. Phù phù, cơ thể y phân thành hai mảnh, ngã xuống đất. Ánh đao không hề dừng lại, chém tới tẩm cung của Trần Vương, chém tới mặt tông sư Kim Quang Động. Tông sư này vừa kịp khôi phục thanh tĩnh, theo bản năng vung tay ra, xích hà tan vỡ, ánh đao biến mất thừa cơ hội, Mạnh Kỳ mọc thêm hai cánh tay, tiếp lấy lưu hỏa, dẫn tề chính ngôn thi triển hỏa độn, biến mất trong thượng doanh thành, Giang chỉ vi bảo vệ Nguyễn Ngọc Thư bỏ chạy, Triệu Hằng cũng thế. Họ phân thành ba tốt, chia ba hướng mà chạy. Kim Quang Động Tông Sư cảm ứng được họ đã mất tung tích, hít sâu, trong tâm linh mở rộng chiếu rọi cảnh tượng hơn 10 dặm xung quanh, đường xá, con người, nhà cửa đều hiện ra hết. Y giống như chúa tể của nơi này, có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì y muốn. Đáng tiếc, vẫn không nhìn thấy tung tích mấy người mạnh kỳ. Song chuyện này cũng là nằm trong dự kiến. Đám người tô mặt không là ngoại cảnh thì cũng là nửa bức hoàng mỹ, khí tức có thể giao hòa với trời đất, hóa thành một phần của trời đất, cái kiểu cảm ứng đơn sơ này khó mà phân biệt ra được. Đuổi theo. Phong tỏa thượng doanh, soát nhà lùng bắt. Phân người theo ta đi tìm xung quanh. Nhất định phải bắt được chúng. Tông sư Kim Quang Động mở to mắt, không ngừng ra lệnh. Điều này làm cho đám người Điền Hoành và Công Dương Tăng kinh ngạc, sao Tông sư Kim Quang Động còn có vẻ cấp bách hơn cả lúc đối phó với Trần Vương Thế, cứ như không phải tới giúp đám quý tộc bọn họ, mà là tới để giết đám Mạnh Kỳ. Kim Quang Động rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Kỳ mất cánh tay trái, nửa mặt lõm vào, bị thương rất nặng, may mà không bị mất đi chiến lực. Hắn vội vàng bỏ chạy, nối kết khí tức với trời đất hòa vào trong trời đất để né tránh cảm ứng tuy nhiên cơ thể cũng đã kiệt lực phải ngồi xuống để chữa thương tề chính ngôn dùng bí bảo vượt qua cảnh giới bản thân nên cũng bị tiêu hao rất lớn cũng phải vội vàng điều tức ổn định thương thế xong mạnh kỳ nuốt dược sư tâm đan một hơi mát lạnh từ khoang miệng chảy thẳng vào trong dạ dày tề chính ngôn hồi phục khá nhanh nhìn quanh thấy đây là nhà bếp của một gia đình nào đó lửa trong lò đang cháy ấm áp để đun nước. Nhìn bố trí, quá lắm là tầng lớp nhất sĩ mà thôi. Tề chính ngôn thoáng yên tâm, vì không phải phủ đệ quý tộc. Bỗng y cảm nhận được khí tức của Mạnh Kỳ trở nên dị thường, lập tức quay phát sang nhìn. Vừa nhìn, y liền nghiêm mặt, vì chỗ đứt tay của Mạnh Kỳ đang mất máy, cánh tay mới đang dần được sinh ra. Phốc, một cánh tay trắng trẻo dài ra, tỏa kim quang mờ mờ. Này cũng được tề chính ngôn ngớ mặt bên ngoài có tiếng bước chân đi tới thực lực là nửa bước ngoại cảnh tề chính ngôn đang định ra tay thì lại theo bản năng tạm dừng vì giữa không trung có khí tức ngoại cảnh tới gần thanh âm từ xa vọng tới người có thấy gì dị thường không không xong vận khí thật kém tề chính ngôn nheo mắt két cửa phòng bếp mở ra một nam tử trung niên xuất hiện y quét mắt nhìn mạnh kỳ và tề chính ngôn tất cao giọng Bình thường. Bình thường. Tề Chính ngôn nhíu mày. Cường giả ngoại cảnh làm gì có việc đi dò tìm từng nhà, đều là ở giữa không trung giám sát dị động, cho binh lính bọn thị vệ đến từng nhà tìm kiếm, nên nghe thế cũng không tới gần, vẫn lơ lửng trên không. Nam tử trung niên đóng cửa, trang trọng hành lễ, khẽ nói: Bái kiến cự tử. Thì ra là mặt giả. Mạnh sư đệ chạy cũng có chọn đường mà chạy tề chính ngôn bừng hiểu. Mạnh kỳ giật giật cánh tay mới mọc, cảm thấy kinh mạch, làn da, cơ nhục và cả khiếu huyệt đều giống hệt như trước, không cần phải tu luyện lại, chỉ là khi vận chuyển có vẻ trúc trắc, làm quen một chút là hoàn hảo như lúc ban đầu. Không hổ là thuyết nhục có linh, cấp pháp thân. Mạnh kỳ thầm khen, mỉm cười nhìn nam tử trung niên, chắp tay hoàng lễ. Làm phiền ngươi. Hắn thái độ khiêm tốn, không có vì mình là cự tử mặt da mà cao ngạo. Thấy mạnh kỳ như vậy, nam tử trung niên vừa mừng vừa sợ, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chợt hiểu ra đây chính là cái đạo kim ái, há đâu chỉ nói bằng miệng, mà còn thực sự cư xử như vậy, cự tử quả thật là gương mẫu. Tề chính ngôn cũng hoàng lễ, thỉnh giáo tên của nam tử kia. Năm người chia việc mà làm, phụ trách mặt giả là việc của Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư, ba người không biết mặt của mặt giả là chuyện bình thường tại hạ nghiêm khoan. Nam tử xưng tên, là cự tử và Nguyễn Tiên Sinh phát triển mặt giả mới biết tại hạ, không còn ai khác biết. Phát triển Tề chính ngôn nhíu mày, tuy mạnh kỳ thường dùng cái từ này, nhưng y cảm thấy dùng ở chỗ này nghe là lạ. Mạnh kỳ kết thúc chữa thương, đứng lên, nghiêm huynh, nhờ ngươi đi ra ngoài tìm hiểu giúp tin tức, xem tình hình hiện nay thế nào. Cự tử đa lễ, tại hạ đi ngay. Nghiêm khoan rời khỏi phòng bếp. Đi ra ngoài. Một quý tộc nho nhỏ là loại người ít bị hoài nghi là mặt giả nhất. Mạnh Kỳ cười nói với Tề Chính Ngôn, nhưng người này đọc rất nhiều sách cổ, hiểu được thiên hạ đại thế, đã sớm mất đi hy vọng với giới quý tộc, muốn nhìn thấy sự thay đổi, như thế mới có thể chấm dứt thời thế hỗn loạn tàn khốc này. Sau khi nghe được chúng ta dạy học, chỉ ước gì không được gặp chúng ta sớm hơn, nên lặng lẽ tìm tới cửa, muốn trở thành một mặt giả, âm thầm hỗ trợ chúng ta biến pháp Nói tới đây, hắn cảm khái, tuy không phản bội lại lợi ích giai cấp của y, nhưng chung quy bản thân y đã phản bội lại giai cấp của mình. Ngươi nói cái gì? Tề Chính Ngôn không hiểu gì. Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ này, y phát hiện ra Mạnh Sư Đệ luôn phát biểu ra rất nhiều quan điểm và từ ngữ cổ quái kỳ quặc. Mạnh Kỳ biểu môi, ngoài cười nhưng trong không cười, không có gì. Người chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, làm sao mà hiểu được Hắn trả lời cho có lệ, tề chính ngôn cũng không để ý, y căn bản không quan tâm mấy thứ này. Chờ một lát, nghiêm khoan trở lại phòng bếp, nói với hai người, các đầu phố đều có quân đội canh giữ, kiểm tra người đi đường, nói là, nói là cự tử các ngươi và vương thượng vì không cùng ý kiến về thay đổi quốc pháp, bị vương thượng phản đối, các ngươi phát rồ nổi giận giết chết vương thượng, trốn vào trong thành. Hiện đại trận của thành đã khởi động, ngăn cách trong ngoài, tiến hành truy tìm toàn thành. Nghe nói còn có cường giả ngoại cảnh ra khỏi thành đuổi bắt. Vì để đối phó với các đạo phỉ có thực lực bất phàm, thế giới phong thần đặt ra yêu cầu cực cao đối với quân sĩ, tất cả đều phải là mở khiếu, cho nên quân số tất nhiên không nhiều, chỉ có thể phong tỏa những trục đường chính, sau đó chia vùng ra tìm kiếm. Ngoại cảnh lơ lửng trên không trung quan sát, ở đâu có dị động chiến đấu, lập tức thấy ngay. Hừ, quả nhiên đổ oan lên đầu chúng ta. Mạnh Kỳ cười lạnh, mặt không thay đổi nhưng ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo. Như thế xem ra, Trần Vương e là giữ nhiều lành ít. Trần Vương tin tưởng và coi trọng bọn hắn, lại bị lãnh kết cục như thế này, ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết. Thù này không báo không phải quân tử. Trong lòng hắn hừng hực ngọn lửa thù hận. Tề chính ngôn mặt không chút thay đổi, khiếp mắt, bàn tay nắm chặt lại. Nghiêm khoan cảm thán, vương thượng chăm lo việc nước, lại ai họ quả thật không biết xấu hổ cự tử các ngươi ở nước trần đâu có căn cơ tất cả đều dựa vào vương thượng nay biến pháp thuận lợi ích lợi đã sơ bộ hiện ra sao lại bảo là gây nên phản đối làm sao lại tới mức nổi giận giết người quan trọng nhất là mấy người cự tử đều còn trẻ chưa có ai vượt qua nấc thang trời thứ nhất cho dù có bí bảo cũng đâu thể nào giết được một tông sư như quốc quân y hơi ngừng lại mặt trầm xuống Nghe nói rất nhiều mặt gia huynh đệ bị bắt vào đại lao, may mà bạch tiên sinh, triệu tiên sinh và vương tiên sinh may mắn thoát được. Mặt giả bị bắt. Mạnh kỳ thở một hơi dài, cố gắng kềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua việc này. Mấy người bọn hắn tuy vì nhiệm vụ mới truyền đạo, nhưng đã thay đổi cuộc sống cho mọi người, được họ tin tưởng, sùng kính, theo tình theo lý, đều không thể vờ như không thấy. Nếu hắn không cứu họ, sau này nhất định hắn sẽ có hậu báo may mà mấy người bạch tùng phản ứng nhanh nhẹn họ đang nắm danh sách của mặt gia mạnh kỳ thở vào may mắn nếu ba người đó bị bắt e là cả tổ chức mặt gia đi đời đột nhiên ba người nghe được ở đầu phố có tiếng ồn ào nghiêm khoan truyền âm tại hạ đi ra xem đợi nghiêm khoan đi ra ngoài mạnh kỳ thở dài là chúng ta sơ sót không để mắt đủ tới kim quan động không bảo vệ được trần vương Trần Vương là tông sư, là quốc quân, trên người có rất nhiều bảo vật, thực lực mạnh hơn xa chúng ta, luôn luôn là ông ấy bảo vệ chúng ta, với thực lực của chúng ta không thể bảo vệ ông ấy được. Tề chính ngôn trấn an, chủ yếu là ở chỗ Kim Quang động, theo ghi chép, đạo môn bình thường không can thiệp vào chuyện thế sự loại này, không ngờ lần này lại cho tông sư tới, lại còn ra tay quyết tuyệt đến như thế. Bình thường, Kim Quang động muốn can thiệp sẽ phái sứ giả cảnh cáo Trần Vương trước với thực lực và lực ảnh hưởng của họ, Trần Vương tất nhiên sẽ thỏa hiệp, bọn Mạnh Kỳ vốn cũng nghĩ theo hướng đó. Không ngờ lần này Kim Quang Động lại hoàn toàn không làm theo lẽ thường, mà cứ như có thâm thù đại hận, phải giết cho bằng sạch. Mạnh Kỳ gật đầu, Kim Quang Động khác thường, tất có vấn đề, bọn họ muốn cái gì? Hắn nghiêm mặt, nhưng mặc kệ họ mạnh như thế nào, cũng sẽ có một ngày ta sẽ cho họ một cái công đạo, bái tế Trần Vương. Những mặt giả bị bắt nếu chúng ta không cứu, tề chính ngôn lầm bầm. Đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ mặt, phải tìm cơ hội. Mạnh kỳ phẩy tay, nhưng trước hết phải thoát được vụ tra tìm toàn thành này đã. Với khả năng biến hóa của bác cửu huyền công, trừ phi hủy thành, nếu không ở cái nơi dân cư đông đúc này, dù có tới 10 tông sư, Mạnh kỳ cũng thoải mái thoát được, nhưng lo là lo chỗ mấy người tề chính ngôn, giang chỉ vi. Tuy họ cũng có thể dịch dung và ẩn nấp khí tức, nhưng không thể biến hóa, nếu thượng doanh vẫn phong tỏa quân lính sẽ lần lần tìm tới rất có khả năng bị phát hiện nghiêm khoan trở lại phòng bếp sắc mặt có vẻ nôn nóng họ đã sắp sụp tìm đến nơi này tìm tới nơi này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nghiêm khoan nói thêm hơn nữa đại tư không công dương tăng có lệnh tất cả người trong nhà đều phải tập trung vào một chỗ để kiểm tra nếu là nô bộc chủ nhà phải trình được văn thư tương ứng nếu là người nhà thì xác minh hộ tịch phòng ngừa giả mạo này thật đúng là cẩn thận mạnh kỳ nhận ra hắn đã xem thường công dương tăng chiêu này chặt đứt ý tưởng giả mạo thành nô bột của hai người bọn hắn thấy nghiêm khoan lo lắng mạnh kỳ cười chút trò vặt mà thôi đừng lo lắng ngươi cứ thoải mái cho chúng vào kiểm tra hắn quá tự tin và thông dong khiến nghiêm khoan cũng bình tĩnh lại ra ngoài triệu tập mọi người chờ quân đội tới cửa Tề chính ngôn biết khả năng của bác cửu, cũng rất bình tĩnh. Giây lát sau, một đội quân với một sĩ quan cấp cao thống lĩnh kéo tới. Vì nghiêm khoan là quý tộc, nên thái độ của họ khá là dễ chịu, để lại một nhóm ở lại đại sảnh kiểm tra người, phần còn lại chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, đi tới các nơi của nghiêm gia để kiểm tra. Trên một cái cây đối diện với đại sảnh, một con chim nhỏ bình thường lẳng lặng đứng nhìn tất cả, đặc biệt chú ý đến những tiểu đội đang đi tìm tòi kia các đội vừa tách ra con chim đã bay vào phòng bếp biến thành mạnh kỳ đi chúng ta dời qua cái phòng kia mạnh kỳ truyền âm hai người ẩn nấp khí tức cẩn thận tránh né ngoại cảnh giữa không trung cảm ứng lẻn vào một căn phòng nửa nén hương sau một tiểu đội tìm tới phòng đó vừa định tới gần thì cửa phòng mở ra một đồng nghiệp từ trong đi ra thở dài bên này không có ừ nhóm kia gật đầu chuyển sang chỗ khác mạnh kỳ cười cười làm bộ quay đầu vào trong nói chuyện với thành viên của đội chờ họ rời đi chờ thêm một lát một tiểu đội khác đi tới tương tự còn chưa tới gần đã thấy cửa phòng mở ra một đồng nghiệp lắc đầu đi ra thấy quả thật là đồng nghiệp thuộc đội đi tìm gần đó họ không chút nghi ngờ chuyển hướng một nén nhang sau nghiêm gia đã kiểm tra xong nghiêm khoan chật lưỡi không thôi hai người cự tử đã trốn như thế nào mạnh kỳ nói với tề chính ngôn chúng ta xem như bước đầu tránh thoát, tiếp theo chúng ta phải tìm cách ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Tề chính ngôn nghi hoặc, hiện thời trận pháp đã mở, ngăn cách trong ngoài, làm sao ra khỏi thành. Mạnh kỳ hít một hơi, chỉ cần có tung tích chúng ta xuất hiện ở ngoài thành, việc ra tìm trong thành tất nhiên sẽ dừng lại, mọi người đều sẽ an toàn, còn có cơ hội cướp ngục cứu mặt giả. Kế điệu hổ ly sơn. Về phần đại trận ngăn cách trong ngoài, Mạnh Kỳ cười khẩy, mặt lạnh lùng, cường giả ngoại cảnh ra khỏi thành truy lùng trước sau gì cũng phải trở về đúng không? Trong phủ của tư khấu Điền Hoành, Triệu Hằng đang trốn trong phòng Điền Quát, chẳng hề lo lắng chuyện đi lùng bắt. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Y sẽ dùng Điền Phủ để che giấu cho một mặt giả nào đó, nhưng sau khi Điền Quát trở về thì Y trốn luôn ở đây. Ngươi không sao chứ? Triệu Hằng nhìn Điền Quát, sợ Điền Quát bị hoài nghi. Điền Quát cười cười, không có việc gì, Họ không biết ta có liên quan với mặt giả, phụ thân ha, chỉ còn có một đứa con là ta thôi. Hơn nữa ông ấy trước giờ đều không hề biết ta tham gia việc này. Tại sao Điền Tư Khấu lại không biết ngươi có tham dự? Triệu Hằng thực khó hiểu, hành động quan trọng như vậy, làm gì có chuyện thủ lĩnh lại không biết có những ai tham dự. Điền Quát nhíu mày, ta vốn không hề biết việc này, nhưng được lão đạo sĩ ở trong lao nhắc nhở, về nhà thầm hỏi thăm mới phát hiện quả nhiên có mưu đồ nên dùng thân phận mình khiến các thúc bá tưởng phụ thân đồng ý thành công lẫn vào trong đội ngũ điền quát là tiểu tư khấu hiện đang phụ trách quản lý nhà tù lão đạo sĩ triệu hằng càng nghe càng kỳ quái điền quát biểu môi một lão đạo sĩ rất lắm lời nhưng coi bói cực chuẩn dùng nó làm cần kiếm miếng cơm ăn mấy hôm trước không biết vì sao lại làm người khác bị thương bị nhốt vào trong lao ta nhàn rỗi quá vô tìm lão ta bói một quẻ. Lão nói ta bị gia tộc bài xích, không thể tham dự chuyện cơ mật, ta trong lòng nghi hoặc, về nhà thầm hỏi thăm, mới biết là có chuyện. Trải qua chuyện này, Điền Quát cảm thấy lão đạo sĩ quả thực danh bất hư truyền, xem bói rất chuẩn. Triệu Hằng mơ hồ cảm giác sự tình có điểm trùng hợp, nhưng vì y cũng đang bị đuổi giết, không thể nhàn nhã đi đứng lung tung, không thể tới nhà tù tìm lão đạo sĩ kia, bèn hỏi, quả thật trong phong trần có rất nhiều kỳ sĩ, lão còn nói gì nữa không? Điền Quát cẩn thận nhớ lại, lắc đầu, không có nói gì đặc biệt, chỉ là thường khóc một mình, nói thế gian hiện giờ chỉ còn có pháp, có thuật không có đạo. Có pháp có thuật không có đạo. Triệu Hằng nhíu mày. Điền Quát gật đầu, hẳn là chỉ có pháp thức tu luyện, có chiêu thức, thần thông, thuật sử dụng đạo pháp, nhưng không có lòng nhân từ yêu người yêu thiên hạ, thiên hạ mất đạo. Đạo sĩ lắm lời này cũng ý lòng thương người a. À. Đừng có cái gì cũng gắn vào kim yêu có được không? Triệu Hằng không đồng ý lắm nửa câu sau của Điền Quát. Y cảm giác ý của lão đạo sĩ là tu luyện giả hiện thời không biết đại đạo, không có pháp thức tu luyện, chỉ cắm đầu mò quanh mà thôi. Trần Quốc Mặc gia, Ngô Quốc Pháp gia, nếu thánh nhân đều dần chui ra trình bày cái đạo của mình, đua tiếng với nhau, thì cái thế thời này sẽ rất là chói mắt chẳng khác gì thời trung cổ chư tử luận đạo. Triệu Hằng càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng y không phải loại người thích phương diện này, nên sau đó nhanh chóng chuyển chú ý sang cái khác, hiện giờ không biết có bao nhiêu mặt giả bị bắt nhốt, mong tiểu tư khấu để ý giúp. Từ nhiệm vụ lần này mà xem, thế giới phong thần sau này e sẽ có nhiều liên lụy, còn phải quay lại. Đều là mặt giả, ta đương nhiên sẽ tận tâm. Điền Quát nghiêm trang trả lời. Triệu Hằng nổi tính tò mò, hỏi, tiểu tư khấu, huynh trưởng của ngươi chết vào tay chúng ta, theo lý ngươi với chúng ta phải có mối thù không đội trời chung mới đúng, vì sao ngươi lại vẫn đi theo mặt gia? Điền quát giật mình, thở dài, ta với huynh trưởng không thân thiết, nhưng cũng không phải là quá kém, nhưng này một chuyện kia một chuyện, tô tiên sinh thường nói, không thể vì người mà định việc, vì việc mà định người. Một việc có đạo lý hay không, một người có làm đúng hay không, không nên để một chuyện khác không chút liên quan quyết định không thể vì một người trong quá khứ từng làm sai mà bây giờ vẫn bảo người ta là người xấu không thể vì có ấn tượng xấu đối với một người mà không truy xét tường tận thô bạo cho rằng người đó làm là chắc chắn sai lầm các ngươi có giết huynh trưởng của ta hay không với chuyện các học thuyết kim yêu phi công có đúng đắn hay không không có liên quan gì với nhau ta tự phân biệt được hơn nữa cũng là huynh trưởng của ta ra tay ám sát trước đi chữ lý, dù sao cũng không thể một ngày nào đó huynh ấy gian dâm cướp đoạt, bị khổ chủ giết chết, ta lại đi oán hận khổ chủ đó chứ. Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được lý lẽ như thế. Triệu Hằng nghe mà cảm khái. Điền quát nhỏ hơn y rất nhiều. Điền quát ngượng ngùng cười, đều là tô tiên sinh giảng có đạo lý, lại dễ hiểu, khiến ta học được nhiều điều có ích, tạo thành quan điểm xem xét mọi việc cho riêng mình. Nói theo kiểu của tô tiên sinh chính là, có bước đầu, trước sau như một với tam quan của bản thân mình. Nói tới đây, Điền Quát có vẻ hoảng hốt. Trước đây ta làm Dương Thành Tể, nhìn thấy rất nhiều chuyện không hay, không chỉ quý khinh tiện, lang nhục thứ dân, hoàn toàn không có lòng yêu dân hướng thiện, lại còn thường nghe chuyện những nước nhỏ bị tiêu diệt, cả công tộc bị sát, lúc đó cả người vô cùng mê mang, không còn biết đêm ngày, không hiểu được vì sao thế đạo lại như thế, làm sao mới giải thoát được, mãi tới khi được nghe tô tiên sinh dạy học mới hiểu được thì ra là như vậy thì ra là họ đã mất đi lòng kim yêu không tuân thiên đạo chỉ trọng tự lợi không biết kim lợi thiên hạ thế sự chỉ cần có tài là cử không phải dựa vào thân phận địa phương và cái gọi là huyết mạch là có thể ngăn cản được điền quát càng nói càng hưng phấn cuối cùng cảm thán tô tiên sinh hiểu rõ thế cục hiểu ra thiên đạo học thức uyên bác nói một câu tùy ý cũng ẩn chứa đạo lý sâu xa nếu có thời gian thiên hạ tất tôn mạch gia tô tiên sinh trở thành thánh nhân đời sau ngưỡng vọng thực xứng với chữ tử triệu tiên sinh tô tiên sinh thường nói tam quan rốt cuộc là chỉ cái gì ta vẫn muốn hỏi nhưng mãi chưa có cơ hội triệu hằng cười là quan điểm đối với giá trị và ích lợi quan điểm quan điểm đối với xử thế của bản thân và phát triển trong tương lai quan điểm đối với thiên hạ đại thế và thiên địa tự nhiên như vậy a à, điền quát đâm chiêu gật đầu nhanh chóng thu lại tâm tình nghiêm mặt nói gia phụ sớm muộn sẽ phát hiện ta ngầm tham dự chuyện hôm trước triệu tiên sinh ngươi không thể trốn ở đây lâu dài đợi xung quanh soát xong ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ đã bị kiểm tra qua để trốn được triệu hằng không chút do dự thượng doanh đường xá như mắt cưỡi nhà cửa sang sát nối tiếp nhau Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư trốn trong nhà một mặt giả, chờ y tìm hiểu tin tức trở về. Không bao lâu sau, một lão giả tóc trắng xóa trở về, ông chỉ là dân thường, nhờ thượng doanh thay đổi mà được hưởng ít lợi, rất là tin tưởng vào mặt gia, lại thêm bản thân cũng là một người nhân thiện, nên vô cùng tán đồng với thuyết Kim Yêu, đã trải qua kiểm tra, được Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư tiến cử hiền tài, trở thành mặt giả, vì ông mới gia nhập chưa lâu, nên cũng chưa biết mặt những mặt giả khác không sợ bị chỉ điểm tìm ra. Thế nên Nguyễn Ngọc Thư mới đề nghị trốn đến nhà ông. Lão giả kể lại chuyện quân đội phong tỏa đường xá, mỗi nhà phải mang hộ tịch ra để kiểm tra vân vân, mặt rất kiên nghị, hai vị tiên sinh, lão nhân gia có hầm, nếu bọn chúng tìm tới đây, các ngươi hãy trốn vào trong đó. Ông không biết nhiều đạo lý lớn, nhưng hiểu được mặt gia đã giúp mình và rất nhiều người có được cuộc sống tốt hơn, có ân thì phải báo, tuyệt không hàm hồ. Không sao, chúng ta tự có cách." Giang Chỉ Vi trầm ổn trấn an, đợi lão giả lại đi ra ngoài tìm hiểu mới nhìn Nguyễn Ngọc Thư nói, "Họ truy tìm rất kỹ lưỡng, nếu cứ như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ còn hai ngày nữa là có thể trở về rồi." Nguyễn Ngọc Thư vẫn rất tự nhiên, thượng doanh lớn mà nhân thủ thiếu, không mất thêm mấy ngày, họ không tìm xong đâu. Giang Chỉ Vi gật đầu, theo tình hình hiện giờ, dù không xảy ra việc ngoài ý muốn, muốn tìm được chúng ta cũng phải mất thời gian, hơn nữa nơi này ngư long hỗn tạp, nhà cất giấu đạo tặc cường phỉ không ít, lúc nào cũng sẽ có xung đột, xuất hiện hỗn loạn. Thời gian còn có thể kéo dài, cũng tiện cho chúng ta chuyển chỗ. Khu vực này người tới lui rất đông, tàn long ngọa hổ, đạo phỉ cường nhân thường tới giao dịch, nên mới trở thành chỗ hai người chọn để trốn. Có điều, Giang chỉ vi chuyển ý, chúng ta tốt nhất là không ngồi chờ chết, đặt hết hy vọng vào người khác ta cũng không muốn làm vị mặt giả này bị liên lụy. Đây là tính cách của cô từ trước tới giờ, chưa nói tới việc có lẽ ngay ngày mai kẻ địch sẽ lục soát tới bên này, mà ngày trở về còn chưa tới, chỉ nói tới việc đối phương thay đổi lộ tuyến ra tìm cũng đã đủ khiến cho người ta lo lắng, chắc chắn phải làm cái gì đó để yên tâm hơn. Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, gật đầu, thừa dịp nơi này còn nhiều chỗ chưa phong tỏa, chúng ta đổi chỗ, vòng ra phía sau chúng, trốn vào khu vực chúng đã lục soát rồi. Nhưng giữa không trung có ngoại cảnh giám thị, nếu vòng qua khu vực phong tỏa rất dễ bị bại lộ. Giang chỉ vi cao mày. Cô không hề đặt hy vọng vào mấy người mạnh kỳ. Hai người không ngừng suy nghĩ, nhưng nghĩ ra cách nào cũng bị người kia phủ quyết. Đang buồn rầu, từ xa vang tới tiếng huyên náo, hình như xảy ra hỗn loạn. Một lúc sau, lão giả trở về, báo tin quân lính tìm được một đạo tặc, hiện đang dùng trận đồ kết hợp trận pháp vây bắt, có ngoại cảnh giữa không trung tương trợ. Nơi này kẻ phạm pháp trốn không ít. Nếu bị phát hiện, sẽ bị bắt vào đại lao. Tình hình hiện giờ e là chẳng còn dư người để thẩm vấn họ, còn không bằng tập trung tra khảo các mặt giả. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư ngươi một lời ta một lời truyền âm thảo luận với nhau, bỗng cả hai đều ngừng lại, mắt sáng lên, không ngờ lại cùng nghĩ ra một ý. Một lát sau, hai người đã dịch dung che giấu khí tức biến thành nam nhân dung mạo bình thường ra ngoài chen lấn vào đám thủ hạ của các thương nhân ra vẻ đi tìm hiểu tin tức lần tới gần khu vực đang vây bắt đại trận đã mở chỉ cần không có ngoại cảnh không sợ bị dư âm lan ra ngoài giữa không trung ngoại cảnh vẫn lơ lửng thỉnh thoảng lại bắt được một hai kẻ đào phạm xuất hiện một chút hỗn loạn nhưng những kẻ đó thực lực không cao lắm nhân số cũng không nhiều không bị Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư nhìn trúng, hai người kiên nhẫn đợi. Đến sau giờ ngọ, khi quân đội tìm đến một gian khách sạn, bên trong truyền ra một tiếng nổ vang, một vùng phòng ốc đổ sụp xuống. Rốt cuộc đã có kẻ chột dạ ra tay. Sĩ quan cấp cao tung ra một tấm trận đồ, đón gió lớn lên, quân tốt tản ra, phần lớn đứng vào vị trí trong trận, những người khác đề phòng xung quanh. Đại trận thả ra sức mạnh áp chế, trận đồ ép xuống kẻ cầm đầu đang lao ra là Khương Hành năm đó cướp bóc Dương Thành. Có người nhận ra thân phận kẻ cầm đầu, là một đạo tặc nổi tiếng, tung hoành ở những nước nhỏ vùng biên cảnh sở đường, thủ hạ rất đông, thanh thế rất lớn. Khương Hành bị trận pháp vây khốn, thủ hạ của y như chim bay tứ tán, xông vào đám người vây xem, ý đồ lẫn trốn. Nhưng quân sĩ đã có đề phòng, lập thành những đội nhỏ năm ba người, chặn lại. Ngoại cảnh từ trên cao chăm chú nhìn xuống, phòng ngừa có người thừa dịp hỗn loạn xuyên qua khu vực phong tỏa tiến vào khu vực đã tìm qua giang chỉ vi và nguyễn ngọc thư liếc nhau thừa dịp một đạo phỉ lướt qua bên cạnh thì lủi ra liên thủ tấn công quân tốt làm ra vẻ là đồng bạn của đạo phỉ hai cô ép thực lực xuống còn sáu bảy khiếu không mấy chiêu đã bị đám quân tốt bắt lấy khóa chặt hai tay hỗn loạn nhanh chóng bình ổn ngoại cảnh ra lệnh đem chúng vào đại lao chờ thẩm vấn Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư không hề ngẩng đầu, cước bộ lão đảo trong lòng sung sướng. Các ngươi không phải muốn bắt chúng ta sao? Chúng ta chủ động vào Đại Lao này, nhưng với một thân phận khác nhé. Tới lúc đó, không những được chờ trở về, còn có thể lặng lẽ đào tẩu, hỗ trợ mấy người mạnh kỳ. Trong hệ thống nước ngầm của Thượng Doanh, mạnh kỳ hóa thành cá, nhìn lên mặt nước bình thản chờ đợi. Hắn không hề lo cho hai người Giang Chỉ Vi. Hắn tin vào đầu óc và khả năng của các cô, chỉ cần mình đi ra ngoài, chế tạo chút động tĩnh, vấn đề sẽ được giải quyết. Bất giác đến ban đêm, ngoại cảnh tuy tìm đều trở về, có người cầm lệnh bài xuyên qua đại trận, có người không có lệnh bài vội vàng chạy về, nhưng không ngờ đại trận chỉ cho phép người từ bên trong mở ra nên không vào được, ví dụ như vị tông sư kia của Kim Quang động. Lão ta không có lệnh bài, lão vội vàng đi bắt mấy người mạnh kỳ, cơ bản không kịp lấy lệnh bài nhưng mà dù đại trận không mở, khi bị lệnh bài ra vào làm nhiễu loạn trận pháp, Mạnh Kỳ cũng có thể bắt được cơ hội, lướt qua màn trận pháp mà không gợi ra chút dị thường nào. Dọc theo dòng nước bơi ra ngoài, ra rất xa, Mạnh Kỳ biến hóa thành chuột, men theo động hướng lên trên. Không bao lâu, trong bóng đêm và gió nhẹ, Mạnh Kỳ biến trở về hình người, từ xa xa nhìn về thượng doanh thành. Hắn thở một hơi dài, sách trường đao cất bước. Kế tiếp, nên đi giết người đi đất phong của công dương gia giết người. Phía chân trời màu mây dần đỏ, một tòa thành trì như ẩn như hiện trong sương mù ánh bình minh, giống như ảo ảnh, chính là thái ấp phong thành của công dương gia. Mạnh kỳ đứng trên đồi, nhìn xuống phong thành, đạo bào màu xanh trên người thoát biến thành màu trắng, hóa thành đồ tan. Hắn khẽ hít một hơi, lấy một mảnh vải màu trắng, khẽ rạch ngón tay, dùng máu tươi viết chữ. Ngay sau đó, hắn buộc giải vải trắng kia lên trán lấy làm băng tan, trên đó máu tươi lâm ly, tràn đầy linh tính và nghiêm trang, ai nhìn qua cũng bị ba chữ to kia thu hút. Tru Bất Nghĩa Mạnh kỳ bay lên không, bay về phía phong thành, không hề có ý định che giấu bản thân, áo trắng băng tan, ba chữ to Tru Bất Nghĩa bằng máu chấn nhân tâm. Phong thành tể công dương đăng chính là ngoại cảnh, tuy không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng là cường giả, nên mới được bổ nhiệm chức này trong coi đất phong y nhận ra có ngoại cảnh tới gần, không dám chậm trễ, gõ vang trống lớn, tập trung quân lực, mở trận pháp, bay lên không, nửa nghênh nửa hỏi. Người tới là ai? Mọi việc y làm, Mạnh Kỳ đều nhìn thấy hết, nhưng tốc độ bay không hề thay đổi, tiếp tục đường đường chính chính bay tới trước trận, hét to. Công dương gia lòng lan giả thú, thí quân mưu nghịch, tàn sát trần vương trong cung đình, giam cầm vương tộc ở thượng doanh, đại bất nghĩa. Mổ là tô mặt, cầm thiên chí chi đao tru diệt bất nghĩa thanh âm vang vang như tiếng sấm đánh thức dân chúng trong thành chấn lỗ tai ai nấy lùng bùng tô mặt công dương gia mưu sát trần vương mạnh kỳ lại mở miệng tiếng sấm không ngừng vang lên mổ là tô mặt cầm thiên đao tru bất nghĩa công dương đang nghe vậy sửng sốt sau đó cười ha hả gia chủ đang muốn tìm ngươi tự chui đầu vô lưới ư có đại trận có quân ngũ trận đồ cộng với bản thân là ngoại cảnh dù có tông sư đích thân tới cũng không phá được trong chốc lát tô mặt này mạnh tới mức nào mà dám cùng ngôn muốn bắt hắn có khó gì công dương đang nghĩ như thế tim đập nhanh hơn nhưng cái thân đồ tan với ba chữ máu kia của tô mặt lại như có ý chí áp bách tâm linh y khiến y hoảng sợ ai cũng nói tô mặt có đại tài nghi là từ thánh nhân ra thực lực không thể nào tính được là như vậy sao công dương đang rùng mình quyết định không xông ra dùng trận đồ và đại trận bám dính lấy giữ chân tô mặt đồng thời cấp báo cho thượng doanh ngay cả cường giả ngoại cảnh còn bị sức ép nói chi quân tốt ở trong trận đồ đám binh lính đều hoảng loạn may mà có trận pháp cách trở vội vàng cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng nhưng không còn được chiến ý như trước mạnh kỳ dơ thiên chi thương nghiêm trang mở miệng mổ thay trời hành phạt tru diệt bất nghĩa các ngươi vốn không có tội, chớ trợ trụ vi ngược. lúc hắn nói, mây đen từ đâu tụ lại phong thành, che khuất bầu trời, khiến không gian trở nên tối sầm đầy áp lực. trong mây lôi quang xanh lè nhảy múa, dẫn thiên phạt chi uy cao cao tại thượng, chí dương chí chính, làm người ta không rét mà run. mạnh kỳ quát to, còn không mau thối lui. tiếng như sét đánh, khiến ai nấy cả kinh. kim quang đại trận nổi lên gợn sóng. ầm. Uhm theo trường đao bổ xuống năm đường sét to như thùng nước thi nhau đánh xuống lôi quan kết hợp với đao khí mạnh mẽ chém vào đại trận công dương đăng không dám chậm trễ toàn lực khống chế đại trận ngăn trở một đao này oanh thanh lôi và ánh đao chém lên đại trận không tạo ra được chút gợn sông nào cứ như một kẻ mở khiếu đi dùng chiêu thức pháp thân này công dương đăng khựng mắt vừa sợ vừa kinh ngạc nhưng một bóng người đã lại hiện ra cách đó không xa, mặc áo trắng, buộc băng tan, trên viết chữ bằng máu. Chu bất nghĩa. huyết nhục có linh, lấy tóc hóa thành phân thân, hấp dẫn chú ý, còn bản thân hắn thì thừa dịp khi công dương đang vừa nhận ra, lúc trận pháp chưa mở đã lẻn vào trong thành, chờ cơ hội. Quanh thân mạnh kỳ nổi màu ám kim, xông thẳng vào phủ công dương đăng, trường đao cuốn lôi điện xanh tím, một phát vung lên, hóa thành đao hình tử điện đầy trời chém thẳng vào công dương đăng. Đám quân tốt chậm một nhịp, đã bị Mạnh Kỳ xông qua hơn nửa trận, nhưng bọn họ đều có kinh nghiệm xa trường, không hề hoảng loạn, lập tức thi triển công pháp thuộc vị trí của mình. Giáo trường rực lên một tầng lửa đỏ, từ trong bay ra vô số quả lửa, đốt cháy đất đai, kim loại, ào ạt chen nhau bay về phía Mạnh Kỳ. Phốc phốc phốc, từng con quả lửa đánh trúng Mạnh Kỳ, sau đó tắt lửa, biến mất. Mà Mạnh Kỳ không tổn hại chút nào quang mang màu ám kim đung đưa, tốc độ bay không hề giảm, đã tới gần sát công dương đăng. Đương đương đương, tử điện tung hoành, đao khí bay tứ phía, mạnh kỳ giống như lôi thần tại thế, đao thế cương mạnh mạnh mẽ áp chế công dương đăng, đao khí tán ra cũng không hề lan ra chung quanh, mà như có linh tính sâu lại với nhau. Đương đương đương, ánh đao và kiếm quang không ngừng giao kích, công dương đăng như lạc vào biển sấm sét xung quanh khắp nơi đều là địch ngay cả hít thở cũng khó khăn, càng đừng nói sử dụng bí bảo, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đao pháp bậc này, khả năng khống chế sấm sét cỡ này, rõ ràng là cao thủ tuyệt đỉnh. Công Dương đang giờ đã hiểu. Y muốn dùng bí bảo, nhưng lại không thể phân tâm, vì chỉ cần chút vô ý, sẽ bị điện quan đao khí nuốt chửng. Đương đương đương. Vạn con quạ lửa cùng bay, biển lửa ngập trời, thẳng chỉ vào mạnh kỳ, nhưng hắn giống như không thấy, chỉ khẽ vung tay trái, gặp mấy con quả bay về phía mi tâm và tiền hậu âm, trường đao trong tay phải càng thêm nhanh. Đương đương đương. Trước khi đám quân tốt phát hiện vấn đề, điện quan sâu chuỗi đã co rút lại, tụ thành lôi cầu, giữa không trung lại có thiên lôi màu xanh thi nhau đánh xuống. Ẩm. Uhm. Đao khí và điện quan cùng sáng lên, một bóng người từ trong bay bắn ra, tông mạnh vào hòn giả sơn, sau đó tiếp tục bay, phá tung mấy cái sân gần đó. Ai? Đám quân tốt theo bản năng nhìn lên trời, chỉ nhìn thấy bóng người áo trắng thân rực màu ám kim, biển lửa không thể cháy vào người hắn, như thần linh hạ thế đứng thẳng bang, trường đao chỉ xuống, ba chữ bằng máu đỏ rừng rực. Chu bất nghĩa. Đương đương đương, những thanh binh khí rơi xuống đất. Họ không còn chiến ý. Trong đình viện, công dương đang rơi xuống đất, quanh thân chi chít vết đao, cháy đen, hai mắt trợn to, chết không cam tâm mạnh kỳ thu hồi túi trữ vật của công dương đăng nhìn quanh công dương gia mưu nghịch mổ tự tru diệt bất nghĩa nay là công dương đăng sau này sẽ tới tăng và bạc những người còn lại không vì cường giả trong tộc thân phạm bất nghĩa mà bị tội trời dạy phải kim yêu thế nhân mổ sẽ không bắt các người liên lụy nói xong hắn không dám trì hoãn sợ gần đó có cao thủ và tông sư phát hiện động tỉnh đuổi tới vì thế lập tức bỏ chạy nhưng trong lòng những người ở lại đều đã khắc sâu hình ảnh một người cương mảnh, điện quang lấp lóe, mặc áo trắng, buộc băng tan, viết ba chữ máu to tru bất nghĩa. Tô mặt xuất hiện ở phong thành, lấy cái danh tru bất nghĩa giết thất đệ. Công dương tăng dù cáo già, nhưng gặp phải chuyện này, cũng không kềm được dao động cảm xúc. Công dương bạc ở bên cạnh càng vừa sợ vừa giận, không ngờ tô mặt gan lớn như thế, có gan phản sát, thật coi kim quan động không là gì. Tông sư Kim Quang Động ngồi trên ghế nghe vậy cười, như thế không phải vừa lúc sau, bần đạo còn đang lo không biết hắn trốn ở đâu, tìm không ra được. Lão đứng lên, muốn đuổi theo Mạnh Kỳ. Công Dương Tăng khôi phục bình thường, trầm giọng nói, xích hà đạo trưởng, đừng vội. Tô mặt lớn mật hiện thân, tất có ý đồ. Xích hà chính là sư bá công Dương Bạc, khẽ ừ, muốn dùng chuyện này dụ bần đạo đi. Đúng, là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Công Dương Tăng nói, hắn đã lẻn ra ngoài thành, bị Kim Quang Động và Trần Quốc chúng ta đuổi giết, tự nhiên phải bỏ chạy đi xa, theo lý sẽ không làm chuyện không biết lượng sức, xem những chuyện trước đây hắn đã làm, hắn tuyệt không phải người lỗ mãn như thế, chẳng lẽ thật nghĩ chỉ dựa vào đi lang thang tập kích là có thể khiến chúng ta không thể làm gì hay sao? Hắn không thể không biết trên đời này có rất nhiều chí bảo và thần thông quỷ dị. Hắn mạo hiểm hiện thân, nhất định có mưu đồ, về phần đó là mưu đồ gì, nhìn kiểu hắn tự xuất hiện, xông tới các đất phong giết người là đoán ra ngay, hắn muốn cứu những mặt giả bị bắt, nên muốn dụ các vị cường giả ra khỏi thượng doanh, sau đó quay đầu đột kích đại lao, hoặc là đồng bọn của hắn vẫn còn kẹt ở trong thành, hắn muốn dùng cách này để khiến chúng ta kết thúc ra tìm và phong cấm toàn thành. Xích hà trầm ngâm, mặc kệ hắn có mục đích gì, tốt nhất là bắt được hắn về, đồng bạn của hắn có chạy thoát hay không, bần đạo cũng không để ý. Đạo trưởng nói rất đúng, thực ra phong cấm toàn thành nhiều lắm cũng chỉ duy trì được thêm một ngày nữa, trong thành rất nhiều thương nhân có lai lịch hiển hách, nhiều người do sở vương nuôi dưỡng, chúng ta đâu thể phong thành lâu dài, nhốt họ mãi trong này được. Công Dương Tăng cố ý tố khổ với Kim Quang động tông sư, sau đó nói, cho dù mục đích của Tô Mặc chỉ là để giúp cho đồng bạn của hắn thuận lợi lẫn trốn, nhưng nếu chúng ta thật sự mắc mưu để hắn mưu đồ thành công, sự việc sẽ trở nên đơn giản hắn sẽ thuận tay cứu luôn đám mặt giả bị bắt đúng không? Miệng nói, trong bụng lão lại thầm nghĩ, thì ra mục tiêu của Kim Quang Động là tô mặt. Vị tông sư này lại còn rất tự tin, không chịu thừa nhận mình không đủ sức bắt tên kia, báo về Kim Quang Động để xin đưa tới người có thần thông đặc thù hỗ trợ. Chuyện này đương nhiên lão sẽ không dám nhắc nhở, nếu không tất sẽ bị ghi hận. Xích Hà gật đầu, không sai, vậy bần đạo sẽ giả vờ ra ngoài đuổi bắt các ngươi cũng giả vờ mắt mưu, giải trừ phong cấm thượng doanh, sau đó bố trí bảy ở Đại Lao. Vâng. Công Dương Tăng và Công Dương Bạc cùng hành lễ. Thù của Công Dương Đăng nhất định phải báo. Cột băng tan, khoác bào đen, Mạnh Kỳ nhìn cửa thành thượng doanh đang mở ra, biết mục đích của mình đã đạt được. Hắn thở một hơi dài, cất bước đi nhanh về phía cửa thành. Mặt gia trong nhà lao đương nhiên muốn cứu, nhưng không thể trực tiếp đi cứu, nếu không chẳng khác gì tự đưa đầu vào bẫy, nên trước hết phải tạo ra hỗn loạn, để kẻ địch đoán ra sai mục đích thật của mình. Nên, vẫn phải giết người. Ám sát công dương bạc, để họ tưởng rằng mục đích của hắn là trả thù. Hừ, ta lấy miệng, lấy nội hàm đấu với các ngươi, các ngươi không muốn, cứ bắt ta phải dùng tới thứ sở trường nhất. Người có bác cửu, chỉ cần đủ thực lực, muốn ám sát, ai đề phòng được. Hừ đại lao của thượng doanh giang chỉ vi và nguyễn ngọc thư bị quân tốt áp giải đưa đến nơi này người phụ trách trực ban hôm nay là tiểu tư khấu lã văn thấy một đám ông sòng tới gần liền quát ai là người lĩnh đội từ trong đội đi ra một sĩ quan cung kính hành lễ đưa qua thủ lệnh và yêu bài hồi lã tư khấu đây là đám đạo tặc hương hành bắt được khi truy tìm toàn thành lã văn kiểm tra thủ lệnh và yêu bội a một tiếng hương hành năm đó càng rỡ cỡ nào, hôm nay lại thành tù nhân dưới tay ta. Khương Hành có danh tiếng không nhỏ, là ngoại cảnh hàng thật giá thật, làm việc cẩn thận, rất giỏi dương đông kích tây, do đó khó bắt được tung tích, liên tục thoát được cao thủ các nước tróc nã. Ai ngờ lần này lẻn vào thượng doanh giao dịch lại bị chuyện mặt da liên lụy làm cho xa lưới, nay bị phong cấm nguyên thần, ủ rũ đứng im, quả thật cửa thành cháy, hại cả cá trong ao. Thấy Khương Hành không nói lời nào, Lã Văn đang nghe truyện trên TV audio CV khoát tay, sai tên lính sau lưng, giam Khương Hành dưới tầng 5, những người còn lại ở tầng thứ nhất, tí nữa quất mấy người, hỏi xem chúng có biết manh mối gì về đám người tô mặt hay các mặt giả khác hay không, ai cung cấp được, giảm một nửa mức phạt, nhiều có thể bỏ qua luôn. Hiện giờ nhân thủ của thượng doanh rất thiếu, không chỉ phải truy tìm toàn thành, còn phải trông giữ và giám thị vương tộc, nên ngay ở trong đại lao, cũng phải làm việc bù đầu bù cổ, kẻ không đi canh gác, thì phải tuần tra phòng bị, hoặc phải tra khảo đám mặt giả, làm gì còn có thời gian rỗi quản chuyện Khương Hành, chẳng qua theo thường lệ cũng vẫn phải hỏi xem chúng có biết gì về đám người mạnh kỳ hay không. Nhiều kẻ nhìn tưởng chẳng liên quan gì lại moi được tin tức hữu dụng nhiều không kể. Xiết Đại Lao chia làm 6 tầng, xuyên sâu xuống đất, hai tầng dưới cùng có trận pháp rất mạnh, có thể dùng giam được cả phạm nhân cấp ngoại cảnh, nhưng nay nhốt cả mặt giả vào đó, bốn tầng trên cùng dành cho thường dân. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư bị đưa vào tầng thứ nhất, những người giam chung ngục và Giang đối diện cũng đều là vừa bị đưa tới không lâu. Nhà tù người nhiều, hai người khẽ thở vào, đứng lẫn vào với những phạm nhân khác, giữ khoảng cách với nhóm người khương hành, không thôi đối phương nhìn ra được là không phải người quen biết. Song đám người khương hành đang quể oải vì bị bắt, làm gì có rỗi rãi chú ý tới chuyện này, vốn cũng đã nhìn ra hai người là xa lạ, nhưng tưởng cũng là người xui xẻo bị bắt giống như mình nên mặc kệ. Phải nghĩ cách bù lại thiện công tổn thất. Có lẽ do ở lâu với Mạnh Kỳ, hai cô cũng bị lây nhiễm cái tính kia của hắn. Ngục tốt thẩm vấn xong, trời đi, đại lao trở nên im ắng. Nơi nào có người thì có giang hồ, những cặp mắt không chút ý tốt không ngừng đánh giá những người xa lạ, muốn kéo bè kéo cánh, chèn ép đối phương, xác định vị trí ngục bá. Bị những ánh mắt đó xẹt qua, Giang Chỉ Vi bất động thần sắc khẽ hất mũi chân, trong tay có thêm một mẫu đá xanh, khẽ xoa một cái, đá xanh hóa thành bột phấn. Khẽ hất một cái, móc lên được đá xanh lót nhà tù. Xoa nhẹ một cái tan thành bột phấn. Những cặp mắt kia lập tức hiểu Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư Tuy không phải là ngoại cảnh, nhưng đã đủ để xưng bá toàn bộ nhà tù tầng thứ nhất. Đêm dài tuy chậm, cuối cùng cũng có lúc hết. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cảm nhận được có ánh sáng mờ từ cửa sổ chiếu vào. Đã qua một ngày, Giang Chỉ Vi thầm nghĩ. Đúng lúc này, nhà tù đối diện vọng qua một giọng nói già nua nhưng đầy tinh thần, thí chủ, xem tướng mạo ngươi, tai ương lao ngục lần này có thể thấy giữ hóa lành, rất nhanh là có thể đi ra ngoài. Trong phòng giam cũng có bói toán. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cùng nhìn qua, thấy một lão đạo sĩ áo bào lam tóc mi râu đều bạc trắng nhưng quắc thước đang xem tướng mạng cho người ta, phạm nhân của cả tầng nhà tù xếp hàng ngay ngắn để chờ. Cảnh như vậy sao lại xuất hiện ở Đại Lao? Lão đạo sĩ này hình như toán mệnh cực chuẩn, thường chỉ đôi câu mấy lời đã có thể khiến người trước mặt biến sắc, có người tuôn cả mồ hôi lạnh vì bị nói trúng chỗ đau. Hai người đang hâm hở xem, lão đạo sĩ bỗng ngồi xuống, vẫy tay khiến phạm nhân tản ra, đứng ngồi lại như bình thường, trong qua không còn thấy gì khác lạ, không làm ai chú ý. sao vậy? Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư còn đang kinh ngạc, cửa đại lao mở, tiểu tư khấu Điền Quát phụ trách trực ban hôm nay dẫn người áp giải mấy phạm nhân tiến vào. chỉ là đưa mấy phạm nhân đi xuống mấy tầng dưới, sao lão đạo sĩ lại phản ứng lớn thế? vừa rồi lúc tiểu tư khấu và ngục tốt ra vào, cũng đâu thấy ông ta thu liễm chút nào đâu. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cau mày nhìn nhau, không hiểu hai người bất giác đều tăng lòng đề phòng lên mức cao nhất. Đột nhiên, trong lòng Giang chỉ vi run rẩy kỳ lạ, giống như cách đó không xa có một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Cô nheo mắt, ý bảo Nguyễn Ngọc Thư tận lực thu liễm khí tức, còn mình ra vẻ tò mò, nhìn quanh đánh giá các phạm nhân khác. Một người mặt ửng đỏ, đi lão đảo, nhưng lại làm Giang chỉ vi cảm thấy nguy hiểm. Giang chỉ vi không dám nhìn nữa, thu hồi ánh mắt, đã hiểu nơi phát ra nguy hiểm là ở đâu, cái tên phạm nhân da mặt ửng đỏ kia tuyệt không phải là ngoại cảnh bình thường điền quát đi tới mở cánh cửa thông xuống tầng hai cao thủ trực trong đó kinh ngạc hỏi điền tư khấu họ là mặt giả mới bắt được điền quát bất động thanh sắc đáp theo điều cấm không có lệnh của năm người tô mặt điền quát không được quyền chủ động tiếp xúc với bất cứ mặt giả nào nên y cũng không vội vàng thu hoạch không nhỏ a à. cao thủ kia nhìn thoáng qua chật chật khen đương. Cửa tầng thứ hai đóng lại, Giang chỉ vi truyền âm Nguyễn Ngọc Thư là mặt giả. Nguyễn Ngọc Thư và Mạnh Kỳ phụ trách công việc mặt giả, là người rõ vụ này nhất, cô khẽ lắc đầu, giọng nói lộ ra ngưng trọng. Không phải. Trong phủ của Đại Tư không? Công Dương Bạc Bổng cảm thấy bất an, không ngừng đi qua đi lại, ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, nhưng trong lòng ông ta lại rất khó ở. Tô mặt điên rồi, dám đột tập đất phong, giết chết thất thúc, không sợ công dương gia ta và kim quan động trả thù sao. Ông ta xuất thân công dương gia, chừng 10 tuổi đã bái nhập kim quan động, rất được mọi người sùng kính, chưa từng có ai dám coi thường uy nghiêm của kim quan động và công dương gia như vậy. Quan trọng hơn là, trước đó ông ta còn định trở về đất phong một chuyến, sủng ái cơ thiếp mấy ngày, nếu không phải sư bá còn đang ở đây thì ông ta đã đi rồi, khi ấy, chắc chắn người bị giết sẽ chính là ông ta. Đáng chết, hay mình mặc kệ sư bá, gửi thư về sơn môn, để trưởng môn chân nhân phái thêm tông sư tới, bằng mọi giá bắt lấy tô mặt. Công dương bạc đã bị mạnh kỳ dọa làm cho bối rối, nghĩ đến chuyện đi chuyện cầu viện binh. Nhưng nếu như vậy sẽ có ý bảo năng lực của tông sư bá không đủ, sẽ bị sư bá ghi hận, mà sư phụ nhà mình chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh, không có đấu lại được đâu. Đáng chết! Đáng chết! Nhất định phải ngủ xa phanh thay cái tên tô mặt khốn kiếp kia, càng bối rối khó xử, công dương bạc càng thêm thống hận mạnh kỳ. Lại thêm vì chuyện công dương đang dẫn đến phụ thân của công dương tăng lo mạnh kỳ tới trả thù, tăng cường phòng bị cho phủ đệ, cũng bắt công dương bạc giảm bớt ra ngoài, khiến tâm tình công dương bạc càng thêm kém. Bên ngoài có tiếng chim vỗ cánh, hạ xuống bệ cửa sổ, công dương bạc nhìn thoáng qua, nhưng không để ý. Đột nhiên, một tiếng chung nhẹ nhẹ lọc vào tai, công dương bạc chợt cảm thấy nguyên thần điên đảo, như đang nằm mộng vì có bí bảo bảo vệ nguyên thần đê hoàng cung của ông ta trực hào quang vàng nhưng vì phẩm giai của bí bảo hơi thấp nên chỉ diệt được một phần ảnh hưởng ông ta vẫn bị đầu ván mắt hoa đôi mắt mơ hồ nhìn thấy trước mặt con chim nhỏ lơ lửng một cái khánh chung sam xám hoa văn dày đặc trên viết hai chữ lớn mê thần mạnh kỳ biến trở về nguyên hình trước người u ám trường đao xuất tuyệt chiêu khai thiên tích địa chém ra ánh đao chợt lóe khoảng cách mấy trượng về một cái đã vượt qua, chém thẳng vào công dương bạc. 3. Bí bảo hộ thân của công dương bạc bị công kích mà tự động kích phát, nhưng bị chém đứt, ánh đao vẫn tiếp tục chém tới, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, công dương bạc cắn mạnh vào lưỡi, cố gắng tỉnh táo, thi triển thần thông vô thượng của sư môn, cơ thể biến mất, na di một lèo hơn hai trượng. Chỉ cần chống đỡ được thêm một hô hấp, viện binh sẽ tới ngay. Ông ta vừa nghĩ thế, đã thấy mạnh kỳ đột nhiên mọc ra hai cánh tay một tay nắm chặt tung quyền một quyền trắng nõn như ngọn xung quanh có những đống sáng màu trắng đen vàng tím thần thánh trang nghiêm ba ngọc như ý quyền xuyên qua những tầng phòng ngự đánh vào trán công dương bạc ốc phọt ra đỏ trắng một mảng ngay cả một hô hấp cũng không chống đỡ được công dương bạc mềm nhũng ngã xuống đất chìm vào bóng tối vô cùng không cam tâm mạnh kỳ vung kiếm đâm vào công dương bạc đốt cháy thi thể, trừ cử dấu vết tam bảo như ý quyền, lấy máu tươi viết mấy chữ. Hắn lấy đi những trữ vật của công dương bạc, biến lại thành chim, cùng với những con chim đồng loại bị chấn kinh bay tứ tán. Một hô hấp sau, mấy đạo khí tức tới gần, có mạnh mẽ, có già nua, đều là cường giả công dương gia, với công dương tăng cầm đầu. Công dương tăng lo cho con trai, vội vàng chạy tới, nhìn thấy cái xác bị đốt cháy, bên cạnh là ba chữ to bằng máu tru Bất Nghĩa Chu Bất Nghĩa Công Dương Tăng ngửa đầu, cả người lão đảo, giận công tâm, suýt ngất đi. Bạc Nhi, Bạc Nhi Lão hét to thê lương, nghiến răng hét. Tô mặt Lão Phu nhất định sẽ giết ngươi. Các cường giả biết mạnh kỳ không trốn xa, lập tức tỏa ra tìm kiếm quanh đó, nhưng làm gì tìm thấy. Công Dương Tăng thét xong, mặt sầm xuống, sai một cường giả đi mời Tông Sư Kim Quang Động. Tô mặt xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết lúc nào hắn sẽ đi cứu người, lúc nào trả thù, chỉ dựa vào một vị tông sư và mấy cao thủ tuyệt đỉnh, thực khó mà ở đâu cũng phòng bị được. Lão cố nén bi thống, hạ lệnh đâu vào đấy. Không bao lâu sau, các cường giả đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình lão. Lão bay vào trong phòng, ông lấy xác con, khóc sướt mướt. Hài nhi, vi phụ nhất định sẽ báo thù này cho con. Lão thả người bay lên, mới ra khỏi phòng đột nhiên ánh sáng trước mặt biến mất xung quanh chìm vào hỗn độn tối tăm không xong lão giật thót muốn phóng lên cao nhưng đã chậm một bước mạnh kỳ từ chim biến thành hình người tay phải thò vào hư không nhẹ nhàng mở một bức tranh thủy mặt sân và phòng xá xuất hiện gợn sóng đung đưa nhưng sau đó trở về nguyên trạng cực nhanh bí bảo sơn hà xã tắc đồ khi công dương bạc trở về phòng là cũng đã bước vào trong đồ chỉ là mạnh kỳ chưa kích phát nó, mà cũng đi vào trong đồ để kích sát, nếu không, chắc chắn động tĩnh do giao thủ tạo ra sẽ làm những người khác biết được. Sau khi giết công dương bạc, mạnh kỳ vẫn chưa thu hồi sơn hà xã tắc đồ, bản thân cũng không hề đi xa, ý của túy ông không ở bạc, tiếp tục để ở đó để gài bẫy công dương tăng, quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu công dương tăng không lọc lưới, hắn cũng sẽ không thu đồ, để mặc cho bọn họ ôm thi thể rời đi sách tranh, mạnh kỳ hóa thành công dương tăng, mặt xanh lè bay về phía đại lao, một đường không ai dám hỏi, không người dám chặn, gia chủ đang đau lòng vì mất con trai cưng, ngu sao đụng vào. Ra phủ, mạnh kỳ hạ xuống, trốn vào đám đông. Không dám trì hoãn, mạnh kỳ nhanh chóng độn ra khỏi thành, bay ra ngoại thành, chạy tới đồi Tây Sơn. Bí bảo phỏng chế có số lần sử dụng hạn chế, Sơn Hà xã tắc đồ này không thể duy trì được thời gian dài phải tập hợp với mọi người hợp lực giết chết công dương tăng trước khi hiệu quả của nó chấm dứt nếu không lúc trước thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ không cần nửa đường bố trí sát trận đương nhiên cũng vì họ quá tự tin vào thực lực và bí bảo xem thường đám người mạnh kỳ nên mới gây ra họa cái đồi tây sơn này là nơi cả nhóm đã hẹn nhau họp lại khi chia nhau ra chạy thừa dịp trước khi người ta phát hiện ra công dương tăng mất tích mạnh kỳ nghênh ngang ra khỏi thành đi tới nơi này hắn nhìn quanh nhưng không nhìn thấy giang chỉ vi và nguyễn ngọc thư chỉ thấy triệu hằng tề chính ngôn và điền quát điền quát mạnh kỳ nhíu nhíu mày cảm ứng xung quanh đề phòng dân lên cao nhất bay qua giang tiên sinh và nguyễn tiên sinh giả trang đạo phỉ chủ động trốn vào đại lao hiện giờ không tiện rời đi nên bảo tại hạ tới đây báo cho cự tử một tiếng điền quát nhìn ra được mạnh kỳ cảnh giác vội truyền âm Y là một trong những tiểu tư khấu quản lý đại lao, đương nhiên có thể ra vào thoải mái. Mạnh kỳ gật đầu, vẫy vẫy Sơn Hà xả tắt đồ trong tay, những chuyện khác không vội, mau hỗ trợ ta giải quyết công dương tăng. Công dương tăng. Triệu Hằng và Điền Quát Kinh Hải, tề chính ngôn cũng kinh ngạc. Cái tên này vô thanh vô tức lại tóm được gia chủ của công dương gia. Chẳng khác gì mở khiếu giữa trăm vạn quân nhẹ nhàng lấy đầu thượng tướng. Mạnh kỳ không kịp nói tỉ mỉ, nhờ có tấm sơn hà xã tắc đồ này các ngươi chuẩn bị sẵn đi nào nó sắp không giữ được nữa rồi lời này chủ yếu là nói với triệu hằng và tề chính ngôn ừ triệu hằng lôi ra khốn tiên thằng tề chính ngôn thì nắm hạnh hoàng kỳ chờ sẵn điền quát nhanh chóng hồi thần vội nói các vị tiên sinh tí nữa dùng bí bảo nhất định phải mau công dương gia có một món bí bảo phỏng chế hỗn nguyên phiên có thể ẩn nấp khí tức thân hình thi triển thuật na di là một vật giúp thoát khốn bảo mạng cực tốt. Còn gì nữa không? Mạnh kỳ gật đầu. Điền quát lập tức nói hết những điều mình biết, cuối cùng nói, công dương tăng chính là đầu sỏ chuyện mưu nghịch lần này, mong tiên sinh tru diệt bất nghĩa. Thì ra là lão. Mạnh kỳ nheo mắt, nhớ tới Trần Vương chết thảm, nhớ tới rất nhiều mặt giả bị giam giữ, nhớ tới sự nghiệp truyền đạo sắp thành lại bại, bao nhiêu giận dữ, căm hận ùa lên trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, cái này chính là có thù báo thù, có oán báo oán. Mạnh kỳ hít sâu, áp chế tất cả cảm xúc, tâm hồ trở lại bình lặng, Linh Đài quay về thanh tịnh, lãnh tĩnh như băng. Hắn mở sơn hà xả tắt đồ ra, khẽ vung lên trời. Xoát, một bóng người bay ra, tay trái cầm một cái dù màu hỗn độn, khiến thân thể như có như không, tay phải bấm tay bắn ra một cục đá năm màu. Công dương tăng đã chuẩn bị từ lâu, chính là chờ đợi giờ khắc này. Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn cũng cùng lúc ra tay, một sợi dây thường vàng bay ra, phân thành nhiều đoạn, mỗi một đoạn đều có phù ấn hiện lên, huyền ảo thần bí, cuốn lấy Công Dương Tăng. Vạn Đóa Kim Liên nở rộ, thả ra vô lượng hào quang, nối liền đại địa, trở nên mênh mang rộng lớn, như dù có chạy bao nhiêu xa, cũng đều không thể thoát ra được. 333. Ba Tảng ba ba. đá năm màu đánh rớt từng đóa Kim Liên, với khí thế bách phát bách trúng bay thẳng tới mạnh kỳ có ngọc hư hạnh hoàng kỳ ngăn cản và làm suy yếu, mạnh kỳ đón gió biến hóa, pháp thiên tượng địa, trường đao và lưu hỏa cùng lúc vung ra. ầm, quang mang bùng nổ, nuốt sống ngủ quan thạch. Nhưng ánh sáng lóe lên, tảng đá chui ra, tiếp tục bay tới đánh trúng vào mặt mạnh kỳ, khiến mặt hắn sung đó, nếu không có bác cửu huyền công, chắc mặt đã nở đầy hoa máu. Đây là một món bí bảo thất trọng thiên. Cây dù toát ra ánh sáng âm u, bóng người biến mất, nhưng ngay lúc cái bóng biến mất trói tiên thần đã quấn chặt lấy lão chỗ không xa bóng người tái hiện phù một cái ngã nhào xuống đất cả người bị trói như cái bánh phù ấn lưu chuyển phong ấn tất cả thần thông và pháp tướng chi lực mạnh kỳ sải bước đi lên dùng khốn thần tỏa thể thủ lập thêm một tầng phong ấn làm xong hắn mới nhìn công dương tăng đầy hoảng hốt và căm thù hắt một tiếng đại tư không lúc thí quân giết vua có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay không cừu nhân lọc vào tay, đương nhiên hắn mấy phần khoái ý. Công dương tăng thu liễm hoảng hốt, trầm mặt, nhìn chung quanh một vòng, dừng lại ở chỗ điền quát, lạnh lùng nói, thì ra là do tên nhóc con này. Sau đó lão mới nhìn mạnh kỳ, ha ha cười, tô tiên sinh sao lại nói ra lời ấy. Cái gọi là thiên chí, người thắng cầm đầu, kẻ thua làm đuôi, năm đó tề hoàng công sát huynh đoạt vị, cũng không phải chứng được pháp thân, khai sáng đại nghiệp, trở thành lục bá đứng đầu hay sao. Cái thế giới phong thần này cũng có tề hoàng công, là đệ nhất minh chủ của các nước, nổi danh là một người bất nghĩa. Mạnh kỳ nhìn lão, bình tĩnh nói, kể từ hoàng công, thiên hạ bắt đầu trở nên hỗn loạn, các nước tranh đấu không ngớt, nghĩa ư. Nói tới đây, hắn không cho công dương tăng múa mép khu môi gì thêm, cầm trường đao, từ xa bái về phía thượng doanh. Đại vương chiêu hiền đại sĩ, tri ngộ mặt gia, trong lòng mổ vẫn luôn cảm kích, hôm nay tự tay giết lão già này, tế điện cáo ý. Ngữ khí bình thản, không chút oán độc hay thống hận, nhưng công dương tăng nghe ra được sát tâm kiên định của hắn, cho nên cũng không nhiều lời, nhắm mắt, lạnh lùng nói, chỉ tiếc lúc trước tin lầm điền gia, để lộ tin tức, bằng không sao lại thế này. Sớm biết thế đã nghiền xương các ngươi thành tro. Mạnh kỳ hít một hơi, nội cảnh chư tướng phân phân nhét vào hỗn động, bốn phía trở nên u ám, trường đao dơ lên cao, nặng nề bổ xuống, tất cả sức mạnh đều ngưng tụ vào mũi đao. Một tiếng vang nặng nề, trước mũi đao thấp thoáng xuất hiện một lỗ đen nhỏ như lỗ kim, như có như không. Khi nó bổ tới công dương tăng, cơ thể lão đang nằm trên mặt đất bị hút bay lên, cơ thể xuất hiện vết xé dữ tợn. A! À, trường đao chém xuống, trong tiếng kêu thảm thiết, công dương tăng bị chém đứt tay chân, mặt đất nhiễm đỏ máu. Để phòng ngoài ý muốn. Mạnh Kỳ không có ý định lấy đi y bào bảo binh của lão, mà chỉ lấy những trữ vật, muốn vậy, trước hết phải giải trừ khốn tiên thần. Khuyết nhục mất máy, ngưng tụ thành ba chữ to. Chu bất nghĩa. Điền quát cũng từ xa bái thượng doanh, tế cáo Trần Vương. Kim Quang Động Tông Sư Xích Hà Đạo Nhân nghe ngoại cảnh công dương gia bẩm báo xong, dẫn tới mức gân xanh nổi gồ, bất chấp mình đang vờ làm mặt giả, vội vã độn ra khỏi đại lao, xông thẳng tới phủ đệ của công dương gia. Tìm một vòng, lão vừa không thấy thi thể công dương bạc, cũng không tìm được công dương tăng, lòng càng thêm tức giận, nhưng lại có thêm mấy phần đề phòng và dự cảm không tốt. Đám ngoại cảnh công dương gia cũng nghi hoặc không thôi, vội gọi hộ vệ, người hầu trong nhà lại hỏi gia chủ đi đâu. Gia chủ sắc mặt xanh mét đi ra ngoài. Hình như đi về phía đại lao. Những câu trả lời giống hệt nhau làm Xích Hà nhíu mày chẳng lẽ công dương tăng phát hiện được manh mối gì nên vội tới tìm mình không ngờ lại bị trúng bẫy lão nhìn quanh cảm thấy có điều không đúng lớn tiếng hỏi đây là chỗ công dương sư điệp chết phải không tên ngoại cảnh kia gật đầu nhưng sau khi nhìn kỹ thì kêu to tại sao lại như vậy nơi này không hề có dấu vết đánh nhau không hề có dấu vết thi thể bị đốt cháy lưu lại xích hà kiến thức rộng rãi sau khi nghĩ kỹ một hồi trầm giọng nói Sơn Hà xã tắc đồ. Bọn chúng có liên quan tới Ngọc Hư Sơn tiểu càng động. Sơn Hà xã tắc đồ. Hèn gì? Xích Hà quyết định cực nhanh, nhanh đi mở trận pháp, phong cấm toàn thành, chậm e không kịp. Lão vừa dứt lời, một ngoại cảnh được phái tới từ đường xem xét nghiêng ngã lão đảo bay trở về, không tốt, không tốt. Hồn đăng của gia chủ đã tắt. Ba, tất cả đá trong tiểu viện đều nát thành bột phấn, xích hà thẹn quá hóa giận không cần phong cấm nữa. báo cho các nhà khác rút hết người ở Đại Lao về, để cao thủ tuyệt đỉnh coi nhà. tất cả ngoại cảnh, thành viên trọng dụng được và những kẻ không an phận của vương tộc đều chờ ở cạnh họ, không ai được đi đâu hết. Bần đạo sẽ tự mình trấn thủ thượng doanh, ngồi ở giữa không trung, giám sát tứ phương, chờ viện binh kim quan động tới. phải giết bọn người tô mặt. mạnh kỳ mở những trữ vật của công dương tăng để tìm bí bảo, lấy chiến dưỡng chiến làm gia chủ, cho dù không đem theo bảo khố tùy thân, thì cũng không kém, nhiều hơn hẳn so với công dương đăng và công dương bạc, chỉ riêng thiên tài địa bảo và linh thảo kỳ hoa đã có gần 10 món, hai thanh bảo binh, đều là thượng phẩm, một thương một kiếm, bí bảo bốn món, chưa kể công dương tăng đã dùng mất hai món cực mạnh. Một khối ngũ quan thạch năm sáu trọng thiên, một tấm độn địa kim quan phù, một cái tứ tượng tỳ bà, đều là bốn năm trọng thiên, còn có trạc một châu phỏng chế Mạnh Kỳ đọc từng món một, lòng hơi thất vọng, mấy món bí bảo này, dùng đối phó cao thủ tuyệt đỉnh cực kỳ hữu dụng, nhưng với tông sư thì hoàn toàn không đủ nhìn, nhưng nếu có bí bảo từ thất trọng thiên thì mình có muốn sử dụng cũng chỉ là gánh nặng. Điền Quát đem chuyện Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư phát hiện có ngoại cảnh cường đại giả làm mặt giả mai phục trong đại lao báo cho Mạnh Kỳ biết, cũng vì điều này, hai người mới chịu lộ thân phận, bảo Điền Quát đến mật báo. Quả nhiên có mai phục. Mạnh Kỳ gật đầu, nhưng trải qua chuyện Công Dương Tăng, e là chúng đã lại thay đổi kế hoạch. Điền Tư Khấu giúp trở về Đại Lao một chuyến, truyền lại tin tức, đồng thời thăm dò tình hình, chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. "Vâng, cự tử." Điền Quát chấp tay nói. Trên đường trở về, Điền Quát phát hiện Xích Hà đạo nhân cầm Trường cung, khoanh chân ngồi trên không trung ở gần Đại Lao, giám thị toàn bộ không gian quanh đó như vậy muốn cứu người không dễ điền quát nhíu mày nghĩ vào đại lao lặng lẽ truyền âm cho giang chỉ vi và nguyễn ngọc thư hai nữ cũng thấy khó giải quyết đang lúc trầm tư bên tai lại đột nhiên vang lên giọng nói già nua đầy tinh thần hai vị thí chủ lão đạo có thể giúp các ngươi cứu người nhưng phải đáp ứng một yêu cầu của lão đạo ai các cô bị nói toạt ra tâm tư cả hai kinh ngạc quay sang nhìn lão đạo sĩ ở giang tù đối diện Lão đạo sĩ chấp tay, ý bảo chính là mình. Yêu cầu gì? Giang Chỉ Vi hỏi. Việc này còn phải nhờ chính Tô thí chủ đáp ứng. Lão đạo sĩ nhìn sang Điền Quát, hiển nhiên muốn y đi báo tin cho. Giang Chỉ Vi cau mày, loại chuyện gì mà chúng ta không thể đồng ý thay hắn? Lão đạo sĩ ha ha truyền âm, các vị thí chủ yên tâm, lão đạo chỉ bảo các người truyền tin, có đồng ý hay không thì hoàn toàn phải xem ý muốn của Tô thí chủ dù sao viện binh của kim quan động ít nhất cũng phải mất hai ngày nữa mới tới được còn đủ thời gian lão biết nhiều quá mấy người gian chỉ vi thầm nghĩ điều quát càng thêm kinh hãi thì ra lúc trước mấy câu đoán mệnh kia của lão đạo sĩ không phải là vô tình nhắc nhở y mà là lão cố ý báo cho biết rốt cuộc lão muốn làm cái gì lão đạo sĩ tiếp tục nói chuyện lão đạo nhờ tô thí chủ giúp đỡ rất đơn giản nhấc tay chi lao mà thôi các ngươi đưa vật đó cho hắn tin chắc hắn nhìn thấy nó xong sẽ đồng ý ngay thôi nói xong trong tay điền quát đột nhiên xuất hiện một cái túi gấm nhẹ bẩn không có chút sức nặng nào vật trong túi rất quá dị nếu chỉ dựa vào tinh thần không thể cảm thấy được nó tồn tại thấy lão đạo sĩ yêu cầu cũng không quá phận giang chỉ vi và nguyễn ngọc thư nhìn túi gấm một cái gật đầu điền phủ trong một gian thư phòng yên tĩnh mạnh kỳ tề chính ngôn và triệu hằng thoải mái nghỉ ngơi trong phủ của đại tư khấu dưới sự trợ giúp của điền quát ba người thần không biết quỷ không hay lại trốn vào điền phủ điền quát không dám chần chừ lâu để phụ thân khỏi nghi ngờ trực ban xong liền đi về lập tức báo lại mọi việc đưa túi gấm cho mạnh kỳ lão đạo sĩ không thể dùng tinh thần cảm ứng mạnh kỳ nhíu mày mơ hồ cảm thấy quen thuộc phỏng đoán thân phận và mục đích của lão đạo sĩ trước đó triệu hằng cũng đã kể lại chuyện điền quát xem bói nhưng ba người bàn bạc mãi cũng không nhìn ra được lão đạo sĩ này có vấn đề hay không song lão chủ động nhảy ra như thế này thực làm cho người ta phải đề phòng mạnh kỳ mở túi gấm chỉ trong nháy mắt hắn đã biết vật chứa bên trong là cái gì hèn gì mình lại cảm thấy quen thuộc túi gấm vừa nghiêng vật bên trong trượt ra rơi xuống lòng bàn tay mạnh kỳ nó lớn cỡ bàn tay nền đen trên khắc chữ truyện màu vàng ống ánh Môn hạ Ngọc Hư Quả nhiên Mình cũng có một tấm thẻ bài như vậy Ngoài việc có thể ngăn cách tinh thần cảm ứng Thì không còn gì thường nào khác Nhưng vật này do lão đạo sĩ đưa ra Thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt Hắn là lấy được từ trong truyền thừa tiên tích Chả quan hệ quá gì với Ngọc Hư cung Nhưng lão đạo sĩ này lại rất có khả năng là Ngọc Hư đích truyền Lão ta chính là kẻ bị gọi là Ngọc Hư Dư nghiệp giúp mình là vì nhận ra bác cửu huyền công. Ngọc Hư môn hạ. Triệu Hằng, Tề Chính Ngôn và Điền Quát đều bật thốt. Là người đứng đầu Tam Thanh, vị đạo tôn đệ nhất của cửu tôn đạo môn. Dù trong thế giới của mấy người mạnh kỳ, hay trong thế giới phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nổi tiếng xa gần, nhất là nơi này. Phong thần chi chiến qua đi mới 500 năm, các loại truyền thuyết vẫn còn văng vẳng, nay bỗng nhìn thấy môn hạ Ngọc Hư chính quy, mọi người đều khó tránh khỏi sửng sốt. Điền quát thở dài, không ngờ Ngọc Hư nhất mạch vẫn còn có truyền nhân. Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn đều từng nghe Mạnh Kỳ đề cập tới chuyện Ngọc Hư dư nghiệp, hai người đưa mắt nhìn nhau, Mạnh Kỳ làm bộ như không có việc gì hỏi, Ngọc Hư nhất mạch chẳng lẽ không còn truyền nhân. Sau phong thần chi chiến, xiển giáo cũng chính là Ngọc Hư nhất mạch bị tổn thất thảm trọng. Ngoài vương thất, chỉ có mấy nước chư hầu là có liên quan tới họ, sau này 12 kim tiên đều rời khỏi thế gian, ngay cả vân trung tử không thuộc 12 kim tiên cũng vô tung tích, nên càng ngày càng thêm suy bại. Đến nay, bá chủ tề quốc năm xưa đã suy bại đến mức không còn lại đại quốc, chỉ miễn cưỡng giữ lại được chút thanh danh của Ngọc Hư nhất mạch năm xưa, ngoài tề quốc, tất cả những nơi còn lại đều chỉ là chi nhánh của chi nhánh, thậm chí có những nước còn bị đạo môn Phật mạch nhầm vào, thầm chèn ép. Là con của đại quý tộc, Điền Quát đương nhiên có hiểu biết về chuyện này, và y cũng rất sửng sốt với việc ngoài tề quốc, Ngọc Hư Nhất Mạch lại vẫn còn có truyền nhân khác. Tấm lệnh bài này vốn không thể phỏng chế được, nếu không có công pháp của Ngọc Hư Nhất Mạch, ngay cả đặc dị cũng còn không hiện ra được. Thì ra chỉ là trong vài nước và phạm vi của vài thế lực nào đó, Ngọc Hư truyền nhân mới là dư nghiệp. Mạnh kỳ thở phào, ngắm nghĩa tấm lệnh bài, mơ hồ cảm thấy nó và công pháp của hắn có một sự hòa hợp khó tả, khác với tấm lệnh bài hắn lấy được từ trong phong ấn hai tấm lệnh bài này còn có phân biệt mạnh kỳ tạm thời không tiện kiểm tra trầm ngâm nhờ ngươi ngày mai báo cho vị tiền bối kia biết yêu cầu của lão mổ đồng ý chỉ cần mỗi một chuyện có liên quan tới ngọc hư cung là đã có thể khiến mình đáp ứng càng miễn bàn còn có thể cứu các mặt giả ra hôm sau điền quát đem câu trả lời của mạnh kỳ báo cho lão đạo sĩ và giang chỉ vi nguyễn ngọc thư lão đạo sĩ cười tủm tỉm sao hả lão đạo nói không sai đúng không vui đùa xong lão chuyển sang nghiêm chỉnh lão đạo vì một số hạn chế không thể tự mình ra tay nhưng có thể giúp các ngươi qua mắt được tên tông sư ngoài kia các ngươi có lòng tin đánh bại tên cường giả canh gác chỗ này không hạn chế nào đó giang chỉ vi càng thêm khó hiểu càng cảm thấy thế giới phong thần này quỷ dị điền quát nhanh chóng báo lại tình hình Tầng thứ 5 và tầng thứ 6 mỗi tầng đều có một ngoại cảnh trông coi, không phải tuyệt đỉnh, đại khái 2 3 trọng thiên, còn lại là lao đầu và ngục tốt 8 9 khiếu, chủ yếu phân tán ở tầng 6. Giang Chỉ Vi nghĩ nghĩ, nhìn Nguyễn Ngọc Thư một cái, sau đó nói: "Không thành vấn đề. Cho dù xuất hiện bí bảo mạnh, mình bên này cũng có thể ứng phó, còn nếu không có, chỉ bằng kiếm trong tay, cũng có thể chém ra một con đường." Lão đạo sĩ không nói gì nữa khẽ dậm chân một cái cả đại lao xuất hiện chút gợn sóng sau đó trở lại bình thường cực nhanh nhưng giống như đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới giang chỉ vi lôi bạch hồng quán nhật kiếm ra hơi dùng lực tinh cương xích tay chân đã bị bứt đứt kiếm quang chợt lóe xích tinh cương trên người nguyễn ngọc thư rơi xuống đất cửa giang tù mở ra các phạm nhân đều há hốc miệng mà nhìn thấy giang chỉ vi đánh điền quát ngất xỉu ném vào trong góc trước khi chúng ta đi ra ngoài không được vọng động, kẻ nào làm trái sẽ giống như xích này. Sợi xích tinh cương dưới đất lặng lẽ nát như ra thành bột, không phải bị bóp, mà là bị chém mà thành. Kiếm ý đáng sợ ép lên người đám phạm nhân, ai nấy đều sợ hãi, tay chân như nhũng ra. Giang chỉ vi bước ra, đi thẳng tới cửa thông xuống tầng 2, kiếm khẽ vung, cánh cửa bị chém mở ra. Kiếm quan tung hoành, Giang chỉ vi không hề dừng bước, ngục tốt không ngừng bị đánh trúng yếu huyệt, ngã xuống bất tỉnh, không ai có sức phản kháng. Đặng 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 đặng, cô và Nguyễn Ngọc Thư một đường thông thuận, rất nhanh đã vọt tới lối vào tầng thứ năm. Kiếm quan trong vắt như cầu vồng, chém vào cánh cửa sắt khắc đầy hoa văn, vì không có trận pháp gia trì, nó yếu ớt vỡ ra. Cường giả ngoại cảnh bên trong giật mình, vội sách kiếm, lôi bí bảo ra. Nhưng Nguyễn Ngọc Thư đã khẽ vút tê phượng cầm, một tiếng réo rắc cao vút như tiếng hót từ trên trời cao vọng xuống, sau lung cô xuất hiện hư ảnh vượng hoàng tôn quý cường đại, lung mọc ngũ đức chi vũ, xoay quanh bay lên trên, nhào về phía nguyên thần của tên ngoại cảnh kia. Cường giả ngoại cảnh lập tức ngẩn ra, mà dưới kiếm ra vô ngã, thất thần chính là mất mạng. Kiếm quan sáng lạng trong vắt, vô ngã vô tướng, kiếm ý mạnh mẽ lóe qua, cường giả ngoại cảnh ngã xuống đất, mi tâm có một chấm đỏ, toàn thân bề ngoài nguyên vẹn hoàn hảo, nhưng bên trong đã bị kiếm khí nghiền nát bét. Giang chỉ vi không hề dừng lại nhặt bí bảo và túi trữ vật, tiếp tục sải bước tới lối vào tầng thứ sáu. Cường giải ngoại cảnh bên kia cửa đã cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, lao thẳng tới giữa mật thất, mở trận pháp ra. Hai người nhìn thấy nhau ngay tại lối vào tầng thứ sáu. Giang chỉ vi lập tức xuất kiếm. Kiếm khí bức người, tốc độ cực nhanh, mặt giả cửu khiếu còn không nhìn kịp bóng kiếm, chỉ cảm ứng được kiếm quan mà thôi. Tên cường giả ngoại cảnh kia hoàn toàn bị áp chế, chỉ cảm nhận được đối phương liên tục xuất kiếm kiếm nào cũng cực nhanh như sóng biển không ngừng vỗ vào bờ liên miên không dứt áp lực càng lúc càng tăng lên mãnh liệt những khối đá bày trận bị cắt thành mảnh nhỏ giang chỉ vi trừ không dùng sát chiêu pháp thân chỉ thi triển sở học cả đời áp chế ngoại cảnh kia không rảnh tay mà sử dụng bí bảo nguyễn ngọc thư đang định hỗ trợ thì trong lòng vừa động phát hiện trong đám mặt giả có người độn ra khỏi gian tù đánh về phía cô thì ra vẫn còn gian tế mai phục cô không chút hoảng hốt khẽ vuốt dây đàn hư ảnh phượng hoàng tái hiện tiếng hót réo rắc vang vọng suốt chín tầng trời kéo dài không dứt tên gian tế kia nguyên thần chấn động hơi dại ra bị hư ảnh phượng hoàng bay vào lỗ tai ngay sau đó tâm hỏa của y tự động bùng phát không gió tự cháy đốt y thành tro tàn đương 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 bảo binh chạm vào nhau tiếng động không ngừng tên ngoại cảnh kia tráng đổ mồ hôi xuất chiêu chống đỡ hoàn toàn chỉ còn theo bản năng, nếu không phải Giang chỉ vi phải phân tâm kềm chế, không để uy lực lan đến mặt giả trong nhà tù, thì y đã không thể đỡ được lâu đến vậy. Y đang cố gắng chống đỡ, đột nhiên phát hiện xúc cảm trở nên trống rỗng, không còn kiếm quan công kích. Giang chỉ vi nhìn ra tình trạng của y, cố tình chậm lại một chút, để tạo cơ hội. Kiếm tới, vạn vật chợt chậm lại, ngoại cảnh kia tốc độ rút đao về trở nên cực chậm, trơ mắt nhìn trường kiếm xẹt qua đâm vào mi tâm mình giang chỉ vi chùi máu cất kiếm vào vỏ thần thanh khí sản nói với nguyễn ngọc thư kiểm tra thân phận họ nguyễn ngọc thư nhận người bắt ra hai danh giang tế đều bị giang chỉ vi chém chết làm xong giang chỉ vi nhìn lão đạo sĩ đi theo vào phía sau thỉnh giáo tiền bối làm sao để họ thoát được mắt tông sư trốn ra ngoài thực ra cô đã có cách bởi vì Điền Quát đã mang Sơn Hà xả tắt đồ vào, vật này vẫn còn sử dụng được một lần nữa, chứa hết mặt giả vào trong, cầm theo ba người đi ra, thế là xong. Nhưng cô lại muốn xem chút thực lực của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cười, nào, xem chút thủ đoạn của lão đạo. Áo bào của lão nhanh chóng to ra, bên trong u ám, hỗn hỗn độn độn, cứ như tự thành một giới. Gió lại nổi lên bốn phía, hút những mặt giả vào trong áo bào tụ lý càng khôn. Giang chỉ vi và Nguyễn Ngọc Thư bật thốt. Đây chính là một loại thần thông lừng danh thời Thái Cổ, nhưng đến thời đạo môn cửu tôn đã thất truyền. Lão đạo sĩ thu hồi áo bào, hát một tiếng, lão đạo kỳ ngộ lấy được, không thấy tên gọi, ai biết nó gọi là cái gì. Lão vừa nói vừa đi ra ngoài, dàn xếp cho điền quát để y khỏi bị những phạm nhân vượt ngục khác giết chết, sau đó ba người biến hình thành ngục tốt, nghênh ngang đi ra. Ngoài thành, Mạnh kỳ chấp tay cảm ơn lão đạo sĩ, đám người gian chỉ vi hiểu ý tránh đi, sắp xếp chuyện sau này cho các mặt giả. Chúng ta đều là môn hạ của Ngọc Hư, không có gì phải cảm ơn. Lão đạo sĩ không chút để ý vẫy tay, để các mặt giả đã bại lộ đi cho rõ xa, những ai chưa lộ thì tạm thời đừng làm gì hết, nếu không sở vương tới, không giải quyết được nữa đâu. Sở vương Việc này có liên quan tới sở quốc. Mạnh kỳ kinh ngạc. Theo lý, sở vương cũng thu được lợi ích không nhỏ, không có lý gì can thiệp vào việc này. Hắc hắc, sở vương ta nói không phải sở vương đó, là sở trang đang ẩn cư ở Kim Quang Động. Lão đạo sĩ lắc đầu cười. Sở trang vương. Một trong lục bá. Lão vẫn còn sống. Mạnh kỳ kinh hải. Lão đạo sĩ biểu môi, y đương nhiên còn sống, mà còn sống rất tốt. Không chỉ y, hán vũ, đường văn, minh liệt và tần mục đều còn sống, chuyện lần này, chính là sở trang trực tiếp hạ lệnh, sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Vãn bối và sở trang vương không oán không cừu, sao lão ta lại nhằm vào vãn bối? Mạnh kỳ cao mày. Phong thần quả nhiên có không ít pháp thân tại thế, chỉ là không biết vì sao đều phải ẩn cư. Lão đạo sĩ cười khẩy, sau khi thiên địa bị tàn phá, thì ẩn có quỷ dị, chúng ta tìm kiếm hỏi thăm các nơi để tìm nguyên do. Mấy năm trước, ngọc hư cung thấp thoáng tái hiện mọi người nhào tới tranh đoạt một hồi chỉ có một mình sở trang từ trong đó lấy được một món đồ ngọc hư cung mạnh kỳ trợn mắt ngọc hư cung vẫn còn tồn tại sở trang vương đã lấy được cái gì lão đạo mơ ước vật ấy nên cứ mãi luẩn quẩn ở sở đường trần ngày hôm trước vật đó đột nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu khắp cửu tiêu lão đạo bấm đốt ngón tay định thấy ứng ở trên người ngươi Nghĩ có lẽ Sở Trang cũng nhìn ra được, cho nên mới ra lệnh phải bắt ngươi về, nếu không phải bị hạn chế, y đã sớm tự mình đi tìm ngươi rồi. Lão đạo sĩ không chút che giấu mơ ước của mình. Hèn gì kim quang động lại thay đổi thái độ. Mạnh Kỳ đang định đặt câu hỏi, bỗng nhíu mày, lão đạo sĩ này luôn xưng hô chúng ta chúng ta, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Dám hỏi tiền bối cao tính đại danh. Mạnh Kỳ nói. Lão đạo sĩ ha ha cười. Lão đạo Khương họ, Lã thị, tên Tiểu Bạch. Lã Tiểu Bạch, Tề Tiểu Bạch. Tề Hoàng công. Thật đúng là Ngọc hư môn hạ chính quy. Mạnh Kỳ cả kinh. Từ sau khi Thiên hạ hỗn loạn, các dòng họ đều dần yếu đi, đến nay đã trở nên lẫn lộn với nhau, cho nên Tề Hoàng công mới cố ý báo ra cái dòng họ từ mấy trăm năm trước của mình. Nghe giới thiệu xong, mọi người đều chẳng có phản ứng gì, vì họ căn bản đều không biết, nhưng Mạnh Kỳ thì không. Đời trước xem Xuân Thu chiến quốc, hắn luôn cười nhạo đường đường tề hoàng công lại có cái tên làm cho người ta phải ôm bụng cười, Tiểu Bạch. Sau này phát hiện nhà họ còn có những người tên là Vô Tri, Chư Nhi, thì dần dần chết lặng, tuy rằng thế giới phong thần tề hoàng công tên là cái gì, Mạnh Kỳ cũng không biết, nhưng mà chỉ cần nghe xưng là Khương họ, Lã thị, tên Tiểu Bạch thì cũng đoán ra được đó là ai. Thì ra là Tề Quốc Lã Tiền Bối. Mạnh Kỳ lập tức chắp tay hành lễ bởi vì lục bá hoặc ẩn cư hoặc biến mất không còn xuất hiện trước mặt hậu thế nên thường đều có thụy hào tỷ như hằng trang nhưng bây giờ người sống sờ sờ trước mặt mạnh kỳ lại không có được cái thân phận ngang cấp nên đương nhiên không thể xưng hô là hoàng công tề hoàng công cười đều là ngọc hư môn hạ không cần đa lễ như vậy hơn nữa lão đạo còn có việc phải nhờ ngươi hỗ trợ nói về chuyện chính mạnh kỳ liền nói ngay vãn bối giúp được gì cho tiền bối Tề Hoàng công vuốt chòm râu bạc trắng, việc rất nhỏ, ngươi biến hóa rồi theo lão đạo đi gặp Sở Trang, xác nhận một chút món đồ y lấy được từ Ngọc hư cung, các ngươi đã có duyên, có lẽ có thể nhìn ra lai lịch của nó. Chẳng lẽ sư thúc không nhận ra được? Tề Hoàng công đã nói đều là Ngọc hư môn hạ, Mạnh Kỳ dứt khoát đánh xà tùy côn, gọi sư thúc luôn. Tề Hoàng công nhíu mày, không phải ta không đoán ra, mà hình như nó còn có lai lịch khác lão chẳng chút ý kiến với cái xưng hô sư thúc kia thấy lão không chịu nói kỹ mạnh kỳ cũng không hỏi thêm sư thúc không biết ngọc hư cung xuất hiện có theo quy luật gì không hắn quan tâm nhất là chuyện này ai biết không chừng trong đó có truyền thừa hoàn chỉnh của nguyên thủy kim chương lúc ẩn lúc hiện chẳng có quy luật gì nhưng một khoảng thời gian mỗi lần trước khi xuất hiện trời đất đều có chút thay đổi người thường khó mà nhận ra được nhưng tới cỡ của lão đạo với mấy người Sở Trang thì cảm nhận được rất rõ. Nhất là lần này, dòng sông thời gian hoàn toàn thay đổi, không còn chậm chạp như trước nay, đến bây giờ cũng vẫn chưa trở về bình thường, xem ra có lẽ không còn trở về được như cũ, nói đến việc này, Tề Hoàng Công lại bắt đầu lắm lời, chẳng hề lo mạnh Kỳ mượn cớ tìm hiểu để tìm ra Ngọc hư cung rồi nhanh chân đến trước. Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe, vừa đúng nói xen vào, cho nên có thể thông qua sự thay đổi trời đất này để tìm được Ngọc Hư cung. Tề Hoàng công gật đầu, qua mấy lần thất bại, chúng ta đã tìm ra quy luật, tìm được Ngọc Hư cung, tiếc là đi vào không bao lâu thì bị hất ra, chỉ sở trang lấy được một món đồ. Lão đạo sở dĩ nhờ ngươi tới xem lai lịch của nó chính là muốn nhờ nó để tìm thêm nhiều manh mối, đặng lần sau vào lấy được chút thu hoạch. Nói tới đây, lão thở dài, với tuổi này của lão đạo nhiều lắm thì chỉ chờ được một lần ngọc hư cung xuất hiện nữa mà thôi ai gia tổ không có tiên duyên cả đời không chứng được pháp thân nên đoạt được nguyên thủy kim chương không có pháp thân thiên lão đạo có được tu vi ngày hôm nay toàn là dựa vào kỳ ngộ khác và vì trở thành thiên hạ minh chủ lão ngẩng đầu lên nhìn trời tiếp tục nói từ sau phong thần chi chiến thiên địa tàn phá xuất hiện nhiều quỷ dị và hạn chế đến cỡ này như lão đạo mơ hồ cảm nhận được không cam lòng phải dừng lại ở đây. Nên đối với Ngọc Hư Cung rất có chờ mong, hy vọng có thể lấy được truyền thừa hoàn chỉnh và côn luân bất tử dược. Bất tử dược. Mạnh kỳ hít một hơi. Xem ra pháp thân thế giới phong thần cũng chỉ sống được chừng 300 năm mà thôi. Hắn hỏi cái gọi là quỷ dị và hạn chế là cái gì, nhưng Tề Hoàng Công đều cố ý nói qua loa, không chịu nói rõ, làm hắn thêm nghi hoặc. Có hỏi nữa cũng vậy, Mạnh Kỳ đành bỏ qua, hỏi sang chuyện khác, sư thúc, có thể biết vì sao không nhìn thấy thiên tôn và những tiên nhân khác của Ngọc Hư Nhất Mạch không? Tề Hoàng Công trở nên ngưng trọng, gia tổ có để lại thư, nói sau khi thiên địa tàn phá, chư giáo tổn thất thảm trọng, đạt thành đàm phán hòa bình, bỏ qua ân thương, toàn bộ duy trì võ vương, ba vị thiên tôn và Phật môn nhị tổ phân về các nơi. Khá là khớp với tin tức nghe được ở tiên tích. Mạnh kỳ gật đầu. Nhưng năm thứ ba sau khi thiên địa tàn phá, thông thiên giáo chủ biến mất, Bích Du Cung chẳng biết đi đâu, năm thứ năm, Thái Thượng và Đâu Xuất Cung đồng thời biến mất, năm thứ chín, Thiên Tôn biến mất, Ngọc Hư ẩn độn, Cung Luân tự kiềm chế, không còn thu phàm tục, năm thứ mười một, Phật Môn Tịnh Thổ không còn hiện thế ở thế gian. Kể lại chuyện cũ, Tề Hoàng Công rất có vẻ nghi ngờ, sau mấy thập niên, mấy vị thượng tiên đều đi, kẻ lánh đời, có người còn bị phát hiện đã tọa hóa. Đi. Tề Hoàng Công khẽ gật đầu, bởi vì họ đều để lại mấy chữ, ý tứ chỉ có một, là, trở lại. Trở lại. Mạnh kỳ mờ mịt, ý là mấy vị thượng tiên trở lại. Là chỉ trở lại tiên giới. Hay là thế giới thật, chứ không phải mảnh vỡ trụ quan. Lão đạo chỉ biết Ngọc Hư cung quản thành tiên tôn và đâu xuất cung Nam Hoa tiên tôn. Tề Hoàng Công nói, còn những cái khác thì không biết. Mạnh kỳ thầm ghi nhớ việc này, tiếp tục hỏi sang những chuyện khác, cái nào tề hoàng công muốn nói thì không giấu giếm, cái nào không muốn nói thì dè dặt cẩn thận, khiến Mạnh Kỳ vô cùng buồn bực, đến cuối cùng, dứt khoát hỏi sang nội dung nguyên thủy kim chương, tỷ như ngọc hư thần toán. Ở phương diện này, tề hoàng công giỏi hơn Mạnh Kỳ không biết bao nhiêu lần, thường chỉ một lời là giải quyết được mối đau khổ suy tư suốt bao lâu của Mạnh Kỳ. Thấy bên kia chuyện mặt giả đã sắp xếp xong, Mạnh Kỳ cười, sư thúc, có thể cho mặt giả trốn sang tề quốc được không? Tề Hoàng Công làm sao không hiểu chút tâm tư của hắn, hắc một tiếng, lão đạo chỉ quản được đạo môn nhất mạch, còn chuyện thuyết phục tề vương, các ngươi tự lo đi, ai, tề quốc thối nát đã lâu, suy bại đã không chịu nổi, quả thật cần thay đổi. Nửa câu cuối lại cho thấy vẻ muốn giúp đỡ. Mạnh kỳ cảm ơn, đi qua chỗ gian chỉ vi, nói với các mặt giả. Chuyện trên đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nếu không gặp phải cực khổ khó khăn, sẽ không thấy được vàng thật. Đương nhiên, thiên hạ đại thế sẽ không thay đổi, con đường phía trước là quang minh, chỉ là đường xá có nhiều quanh co rẽ ngoặt, hy vọng các vị tự lo cho bản thân, giữ vững kim yêu, đừng tự coi thường mình. Đất tề thối nát chính là đất dụng võ của chúng ta, các vị có thể đi theo Bạch Tùng và Triệu Bách xuất lĩnh đến đó, nếu muốn lưu lại Trần Quốc thì do vương khởi thống lĩnh. Bạch Tùng Triệu Bách và Vương Khởi sau khi phong cấm giải trừ đã tụ họp với mấy người mạnh kỳ. Vâng, cự tử. Các mặt giả cung kính trả lời. Bạch Tùng nghi hoặc nhìn mạnh kỳ, cự tử, các vị định đi phương nào? Chúng ta còn có một chuyện cần xử lý, ngày sau sẽ đến đất tề hội hợp với các ngươi. Mạnh kỳ mặt không đổi sắc nói, Bạch Tùng miễn cưỡng có thể chống đỡ cho các mặt giả, chỉ là uy vọng còn chưa đủ. Về phần mặt giả đất trần, Vương khởi võ công tuy cao, nhưng khả năng quản lý kém, không thể đảm nhiệm thủ lĩnh, chỉ giữ thân phận này ở mặt ngoài, còn người chủ trì chính thật sự, mấy người mạnh kỳ đều hướng về Điền Quát. Sắc trời dần tối, tầng mây dày lên, Mạnh Kỳ biến thành chuột, trốn vào ống tay áo Tề Hoàng Công, cảm thấy xung quanh tối tăm, nhưng mơ hồ có thể nhận ra bên ngoài. Bỗng nhiên, Tề Hoàng Công dừng bước, cười vang, năm đó ngươi nhìn quanh tự hào, phách tuyệt thiên hạ nay sao lại giấu đầu lộ đuôi, như con gái thế. Hoàng công trước mặt, vãn bối đương nhiên không dám nhìn thẳng. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, ngữ khí nhìn như khiêm tốn, nhưng lại gọi thẳng Thụy Hào của tề Hoàng công. Mạnh kỳ tập trung tinh thần cảm ứng, phát hiện phía trước có một nam tử cao lớn, mặt cũng bào, đội vương miệng, sắc mặt vàng ống ánh, mày rậm mắt to, dưới cầm để chồng râu đen dài, thần thánh trang trọng. Thì ra là Hoàng công nhúng tay, hèn gì tô mặt đào tẩu được, sở trang vương tiếp tục nói. Mạnh kỳ theo lời nhắc của tề hoàng công, toàn lực cảm ứng vật đang được sở trang vương đeo ở bên hông. Đó là một thanh ngọc như ý, có màu trắng vàng, toàn thân trong sáng, trang nghiêm thanh tịnh, tự hồ có thể ngăn chặn tâm ma, ngăn chặn sinh tử, ngăn chặn tuế nguyệt trôi qua. Nhưng khí tức của nó hơi yếu, tuyệt không phải tam bảo như ý trong truyền thuyết. Nhưng khiến Mạnh Kỳ sửng sốt là, cái ngọc như ý này lại mang tới cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, không phải quen thuộc về mặt công pháp, mà là một loại quen thuộc rất khó tả, giống như trông thấy nó là nhìn thấy được mình. Không, chính xác là hơi có chút khác biệt với mình. Tề Hoàng Công và Sở Trang Vương đã xỉa xói nhau xong, tách nhau ra đi. Đi rõ xa, Tề Hoàng Công thả Mạnh Kỳ, hỏi hắn có phát hiện được gì không? Mạnh Kỳ thành thật kể lại cảm nhận của mình, cuối cùng nói, bản bối cũng nhìn không ra lai lịch. Tề Hoàng Công chấp tay sau lưng thông thả bước, trầm ngâm nửa ngày, ít nhất cũng chứng minh quả thực có điều quỷ dị. Lúc này, thời hạn của đám người mạnh kỳ đã đến, không muốn tốn thêm thời gian để tới đất tề truyền đạo, vì thế sau khi tiễn bước tề Hoàng Công, mỗi người trả 2.500 thiện công, cưỡng ép trở về. Ta sẽ còn quay lại. Lúc biến mất, Mạnh Kỳ quay đầu nhìn về phía đất trần, trong lòng bỗng toát ra câu nói ấy. Giữa không trung, cột sáng buông xuống, năm bóng người hiện ra. Mạnh kỳ vừa tỉnh lại sau mê muội bên tai đã vang lên tiếng của lục đạo luân hồi. Đất trần biến loạn, tân pháp tuy còn, nhưng kim yêu không còn, truyền đạo thất bại, mỗi người bị trừ 2.500 thiện công để trở về, không được đánh giá. Sau 3 tháng, suýt nữa là chúng ta đã thành công, thế mà không chịu tính cho chúng ta. Trong lòng mạnh kỳ dựng ngón giữa với lục đạo luân hồi chi chủ. Nhưng chuyến đi này hắn cũng không phải không có thu hoạch, chẳng những lấy được tin tức Ngọc Hư Cung, còn kéo được quan hệ với tề hoàng công tiểu bạch, cái này không thể tính bằng thiện công, hơn nữa còn giết được mấy ngoại cảnh lấy đồ, nhất là đồ của công dương tăng, vừa nhiều vừa đắt giá, cộng hết lại, chẳng những không lỗ, mà còn lời to. Quả nhiên, phải bỏ tiền đầu tư bí bảo giữ mạng mới lấy lại được hồi báo dày, ở thế giới phong thần là phải thích ứng với đấu pháp phong thần. Mạnh kỳ cảm khái, Bỗng nghe thấy một giọng u uất tiểu mạnh, trước ngươi dạy học nói tam quan rốt cuộc là có ý tứ gì? A. À, mạnh Kỳ quay đầu lại, thấy Triệu Hằng có vẻ buồn bực, cười gượng. "Lão Triệu a, à, để ý tới mấy chuyện nhỏ đó làm gì?" Thấy Triệu Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều quẳng qua ánh mắt dò hỏi, Mạnh Kỳ ho khan cụ cụ, dùng ngôn ngữ cổ đại trình bày một lần cái gọi là nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan, mà tim đập thình thình. Từ hồi tốt nghiệp cấp 3, hắn đâu còn quan tâm tới tri thức, làm gì còn nhớ đúng nhớ cụ thể định nghĩa là thế nào, chỉ dựa theo ấn tượng trong trí nhớ nói bậy bạ một tràng mà thôi. May mà mấy người Triệu Hằng chưa từng tiếp xúc qua mấy cái khái niệm này, nên dễ dàng bị hắn đẩy qua. Nói chuyện phím xong, Tề Chính ngôn mặt không chút thay đổi nói, lần này thu hoạch rất dày, nếu đổi hết cho Lục Đạo, hẳn sẽ bị hớt bớt rất nhiều thiện công. Những lời này chọc trúng lòng Mạnh Kỳ. Đúng vậy, lục đạo này chính là gian thương chính hiệu, chỉ giỏi mua rẻ bán đắt. Mang qua tiên tích bán, một là quá mất thời gian, trong khi Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn lại đều đang trong thời kỳ đột phá, chờ lâu không được, hai là đám người mình trên người chỉ còn 300 thiện công, ngay cả chuyện đơn giản nhất là trả phí để xem nhiệm vụ tiếp theo là cái gì cũng còn không đủ, ba là sau khi đổi thành thiện công, dù sao cũng phải giúp mấy người họ đổi thiện công thành công pháp, vật phẩm sẽ gián tiếp bại lộ chuyện mình gia nhập tiên tích, vi phạm khế ước. Chúng ta có thể chọn vật phẩm mình cần từ trong thu hoạch trước, cứ tính theo giá trị bình thường mà trừ. Nguyễn Ngọc Thư lên tiếng. Mạnh Kỳ vỗ tay, cách hay. Chọn xong, đồ còn lại mới đem đi đổi thiện công, hừ, lục đạo cũng sẽ chẳng còn chiếm tiện nghi được bao nhiêu. Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng cũng lên tiếng khen cách này hợp lý, khen Nguyễn Ngọc Thư thực là thông minh, linh hoạt nguyễn ngọc thư hơi cúi đầu xuống mặt mày đắc ý năm người lôi hết đồ ra bao gồm đến từ thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ yêu quái có một tấm sơn hà xã tắc đồ một gốc đào tinh một cái nhẫn trữ vật ba món thiên tài địa bảo đến từ túi trữ vật công dương đăng và nhẫn trữ vật công dương bạc cả hai đều có bảo binh bí bảo thiên tài địa bảo và đan dược nhưng số lượng không nhiều phẩm giai cũng không cao đến từ hai ngoại cảnh trong coi đại lao có túi trữ vật và bảo binh, còn ít hơn công dương đăng một chút. Đến từ những trữ vật công dương tăng, thiên tài địa bảo như canh kim chi tinh và linh thảo đang dược có 10 món, thượng phẩm bảo binh, phá vân thương và huyết sát kiếm, ngũ trọng thiên ngũ quan thạch, động địa kim quan phù và tứ trọng thiên tứ tượng tỳ bà, trạc mục châu tổng cộng 4 món bí bảo. Nếu không phải bắt được công dương tăng, nhiệm vụ lần này, chúng ta sợ là sẽ lỗ vốn. Triệu Hằng quét mắt một vòng, tính qua sơ lược. Lỗ vốn là chỉ tính tiêu hao bí bảo và trừ điểm thiện công để trở về, cộng lại sẽ ít hơn lúc bắt đầu nhiệm vụ một chút. Mạnh Kỳ cười tươi rói, nhưng có công dương tăng, mỗi người ít nhất kiếm hơn 5.000. Đúng là một con dê béo a. À. Nguyễn Ngọc Thư lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Luân Bảo Tháp ra, nói với Mạnh Kỳ, ngươi bỏ ra thiện công nhiều nhất, ngươi chọn trước. Giang chỉ vi. Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn gật đầu. Mạnh Kỳ không khách khí bước lên, ánh mắt đảo qua, cầm lên một vật. Bí bảo, Sơn Hà xã tắc đồ. Bí bảo này có phẩm giai tương đương với lạc hồn chung, cho dù chỉ còn dùng được một lần, giá cũng chỉ còn khoảng 6 ngàn. Nhưng đối với Mạnh Kỳ, bí bảo công kích và phòng ngự hắn không thiếu, tuyệt học và chiêu thức của hắn cũng không kém. Nếu đánh toàn lực có thể so với bí bảo tứ trọng thiên, cho nên hắn ưu tiên lấy những món bảo vật có dị dụng thần kỳ, quỷ dị. Giữa độn địa kim quang phù, tứ tượng tỳ bà và sơn hà xã tắc đồ, mạnh kỳ không chút do dự chọn sơn hà xã tắc đồ. Món đồ này làm người ta khó lòng phòng bị được, nếu vừa rồi đối phó công dương tăng mà không có nó, dù có là cao thủ tuyệt đỉnh, lại có đám người gian chỉ vi tương trợ, cũng không có khả năng giết được lão, mà nếu đánh kéo dài, tông sư kim quang động sẽ tới kịp. Đương nhiên, Mạnh kỳ lựa chọn Sơn Hà xã tắc đồ còn vì một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là nó có giá trị cao nhất. Tức tranh đi, Mạnh kỳ mỉm cười nhìn Giang Chỉ Vi, tới phiên ngươi, không tính số lượng, tính theo giá trị. Giang Chỉ Vi bàn quan nhìn, trong lòng đã tính xong, chọn gốc đào tinh, một khối canh kim chi tinh, một cây kiếm hà thảo, đại khái giá trị chừng 5.500. Chúng đều có thể dùng để luyện khí, ta muốn nâng cấp bảo kiếm. Sau khi chọn xong, Giang chỉ vi giải thích. Cô đã là tam trọng thiên, bạch hồng quán nhật kiếm đã tiếp cận trung phẩm. Mạnh kỳ cười, đúng vậy, lẽ ra phải nâng cấp lâu rồi, lưu hỏa của ta đã lên thượng phẩm từ lâu. Giết mấy ngoại cảnh lần này, mạnh kỳ đều cho lưu hỏa hấp huyết, nhưng không biết có phải do kiếm pháp tạo ra tác dụng không lớn, hay vì chiến ý không đủ, mà lưu hỏa không tiến triển gì nhiều, tuy nhiên cũng có được chút chút, mặt ngoài của kiếm trở nên mát lạnh. Kế tiếp, Nguyễn Ngọc Thư chọn bốn món thiên tài địa bảo, đều là những loại trước đó cô từng đổi cho lục đạo, bởi vì cô đã sắp đột phá ngoại cảnh, những loại này cô đều cần tới để tu luyện, lúc ấy không thể xuề tay xin trưởng bối, vì mới được cấp mà. Tề chính ngôn không nhìn nhiều, lượng ngay lấy độn địa kim quan phù. Theo lục đạo giám định, bí bảo này giá chừng 5.000 thiện công, là vật giữ mạng cực tốt. Triệu Hằng ngưng trọng nhìn một vòng, cuối cùng cầm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lên vật này chỉ còn dùng được có một lần và một viên đang dược giúp thanh tâm tịnh thần tổng giá trị cũng chừng 5 ngàn chọn xong vòng thứ nhất giang chỉ vi mỉm cười nói với mạnh kỳ nói lại tới phiên ngươi mạnh kỳ nhíu mày nhìn những vật còn lại mình có hai đầu bốn tay quả thật còn thiếu một thanh bảo kiếm thượng phẩm bảo binh huyết sát kiếm có vẻ thích hợp nhất nhưng nó quá nặng sát lục huyết tinh và tàn bạo là một thanh hung kiếm không hợp với tính cách của hắn, mà ngũ quan thạch, tứ tượng tỳ bà hắn lại đều không cần. Nghĩ một lúc, hắn nói, ta không chọn nữa, tí nữa phân thêm chút thiện công là được. Cũng không thể để thiện công không đủ. Đang nói, hắn phát hiện cái nhẫn trữ vật gửi bán cho tiểu đội phụ thuộc vẫn còn, hiểu đám người nguyên ương không có nhiều điểm thiện công. Giang chỉ vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng nhìn đám vật phẩm, tề chính ngôn trầm ngâm, nếu vậy hay đưa hết đi giám định, đổi thành thiện công, chia cho mọi người, sau đó dùng thiện công đó đổi đồ mình cần. Từ làm như vậy rất hay. Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đều tán đồng. Năm người ném đồ vào cột sáng trung ương để giám định. Ngũ quan thạch, phỏng chế, bí bảo ngũ trọng thiên, có thể phát dị quan năm màu, làm mê hoặc thần trí, hoặc có thể dùng để đánh người, ném vào mặt bách phát bách trúng. Giá trị 5.100 thiện công, có thể đổi lấy 4.000 thiện công. Tứ Tượng Tỳ Bạc Phỏng Chế, Bí Bảo Tứ Trọng Thiên Giá trị 4.300 thiện công, có thể đổi lấy 3.200 thiện công Trạc Mục Châu Phỏng Chế, Bí Bảo Tứ Trọng Thiên Giá trị 4.200 thiện công, có thể đổi lấy 3.100 thiện công Qua giám định, đám người mạnh kỳ phát hiện lục đạo đối với bí bảo, linh thảo khai giá tương đối cao, đồ còn thừa và những trữ vật của đào tinh có thể đổi được 4.600 thiện công đồ của công dương đăng và công dương bạc cộng lại được một vạn hai ngàn thiện công, đồ của hai ngoại cảnh canh đại lao được tổng cộng chín ngàn, tính cả đồ sót lại của công dương tăng, tổng thiện công đạt tới bốn vạn chín ngàn thiện công. Giảm đi một trăm, cộng với ba trăm còn tồn, mỗi người được chia chín ngàn bảy trăm tám mươi thiện công, vì tề chính ngôn chọn ngũ quan thạch, cuối cùng chỉ được nhận năm ngàn bảy trăm tám mươi thiện công, Nguyễn Ngọc Thư cầm tứ tượng tỳ bà, được sáu ngàn năm trăm tám mươi thiện công, Triệu Hằng lấy đi trạc Mục Châu, được 6.680 thiện công, Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ không chọn bí bảo, một người được lấy 9.780 thiện công. Ngươi có tính đổi gì không? Giang Chỉ Vi hỏi Mạnh Kỳ. Hắn tình nguyện để lục đạo bóc lột, chứ không chọn bí bảo dưới tứ trọng thiên, có nghĩa có nhu cầu đổi đồ rất gấp. Mạnh Kỳ ha ha cười, có, một bộ kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp. Giang chỉ vi mắt sáng lên, tiểu hòa thượng nhìn trúng môn kiếm pháp nào thế chắc chắn tên này đã đào ra được thứ gì đó hay ho trong đống công pháp phong phú kia một bộ kiếm pháp ngoại cảnh đủ bộ từ đơn giản đến phức tạp gồm ba chiêu mạnh kỳ khát khao nhìn trung ương cột sáng một kiếm tàn không trăm kiếm vô chung vạn kiếm quy nguyên đây là thứ hắn chờ mong đã lâu tam kiếm trong tam đao tam kiếm tam thần kỷ tam đao là một bộ đao pháp tam kiếm là kiếm pháp Tam thần kỹ còn lại là chiêu thức pháp thân đao kiếm hợp kích. Đến lúc này, Mạnh Kỳ cuối cùng đã bắt đầu thật sự luyện đao kiếm hợp kích theo chất lượng, bù vào sự thiếu sót của kiếm pháp bản thân. Giang chỉ vi nghe mà chẳng hiểu ra sao, bèn dò lên bảng đổi đồ, đọc miêu tả, thấy tam kiếm kia giá tới 8.800 thiện công, trong đẳng cấp ngoại cảnh cũng có số má. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.